Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 251 Một nước Hoa Cổ Long. Đèn trong phòng khách sáng rực, trước khi màn đêm phủ xuống thì không gian giống như có thêm chút yêu dị. Bất cứ giá nào, Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn cắn răng, mà Vương Quang Vinh ngồi trên ghế sa lông cũng cảm nhận được vẻ mặt của con trai, đúng là biểu hiện của những người không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua. Bầu không khí trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh hai cha con giống như cảm nhận được những nguy hiểm khi cuộc chiến mở màn chỉ cần không cẩn thận một chút thôi chỉ sợ tôn lương thăng lần này sẽ thịt nát xương tan trong lúc điều tra rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục chỉ mong sao tôn lương thăng có thể giữ mình trong sạch vương quang vinh tất nhiên sẽ hiểu bầu không khí nặng nề trong phòng lão lẩm bẩm nhưng dù đối phương có giữ mình trong sạch thì sẽ không phát sinh vấn đề sao vương tử quân nghĩ đến thủ đoạn của từ song lộ mà trong lòng không khỏi khẽ động nhưng hắn không nói ra hắn nâng ly nước của mình lên uống một ngụm càng cảm thấy thêm gấp gáp không biết có phải vì nguyên nhân mình được về nhà mà vương tử quân đặc biệt thích ngủ hắn mở mắt ra thì nghe thấy những âm thanh phát ra từ phòng khách hắn thức dậy kéo màn bầu trời bên ngoài đang dần sáng vương tử quân ghé mặt sát bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể thấy được khu vườn trường với những tàn cây màu xanh dưới ánh ban mai bầu không khí ướt át chim chóc ca vang kèm theo đó là những âm thanh dì rào. Một buổi sáng đẹp, một cảnh trí tốt, nhưng tâm tình con người lại đình trệ và trầm trọng. mặt trời đang dần ló lên, nhưng ánh sáng của nó không thể nào chiếu vào làm bừng sáng tâm hồn con người, hắn không biết kế tiếp sẽ là một trận đại chiến lớn cỡ nào. Vương tử quân chợt cảm thấy có hơi mệt, hắn nằm sấp xuống giường, kéo chăn mền qua phủ lên đầu, thật sự muốn ngủ tiếp. Tuy không muốn rời xa tổ ấm, nhưng đại bí thư vương vẫn còn có nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, cuối cùng hắn cũng đứng lên. Tử quân, sao không ngủ thêm một lát nữa? Vừa mở cửa thì thấy mẹ triệu tuyết hoa đang sắp xếp chén ra bàn, những luồng khí nóng từ trong tô bốc lên, mũi vương tử quân không khỏi có hơi run run. Ôi, mẹ nấu cơm ngon quá. Vương tử quân vừa nói vừa đưa mũi vào người ngửi, hắn không thể chờ đợi được mà đưa tay lấy một miếng bỏ vào miệng. Triệu tuyết hoa vừa tức vừa vội đi đến từ phía sau, bà dùng đôi đúa gõ lên tay con trai với tất cả yêu thương. Ôi, con trai của ta, con sắp cưới vợ đến nơi rồi, tay chân còn chưa rửa, sao lại dùng nó ăn cơm? Triệu tuyết hoa dù gian dậy con trai mình nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng, nửa năm qua có thể nói là triệu tuyết hoa muôn viện thuận lợi, không những con trai bảo bối của mình phát triển thăng tiến trên đường làm quan, chức vụ phó thư ký trưởng của Vương Quang Vinh ở văn phòng tỉnh ủy cũng ngày càng nặng, người hướng về phía mình ngày càng nhiều, càng thêm nhiều kẻ nịnh bợ. Dù là giám đốc bệnh viện nơi bà đang làm việc, nếu không có việc gì cũng tình nguyện đến chỗ bà công tác để nói chuyện liên hệ cảm tình. Audio điện tử võ tấn bền. Chức vụ y tá trưởng của Triệu Tuyết Hoa cũng khá tốt, bà trở thành cán bộ hành chính của bệnh viện, vừa thanh nhàn lại vừa tôn quý, giống như tất cả đều đã được thiết kế sẵn. Nửa năm qua xuất hiện nhiều con sóng biến hóa, không phải vì con trai chạy đến nhà bí thư Lâm một chuyến sao? Nghĩ lại những hành động của con mình, Triệu Tuyết Hoa cảm thấy hốc mắt nóng. Con trai mình với độ tuổi như vậy, cớ sao lại có tâm tư kín đáo như thế? Sáng sớm hôm nay Triệu Tuyết Hoa thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn, là món trứng và món thịt kho, coi như tỉ mỉ làm cho con trai một bữa sáng phong phú. Vương Tử Quân rửa mặt xong, hắn nhanh chóng đến dùng bữa cơm sáng, vừa hỏi bố về những việc lặt vặt. Hắn nói chuyện vài câu với mẹ, sau đó chuẩn bị rời đi đến tìm Tôn Khải, để nhắc nhở Tôn Lương thăng chú ý hơn. Tút, tút, tút. Điện thoại vang lên lúc Vương Tử Quân đang sửa sang lại quần áo, hắn cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy âm thanh của Tôn Khải vang lên bên tai. "Tử Quân, không tốt, thư ký Điền Lực Ngôn của bố tôi bị Ủy ban kỷ luật thị ủy đưa đi rồi." Điền Lực Ngôn bị đưa đi cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, hắn an ủi Tôn Khải hai câu trong điện thoại, sau đó hẹn gạt mặt Tôn Khải ở một công viên cách nhà không xa. Vương Tử Quân đi ra ngoài thì Thái Thần Bân đã chờ sẵn vừa thấy vương tử quân từ trên hành lang đi ra hắn đã vội vàng chạy đến nhận lấy cặp mở cửa xe cho lãnh đạo lên xe lúc này mới nhanh chóng chạy về phía công viên mà vương tử quân đã nói giang thị vào buổi sáng thật sự bừng bừng sức sống vương tử quân nhìn qua cửa sổ xe thấy những đám sinh viên học sinh bừng bừng phấn chấn hắn không nhịn được phải thở dài một hơi trong lòng thầm nghĩ nhà trường vẫn là nơi yên tĩnh không có nhiều điều lục đục với nhau đúng là rất tốt trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, lúc này xe đã rời khỏi trường đại học Giang Thị, khi hắn còn đang trầm ngâm thì xe chạy như bay chợt dừng lại. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên thấy bốn năm tên cảnh sát giao thông đang chặn trước xe từ khi nào. "Bí thư Vương, bọn họ nói chúng ta dừng xe." Thái Thần Bân không đợi Vương Tử Quân hỏi mà khẽ nói. "Cảnh sát giao thông nói dừng xe." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn không nói gì, mà lúc này Thái Thần Bân đã mở cửa xuống xe. Anh chạy xe kiểu gì vậy? Chạy lấn tuyến rất nguy hiểm anh có biết không? Anh lấy giấy tờ xe ra đây. Một tên cảnh sát giao thông hơn 20 tuổi đứng đó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, khi nhìn thấy Thái Thần Bân thì nhanh chóng mở miệng khiển trách. Thái Thần Bân là một người lái xe lâu năm, tất nhiên hắn hiểu rõ kỹ thuật lái xe của mình, hắn căn bản không lấn tuyến, tên cảnh sát giao thông này rõ ràng đang tìm cớ để phạt mình. Dù trong lòng có chút bức bối muốn lên tiếng cự cãi, thế nhưng nghĩ vương tử quân còn đang trong xe, hắn cố nén bực tức mà tươi cười nói. Đồng chí cảnh sát, tôi là người từ vùng ngoài đến, vừa rồi không chú ý, sau này sẽ nhất định cẩn thận hơn. Tên cảnh sát giao thông thấy Thái Thần Bân tỏ vẻ chịu thua thì ve mặt càng trầm xuống, hắn vung tay lên hất văng điếu thuốc mà Thái Thần Bân đưa đến. Tiểu tử cậu đừng dở trò cợt nhả, lái xe không tuân thủ quy định, đây là một chuyện rất nghiêm trọng, thế này nhé, cậu đưa giấy phép lái xe và giấy tờ xe đây. Bên cạnh tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi này có 4 năm tên cảnh sát giao thông khác với quân hàm không đồng nhất, bọn họ đang mỉm cười nhìn tình huống diễn ra, mà chính giữa đám người là một tên mập đang được mọi người vây quanh như sao bên trăng, rõ ràng hắn là đầu lĩnh. Hắn đưa mắt nhìn tên cảnh sát giao thông mở lời gian dạy Thái Thần Bân, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Tiểu ngô đúng là một hạt mầm tốt, mới đi ra vài ngày mà đã nhanh chóng trưởng thành như vậy rồi. Tên mập vừa hút thuốc vừa khẽ nói với đám cảnh sát xung quanh. Cục trưởng chân, cái này khơ nóc phải là ánh mắt sáng như sao của ngài đã phát hiện ra nhân tài sao, nếu không thì dù tiểu ngô có bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào phát triển nhanh như vậy được. Tên cảnh sát giao thông đứng phía sau dùng giọng điệu nịnh hót nói với tên mập, sau đó nói tiếp. Tôi đã chuẩn bị gia tăng trọng trách cho tiểu ngô, để cho hắn tiến lên làm trung đội trưởng. À, nhân tài phải đặt lên lưỡi đao, mầm ngúng tốt cần phải nuôi dưỡng phù hợp. Cục trưởng chân cười ha hả, Hắn nhìn Tiểu Ngô đã lấy được giấy phép và giấy tờ xe trong tay của Thái Thần Bân, thế là càng gật đầu tán thành. Giấy phép lái xe và giấy tờ xe không phù hợp, tôi nghi ngờ chiếc xe của anh có vấn đề, các người đi xuống xe, chúng tôi tạm giữ xe. Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi tên là Tiểu Ngô khẽ đưa mắt nhìn hai loại giấy tờ, sau đó trực tiếp cho ra một lời phán đoán. Giữ xe. Thái Thần Bân nào có thể để cho đối phương giữ xe, Bí thư Vương bây giờ rất bận rộn. Nếu giữ xe không có ai thì không là vấn đề, quan trọng là Bí thư Vương còn ngồi trên xe, nếu như xe bị cảnh sát giao thông giữ lại, như vậy Bí thư Vương phải ngồi xe nào. Khi Thái Thần Bân đang định mở miệng cửa cái thì có một chiếc xe tải chạy đến giống như đã sớm chuẩn bị sẵn, cùng lúc đó đám cảnh sát vây quanh tên mập cục trưởng chân cũng đã đến vây quanh lấy Thái Thần Bân. Vương Tử Quân thông qua cửa kính mà thấy tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài, hắn biết rõ sự việc không đơn giản như vậy, thế là hắn chui ra khỏi xe lúc này tiểu ngô đã viết xong biên bản, hắn nở nụ cười cực kỳ làm càn, yêu cầu thái thần bân ký tên. chương 251 2, nước hoa cổ long. Xoẹt, một chiếc Porsche thể thao màu đen gào thét chạy qua, chiếc xe chạy đi rồi chạy lại, đi ngược đường rất có khí phách. Cửa sổ xe hạ xuống, tôn sương hạo đeo kính dâm đưa đầu ra rồi mỉm cười nhìn vương tử quân. Ha ha ha, đại bí thư vương, sao vậy, xe có vấn đề rồi à? Tôn Sương Hạo vừa nói vừa nhìn về phía tên mập. Anh chân, anh không lầm đấy chứ, bí thư vương nào phải người thường, xe của anh ấy cũng không tuân theo quy định à. Tên mập thấy Tôn Sương Hạo thì cười tươi như một đóa hoa, hắn cúi đầu cúi người nghênh đón, sau đó dùng giọng nỉnh hót nói. Tông công tử, ngài cũng biết rồi đấy, những năm nay rừng lớn thì chim gì cũng có, trước đó có một vị bí thư huyện ủy chạy xe đến đây, tôi giữ lại điều tra, kết quả lại là xe ăn trộm. À, cảnh sát giao thông các anh cũng không dễ dàng gì, phải có ánh mắt sáng như sao mới tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong huyện vẫn còn có những cán bộ không sạch sẽ. Tất nhiên tôi tin tưởng bí thư vương của chúng ta sẽ không như vậy. Anh Trân, sau khi đưa xe đi nên xử lý nhanh một chút, đừng làm chậm trễ mất thời gian của bí thư vương. Tôn Sương Hạo vừa nói vừa cười nói với vương tử quân. Bí thư vương, ngài có nghe nói qua chưa, thư ký của Tôn Lương Thăng đã bị ủy ban kỷ luật đưa đi, nghe nói bên trong còn có chuyện liên quan đến tôn lương thăng chật chật đúng là không ngờ ở thành phố giang thì chúng ta còn có một con sâu mọt như vậy vương tử quân nhìn bộ dạng cười lớn không kiêng nể điều gì của tôn sương hạo hắn thầm hiểu tất cả là do đối phương đạo diễn đối phương không những muốn giữ xe của mình còn nói ra tin tức điền lực ngôn bị bắt cho mình biết vương tử quân nhìn đám cảnh sát giao thông đang chèn ép thái thần bân hắn trầm ngâm một lúc rồi nhàn nhạt, nhạt nói thần bân ký tên rời đi. Thái thần bân tuy cảm thấy không phục nhưng vương tử quân đã nói như vậy thì hắn cũng chỉ có thể áp chế cơn giận mà thôi. Tôn Sương Hạo nhìn chiếc xe Santana của vương tử quân, trong lòng thầm cảm thấy thoải mái. Hừ, trong tỉnh Chiết Giang này có kẻ dám gây khó dễ cho mình sao? Hôm qua vương tử quân ngươi tìm cách đưa Tôn Khải ra ngoài, đây không phải là vỗ lên mặt bản công tử sao? Hôm nay dù thế nào thì hắn cũng phải phát tác trên người vị công tử của phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy một người đường đường là bí thư ủy ban tư pháp của một huyện lại bị cảnh sát giao thông thành phố giang thị giữ xe lại đây chính là tát thẳng vào mặt vương tử quân đánh người phải đánh vào mặt mắng người phải mắng vào chỗ hiểm tôn sương hạo là đệ nhất công tác ở thành phố giang thị trên người hắn dù dùng nước hoa cổ long nhưng cách đối nhân xử thế lại làm cho người ta cảm nhận được hương vị cặn bã vị đệ nhất công tử tỉnh chiết giang này chỉ tôn thờ một câu người không phạm ta thì ta vẫn phạm người nếu người phạm ta ta sẽ cho một châm, nếu không phục thì nhổ cỏ tận gốc. Hắn muốn cho tất cả mọi người được biết, kẻ đắc tội với hắn sẽ bị ghi khắc ký. ai dám can đảm khiêu chiến với tôn công tử thì sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Cục trưởng chân nhìn nụ cười trên mặt tôn công tử, trên mặt hắn chợt có chút đắc ý, trong lòng cũng thầm bội phục mình. Chính mình đã chờ nơi đây cả buổi, có thể được tôn công tử cười thì cũng coi như con bà nó đáng giá. Thái thần bân cầm bút mà bàn tay có chút run rẩy, nhưng khi thấy ánh mắt điềm nhiên như không của Vương Tử Quân, hắn vẫn mạnh tay ký vào tờ biên bản. Bí thư Vương, ngại quá. Cục trưởng chân mỉm cười nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, giọng điệu rõ ràng có hương vị mèo khóc chuột. Theo ánh mắt của cục trưởng chân, hắn thấy tên bí thư trẻ tuổi kia rõ ràng là ngã sứt môi, dám đắc tội với tôn công tử ở tỉnh Chiết Giang, sao có thể sống yên lành cho được. Vương Tử Quân căn bản khinh thường không thèm quan tâm đến loại tiểu nhân này, lúc này hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc ý của tôn sương hạo sau đó hắn xoay người bỏ đi vương tử quân căn bản chỉ cảm thấy có chút hèn mọn với sắp xếp lần này của tôn sương hạo hắn vô thức khẽ vân về mũi của mình động tác này hắn học được từ một bộ phim nước ngoài mỗi khi nhân vật chính đã có tính toán từ trước hắn sẽ luôn vân về mũi của mình hắn cảm thấy động tác này rất hay có thể bày tỏ sự tiêu sái và đắc ý của con người ôi bí thư vương anh phải đi sao tôi vốn định tiến anh một đoạn đường nhưng còn có hai anh em đang chờ tôi xem ra chỉ có thể cho bí thư vương đi bộ mà thôi đi cho khỏe chân anh chân anh nói cho đám taxi không có mắt một tiếng bí thư vương là người có thân phận cao quý bọn họ không hầu hạ được đâu ngàn vạn lần cũng đừng trở đi như khách bình thường tôn sương hạo càng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của vương tử quân thì càng cảm thấy bực bội nín thở lúc này thấy vương tử quân sắp đi thì lại lớn tiếng nói với cục trưởng chân cục trưởng chân sở dĩ có thể bò lên vị trí hôm nay cũng là vì làm những việc được tôn sương hạo sai vặt lúc này thấy gương mặt đầy hứa hẹn của tôn công tử thì tất nhiên sẽ càng ra sức hơn hắn cười ha hả rồi lớn tiếng đáp tôn công tử yên tâm tôi cũng biết bí thư vương là người có thân phận tôn quý loại taxi trời ơi kia sao có thể phù hợp với bí thư vương như vậy là làm giảm thân phận của bí thư vương rồi nhưng này tôn công tử nếu để cho bí thư vương đi bộ đường xa như vậy hai chân cũng không chịu được như vậy cũng xem như không có nhân tình. Dứt khoát thế này, bí thư vương đi chỗ nào, tôi thuê cho một chiếc xe ba bánh, tuy không phải xe thể thao nhưng ngồi lên cũng cực kỳ có phong cách. Cục trưởng chân nói ra những lời thú vị như vậy làm cho tôn sương hạo cười lên ha ha khi hắn chuẩn bị cho người bắt xe ba bánh cho vương tử quân, vài chiếc xe cảnh sát chạy đến như bay, những chiếc xe này dừng lại trước mặt cục trưởng chân không xa, vài tên cảnh sát hơn 40 tuổi bước xuống xe. Cục trưởng chân thấy những chiếc xe cảnh sát kia chạy đến thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn là phó cục trưởng quản lý khối giao thông của phân cục một quận, hắn sẽ nhớ rõ biển số xe của lãnh đạo cục công an thành phố. Hắn nhìn thấy phó cục trưởng khớ chủ khảo khối kỷ luật bước xuống xe thì trong lòng chợt mừng rỡ. Hôm nay chính mình hình như được một ngôi sao may mắn lao xuống đầu, đang làm việc cho tôn công tử thì được gặp cục trưởng khâu. Ngày thường cục trưởng chân hay khoác lác về mối quan hệ của mình với tôn công tử, lúc đó lãnh đạo cục công an thành phố còn cho rằng hắn nói khoác bây giờ thì tốt có mặt tôn công tử ở đây nếu như mình nói có quen biết như vậy cục trưởng khâu không phải sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác sao chính mình sau này không phải sẽ càng có thêm nhiều cơ hội thăng tiến sao cục trưởng chân càng nghĩ càng thấy hay trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn cơ thể mập mạp cũng trở nên nhanh nhạy như một quả bóng hắn nhanh chóng tiến lên nghênh đón cục trưởng khâu hai bàn tay mập mạp duỗi ra từ xa ha 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 Cục trưởng Khâu, ngài tự mình đến kiểm tra công tác sao? Ngài đúng là quá an phận, trước đó sao không thông báo cho thuộc hạ một tiếng, cũng cho thuộc hạ nghênh đón ngài tốt hơn. Cục trưởng chân còn chưa nói xong thì hai bàn tay mập đã bị hai tên cảnh sát ở bên cạnh cục trưởng khâu chụp lấy, mà cục trưởng chân đang định mở miệng thì đã nhanh chóng bị hai tên cảnh sát kia khống chế như đối với kẻ hiểm nghi. Cục trưởng chân là một cảnh sát công tác lâu năm, hắn lúc này cảm thấy sự việc không tốt, nhưng thấy sau mình có chỗ dựa thì vẫn hô lớn cục trưởng khâu ngài làm vậy là có ý gì có ý gì trân quốc chiêu vụ án bắc phố rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra bây giờ người ta đã kêu oan đến tận bộ công an anh còn không biết xấu hổ nói là có chuyện gì xảy ra sao chúng tôi nhận được thông báo của cục công an tỉnh phải đưa anh đi cục trưởng khâu nhìn cục trưởng chân với ánh mắt lạnh như băng sau đó dùng giọng nghiêm nghị nói vụ án bắc phố Trần Quốc Chiêu vừa nghe thấy như vậy thì trái tim chợt lên đến cuống họng, bây giờ nghe thấy rõ ràng thì giống như run rẩy muốn gục xuống. Giống như một vị bác sĩ thường ngày chữa cho bệnh nhân, bây giờ không ngờ lại tiếp nhận tin tức mình mắc bệnh ung thư, chỉ cảm thấy xương khớp như bị rút sạch tủy, hai chân nhũn ra, cơ thể co rút. Loại cảm giác này thật sự khó thể tiếp thu, nhưng khi hắn thấy tôn công tử ngồi trên chiếc po sơ thì giống như gặp được cứu tinh, hắn hô lớn. Tôn công tử, ngài mau cứu tôi, đây là có người hãm hại tôi cục trưởng khâu tất nhiên biết rõ tôn công tử kia là ai hắn nghĩ đến lời phân phó của lãnh đạo cũng không nhiều lời mà vung tay lên với hai tên cảnh sát một tên giữ lấy miệng của chân quốc chiêu sau đó bọn họ trực tiếp đưa đối phương lên xe nhanh chóng mở đường cục trưởng khâu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám cảnh sát đi theo chân quốc chiêu rồi vung tay lên hắn cũng lên xe sau đó vài chiếc xe cảnh sát gào thét chạy đi chương 252, một đã xảy ra chuyện. Biến cố xuất hiện đột nhiên làm cho đám cảnh sát giao thông đến cùng với Trân Quốc Chiêu cảm thấy không biết phải làm sao, những người này đều là tâm phúc của Trân Quốc Chiêu, bây giờ chủ xảy ra chuyện, cả đám trợt tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ vì sao lại xuất hiện tình huống thiêu thân như vậy. Ngay sau đó cả đám bắt đầu tan đàn sẻ nghẽ, kẻ nào cũng cực kỳ bàng hoàng, đặc biệt là đám người tiểu ngô có liên quan đến vụ án Bắc phố, kẻ nào cũng hoảng sợ, tim đập chân run, sau đó đám người cũng không tiếp tục giam xe của Vương Tử Quân, cả đám leo lên xe chạy đi, bọn họ vội vàng tìm người truyền báo tin tức Trân Quốc Chiêu bị bắt, để thương lượng tìm đối sách. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn thoáng qua Tôn Sương Hạo đang ngồi trên chiếc xe thể thao Porsche, mà Tôn Sương Hạo thấy nụ cười và biểu hiện của Vương Tử Quân, giống như tất cả đều ẩn giấu một thứ gì đó cực kỳ huyền bí, đối phương cười đến mức quỷ dị, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy rét run. Thái thần bân nhanh chóng lên xe, hắn khởi động xe, sau đó chạy như bay về phía đã hẹn với Tôn Khải. Con bà nó, Tôn Sương Hạo đối mặt với chiếc xe Santana chạy đi như bay, lại nghĩ đến tình huống chân quốc chiêu bị bắt, hắn không nhịn được phải mắng một tiếng. Hắn nghĩ muốn tạo ra phiền toái cho vương tử quân, không ngờ đối phương không bị phiền toái, chính mình lại rơi vào tình huống dối rắm Vương tử quân ngồi vào trong xe, cả hai không nói gì, thái thần bân nhìn thấy gương mặt vương tử quân từ trong kiếng chiếu hậu, rõ ràng không có chút vui vẻ, chợt trở nên bí hiểm, nhìn qua cực kỳ trưởng thành và có khí chất, rất có lòng dạ đàn ông, thế là trong lòng hắn an tâm hơn rất nhiều. Lúc này vương tử quân thật sự không có tâm tư quan tâm đến tôn Sương hạo, hắn nhớ đến tên chân quốc chiêu, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười thản nhiên, ra tay, quả nhiên trương tùng niên đã ra tay. Trong ký ức kiếp trước thì Tôn Sương Hạo sở dĩ gặp chuyện không may cũng là vì tên chân quốc chiêu kia, đừng nghĩ chân quốc chiêu chức vụ không cao, nhưng vì hắn là một cảnh sát được phân công quản lý khối giao thông của phân cục, thế cho nên có thể lên núi kiếm ăn xuống sông bắt cá. Người này cả gan làm loạn, hắn chính là kẻ buôn lậu và làm giả giấy phép xe hơi, mà người này được chính vương tử quân nhắc nhở Trương Tùng Niên ra tay đầu tiên. Đánh rắn dập đầu, ra tay ổn và hung ác, nghĩ đến những gì mình đã nói cho Trương Tùng Niên, vương tử quân cảm thấy có chút buồn cười. Không ngờ Trần Quốc Chiêu cũng là loại bồ tát bùn qua sông, Bản thân khó thể bảo toàn mà dám gây phiền toái cho mình. Đợi đến khi Vương Tử Quân đến công viên thì Tôn Khải đã chờ từ lâu, lúc này Tôn Khải đang ngồi trên ghế, gương mặt lạnh và đông cứng như một khối sắt, ánh mắt lại bùng lên ngọn lửa mạo hiểm. Bộ dạng của hắn có chút dọa người, hắn cũng không quan tâm đến những ông bà lão đang rèn luyện dưỡng sinh ở bên cạnh, liên tục châm thuốc. Tử Quân, điền lực ngôn đã bị đưa đi, bây giờ khắp thành phố đều vang lên những tin đồn về ông cụ nhà tôi lúc này nên làm sao bây giờ tôn khải thấy vương tử quân thì giống như gặp được tâm phúc hắn nói lời xin trợ giúp vương tử quân thấy bộ dạng tinh thần và thể xác hao tổn quá độ của tôn khải trong lòng chợt bùng lên cảm giác thương tiếc hắn vỗ mạnh lên vai của tôn khải và nói xanh sẽ anh đen sẽ đen dựa vào cách làm người của chú tôn tôi và cậu đều hiểu rõ vấn đề ông ấy sẽ không lấy tương lai chính trị của mình ra làm trò đùa cậu cứ yên tâm nhưng không những là điền lực ngôn ngay cả giám đốc đỗ vĩ công và kế toán tôn tiểu kim của nhà máy cơ khí đều bị đưa đi còn có người thề thốt nói rằng bố tôi đã nhận bao nhiêu tiền tôn khải hít vào một hơi thuốc thật sâu rồi nói vương tử quân hiểu ý của tôn khải vào lúc này tâm tình của đối phương rất không xong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như biến thành cát trong lòng cảm thấy rất áy náy với bố mình nếu không phải hắn chọc vào tôn sương hạo như vậy người cha cả đời đặt quyền lợi chung lên trên hết sao lại có thể tiến vào dòng nước xoáy nguy hiểm như lúc này vương tử quân cực lực an ủi tôn khải hai câu nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói thêm điều gì khi hai người đang trầm ngâm thì máy nhắn tin của tôn khải vang lên tôn khải lấy máy nhắn tin ra xem với bộ dạng không thể chờ đợi thêm được nữa gương mặt càng trở nên khó coi ngón tay cũng run rẩy sao lại có thể như vậy điền lực ngôn sao lại vu cáo bố tôi người này đúng là tiểu nhân độc ác tôn khải rõ ràng đã thất hồn lạc phách hắn run giọng hô lên với vương tử quân điền lực ngôn là loại người gì thì vương tử quân đến bây giờ còn chưa từng gặp mặt thế nhưng muốn trở thành thư ký của tôn lương thăng thì nhất định là người cùng nhà mà một người được coi là tâm phúc của tôn lương thăng bị đưa đi vài tiếng đồng hồ bây giờ lại ném hết tội danh lên người tôn lương thăng dưa theo cách suy luận bình thường hình như điều này có gì đó bất thường Vương tử quân nhìn bộ dạng khó thể khống chế được của Tôn Khải, vương tử quân chợt cảm thấy tâm tình trầm xuống, nhưng lúc này hắn không thể cho Tôn Khải thấy được áp lực, thế là hắn khẽ vỗ vai của Tôn Khải, lại dùng giọng ôn hòa an ủi. Tôn Khải, cậu cứ yên tâm, thật sẽ không thể giả, giả sẽ bị người ta đâm phá, cho dù điền lực ngôn có mở miệng vụ oan hãm hại thế nào, chân tướng sự việc cũng sẽ sớm rõ ràng. Tôn Khải gật đầu không còn chút sức lực, nếu so sánh với một kiếp trước tràn đầy sóng gió của vương tử quân, Tôn Khải thật sự có cuộc sống không bị ngăn trở, sự việc này phát sinh tất nhiên sẽ làm cho Tôn Khải kinh hồn. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt vô lực của Tôn Khải, hắn chợt vỗ vai Tôn Khải rồi nói: "Tôn Khải, chú Tôn bị người ta hãm hại, cậu sau này sẽ là trụ cột, cậu nhất định phải tỉnh lại, đầu tiên là trong nhà không thể loạn." Tôn Khải nhìn ánh mắt kiên định của Vương Tử Quân, tâm tình hắn dần bình tĩnh trở lại, nhưng lúc này nếu muốn hắn khôi phục lại trạng thái thường ngày thì hầu như là không thể. Vương tử quân tuy đã có suy tính từ trước đối với những sự việc đang diễn ra, thế nhưng sự việc diễn tiến thật sự giống như một vòng xoáy khổng lồ, nó đang điên cuồng kéo tôn lương thăng vào bên trong. Tin tức điền lực ngôn mở miệng vụ oan giống như một lời dẫn cực lớn, ngay sau đó những tin không tốt liên tục truyền vào trong tai vương tử quân. Giám đốc nhà máy Đỗ Vĩ Công và kế toán tôn tiểu kim dần mở miệng, đã đẩy tôn lương thăng lên một vị trí cực kỳ nguy hiểm. Trong phòng làm việc của tôn lương thăng, Vương Tử Quân và Tôn Khải lặng lặng ngồi đó, dĩ vãng Vương Tử Quân cũng có gặp Tôn Lương Thăng một lần, khi đó hắn cũng không thấy vị phó chủ tịch thường vụ thành phố Giang Thị này có gì đặc biệt. NSNG bây giờ nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Tôn Lương Thăng, Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác khó tả, mình và vị phó chủ tịch thường vụ thành phố này có sự chênh lệch rất lớn. chương 252, 2 đã xảy ra chuyện. Tử Quân, Tiểu Khải xem ra kém cậu rất nhiều, chú bây giờ có chút hối hận cậu xuống dưới rèn luyện và tôi cũng không nên cho nó ở lại trong trường con người không trải qua mưa gió thì khó thể trưởng thành tôn lương thăng vừa dùng ấm trà nhỏ châm nước cho vương tử quân và tôn khải lại vừa khẽ cười nói vương tử quân không nói thêm điều gì hắn nhìn tôn lương thăng mà tôn khải thì mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng khải khải con có gì cần lo lắng tục ngữ có câu biết con không bằng cha bây giờ bố đọc ngược lại bố là hạng người gì con là con chẳng lẽ không hiểu rõ ràng sao? Tôn Lương Thăng dùng ánh mắt hầu như rất thương chiều nhìn Tôn Khải rồi khẽ nói. Giả sẽ là giả, thật sẽ là thật, thế gian này là như vậy. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên miệng Tôn Lương Thăng, trong lòng thầm cười khổ, rõ ràng Tôn Lương Thăng đang an ủi con trai của mình. Là một phó chủ tịch thường vụ chìm nổi quan trường nhiều năm, với độ tuổi của lão, cũng có lời nói lửa gà thanh niên như vậy. Vương tử quân nâng ly nước lên khẽ uống một ngụm. Lúc này mới lên tiếng. Cháu tin lời nói của chú, sự thật vĩnh viễn là sự thật, cho dù bị che đậy nhất thời, sớm muộn gì cũng có ngày chân tướng lộ ra. Vẻ mặt Tôn Lương thăng khẽ động, những lời này là lão dùng để dỗ dành con trai, căn bản không có ý để cho Vương Tử Quân tin tưởng. Dựa vào kinh nghiệm chìm nổi quan trường lâu năm của mình, tất cả sự việc phát sinh gần đây làm cho lão sinh ra dự cảm bất thường. Tuyến trên có người muốn trị mình. Cho dù mình đường đường chính chính thì chỉ sợ cũng khó cứu trước mặt biết bao nhiêu chứng cứ rõ ràng rành, nếu muốn gán tội cho người thì sợ gì không có lý do. Chỉ sợ mình sẽ có một kết cục ảm đạm. Bí thư Lâm cực kỳ chú ý đến tình huống thành phố chúng ta càng ngày càng có nhiều siêu xe, chú Tôn, chú thân là phó chủ tịch thành phố, chú không cảm thấy bên cạnh mình càng ngày càng nhiều Porsche và Ferrari sao? Vương Tử Quân giống như tùy ý lên tiếng, nhưng Tôn Lương thăng nghe vào tai mà hai mắt lấp lành ánh sáng nếu như vừa rồi tôn lương thăng chỉ cảm thấy vương tử quân trầm ổn hơn con trai mình một chút bây giờ lão lại đột nhiên cảm thấy người thanh niên nói chuyện với mình thật sự trưởng thành hơn con trai mình rất nhiều tôn khải có một người bạn đáng tin như vậy xem ra có rất nhiều trợ giúp trên đường đời sau này đúng có rất nhiều tôn lương thăng khẽ gật đầu lão không nói gì thêm trong phòng bùng lên hương trà thơm ngát chỉ là ba người nào có tâm tư thưởng trà khi vương tử quân rời khỏi khu văn phòng khối chính quyền thành phố giang thị thì thỉnh thoảng còn nghe được vài lời nói thầm của đám nhân viên bọn họ thì thầm điều gì thì hắn không rõ nhưng hầu như trung tâm của chủ đề đều có cái tên của tôn lương thăng vương tử quân không leo lên xe của thái thần bân hắn đi dạo trong khu văn phòng khối chính quyền thành phố một kế hoạch xuất hiện trong lòng hắn xem kia đó là xe của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy khi vương tử quân đến cổng của khu văn phòng khối chính quyền thành phố giang thị đúng lúc một âm thanh kinh ngạc truyền vào trong tai hắn. Vương tử quân vô thức nghiêng đầu nhìn, hắn thấy hai chiếc xe màu đen dừng lại trước khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Có sáu người đi xuống từ hai chiếc xe, bọn họ không chào hỏi bất kỳ ai, nhanh chóng đi vào khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Vương tử quân cũng không biết sáu người kia, nhưng hắn đã thấy rõ tất cả tình huống xảy ra, dù tất cả nằm trong dự đoán của hắn, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được phải đứng xem tình huống thế nào. Người đi lên rất nhanh mà đi xuống cũng nhanh không kém, nhưng bây giờ chính giữa đám người còn có Tôn Lương Thăng vừa rồi uống trà trò chuyện với Vương Tử Quân. Lúc này Tôn Lương Thăng bị đám người kia chen vào giữa, chỉ là không phải được người ta túm tụm xung quanh, mà bị người ta khống chế. Vẻ mặt Tôn Lương Thăng không chút thay đổi, nhưng Tôn Khải theo sát sau lưng thì lại cúi đầu, hai mắt vô thần, có chút kinh hoàng. Xe của ủy ban kỷ luật đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi hai chiếc xe chở Tôn Lương Thăng chạy đi chỉ còn lại một đám khói đen và tôn khải đang đứng với gương mặt thất hồn lạc phách theo tôi vương tử quân đi đến trước mặt người anh em của mình sau đó hắn đưa tay lên giữ lấy tay của tôn khải sau đó hắn dùng giọng kiên định nói tôn khải không nói điều gì hắn dùng ánh mắt thất thần nhìn về bốn phía sau đó cùng vương tử quân leo lên chiếc xe santana vương tử quân nhìn ánh mắt thất thần của bạn mình hắn rất muốn an ủi đối phương hai ba câu nhưng lúc này hắn thật sự không biết an ủi thế nào cho phải một chiếc BMW màu đỏ từ xa chạy đến như bay, sau đó là một tiếng cười vui vẻ truyền ra từ trong xe. Chiếc BMW nhanh chóng ngăn cản trước mặt chiếc Santana của vương tử quân trước khi xe chạy ra khỏi cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Ha ha ha, cháu nội tôn khải, bố mày bị người của ủy ban kỷ luật đưa đi rồi à? Ha ha ha, nhìn vẻ mặt cầu xin của mày giống như bố vừa chết vậy, à, bố của mày được đưa vào ủy ban kỷ luật, trên cơ bản đã không khác nào xong đời rồi. Trong phòng điều khiển của chiếc xe BMW có Tôn Sương Hạo và một tên mập, lúc này tên mập đang thò mặt ra, dùng giọng khiêu khích không chút cố kỵ nói, đồng thời còn liên tục vung tay múa chân vui sướng. Tôn Khải nhìn tên mập kia mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, hắn nổi giận chuẩn bị mở cửa xe bước xuống thì bị Vương Tử Quân ở bên cạnh cản lại. "Tôn Khải, anh Sương Hạo nói tối nay sẽ mở tiệc ở quán Ba Paulo, chỉ cần mày chịu quỳ dập đầu nhận sai, nói lời xin lỗi và thuần phục dưới chân của anh Sương Hạo." Anh ấy có thể tìm người để ủy ban kỷ luật tha cho bố mày." Tên mập nói xong thì vung tay ra phía sau. "Các anh em, tối nay chúng ta chờ thầy Tôn đến biểu diễn." Trong xe chợt vang lên những âm thanh kinh ngạc, một tên thanh niên nhuộm tóc tím lại lên tiếng huýt sáo, trong xe vang lên tiếng cười rộn rã, rõ ràng là tiếng cười tự nhận mình thắng lợi. Tôn Khải siết chặt hai nắm đấm, hắn rất muốn phóng xuống cho đối phương biết tay, nhưng lúc này hắn cũng biết rất rõ Chính mình tiến lên sẽ không có lợi gì cả." Tông thẳng vào, Vương Tử Quân vỗ vai của Tôn Khải, sau đó hắn trầm giọng nói với Thái Thần Bân ở phía trước. Thái Thần Bân lúc này cũng tức giận siết chặt hai nắm đấm, nhưng không có lời phân phó của Vương Tử Quân thì hắn cũng không mở miệng. Lúc này nghe được Bí thư Vương lên tiếng, hắn chợt không khỏi cảm thấy kinh dị. Bí thư Vương gần đây nổi tiếng là người trầm ổn, vì sao lại có những hành động theo cảm tính thế này? khi thái thần bân dùng ánh mắt khó tin nhìn vương tử quân, đúng lúc vương tử quân khua tay nói. Chiếc BMW màu hồng kia cũng không đẹp, cho nó đẹp thêm một chút. Thái thần bân hiểu rõ ý nghĩ của vương tử quân, hắn vui sướng thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn là người lái xe trong quân đội nhiều năm, đúng lúc đối phương không có chút đề phòng, giữ vững tay lái, chân lên ga đủ độ mạnh, sau gió xe lao đi. chương 252 đã xảy ra chuyện. Xẹt, xẹt, xẹt. Những tiếng ma sát chói tai vang lên, hai chiếc xe sượt qua nhau, đám tên mập đang vui vẻ ngồi trong xe thấy chiếc Santana phóng đến thì nhanh chóng trốn vào trong xe, một âm thanh chói tai vang lên, đúng lúc này ở phần hông chiếc BMW đã có một vết cắt rất sâu. Tất nhiên hai bên đều có vết cắt, dấu vết trên chiếc xe Santana của Vương Tử Quân càng sâu hơn, khi tên mập kinh hãi từ trên xe chạy xuống và dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn vết cắt thì Vương Tử Quân chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống trước tiên cậu nói cho tôn sương hảo biết tôi nhất định sẽ đến tham gia bữa tiệc rượu tối nay vương tử quân mày làm hỏng xe của tao tao không bỏ qua cho mày đâu tên mập dùng ánh mắt đau lòng nhìn vết xước trên chiếc xe bmw của mình sau đó lớn tiếng hô lên với vương tử quân xe của cậu cũng tạo nên vết xước trên xe của tôi nhưng xe của tôi là xe vứt đi tôi cũng không đau lòng nếu như cậu không phục có thể đến tố cáo với cảnh sát giao thông đúng là nhị ngốc vương tử quân mắng ra hai chữ nhị ngốc thì thái thần bân cũng nhấn chân ga xe chạy đi như bay tên mập nhìn chiếc xe của vương tử quân chạy đi như bay hắn rất muốn lái xe đuổi theo thế nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể hung hăng dậm chân nói họ vương kia mày chờ đấy cho tao sau khi rời khỏi khu văn phòng khối chính quyền thành phố vương tử quân cũng không về nhà hắn đi đến cục công an thành phố giang thị trong phòng làm việc của cục trưởng trương tùng niên hai người cùng uống trà chờ đợi cục trưởng trương trần quốc chiêu đã mở miệng cục trưởng khâu nhanh chóng đi vào phòng làm việc của trương tùng niên rồi lớn tiếng nói trương tùng niên nhận một bản ghi chép dày đặc trong tay của cục trưởng khâu nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn đúng lúc này máy nhắn tin của vương tử quân lại vang lên là một tin nhắn của tần hồng cầm tối nay sẽ về tỉnh chiết giang vương tử quân nhìn dòng tin nhắn hắn và trương tùng niên đưa mắt nhìn nhau phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy lâm trạch viễn lúc này có thường ủy tỉnh ủy, bí thư thành phố Giang Thị là nhâm ý học, hắn không uống nước trà mà thư ký của Lâm Trạch Viễn chuẩn bị sẵn, chỉ nhìn chăm chú vào Lâm Trạch Viễn. Bí thư Lâm, chuyện thay đổi chế độ ở nhà máy cơ khí, hội nghị thường ủy thị ủy chúng tôi đã nghiên cứu thông qua, nếu như chỉ dựa vào những lời nói không chính xác của vài người với chủ tịch tôn mà cho ra lời định tội, như vậy thật sự là không chịu trách nhiệm. Nhâm ý học năm nay hơn 50, chán cao, vị này đang nắm vị trí bí thư thị ủy Giang Thị, chỉ cần vài ngày nữa sẽ về hưu, nhưng lúc này nhìn bộ dạng lại có vẻ cực kỳ kiên trì. Khi đám quan viên của tỉnh Chiết Giang chạy trốn còn chưa kịp, lão lại chủ động đến phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn để giải thích vấn đề. Lâm Trạch Viễn lặng lặng lắng nghe, chốc chốc cũng xen vào vài lời, nhưng phần lớn chỉ là những lời khách sáo trong quan trường, cái gì là tin tưởng bí thư nhâm, tin tưởng bí thư từ song lộ, bọn họ sẽ phá án theo lẽ công bằng, sẽ không tha cho phần tử phạm tội, không oan uổng cho cán bộ tốt. Thái độ lập lờ nước đôi này của bí thư tỉnh ủy thật sự làm cho nhâm ý học cảm thấy không thoải mái. Tôn Lương Thăng là cán bộ do một tay nhâm ý học cất nhắc lên, lão đã vốn chuẩn bị sẵn, trước khi mình về hưu sẽ đưa Tôn Lương Thăng lên làm chủ tịch thành phố. Nhưng lão là người xếp sau bí thư ủy ban kỷ luật từ song lộ trong đám thường ủy tỉnh ủy, vì vậy lúc này cũng chỉ có thể tìm đến bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn mà thôi. Lúc này nhầm ý học lại bị bí thư lâm dùng lời rào đón để chặn lời, vẻ mặt lão chợt biến đổi, lúc này đang chuẩn bị dù thế nào cũng phải dò xét thái độ của bí thư lâm, đúng lúc này thì thư ký của bí thư lâm đi vào. Vẻ mặt lâm trạch viễn vẫn giống như nước giếng sâu, không chút dao động, vẫn không có gì biến đổi, nhưng động tác tiếp nhận điện thoại lại làm cho bí thư nhầm ý học khá quen thuộc với bí thư lâm cảm thấy ngây cả người. Lâm trạch viễn gần đây chưa từng tỏ ra mất bình tĩnh dù gặp phải chuyện lớn như thế nào nhưng lúc này vì tiếp nhận một cuộc điện thoại của vương tử quân nào đó mà có chút thất thố vương tử quân kia là ai nhâm ý học thầm ghi khắc cái tên kia vào lòng sau đó lắng nghe bí thư lâm trạch viễn nghe điện thoại nhưng điều làm lão cảm thấy đáng tiếc chính là lâm trạch viễn chỉ khẽ nói một câu vậy thì bắt đầu sau đó bí thư cúp điện thoại bí thư lâm chuyện này nhâm ý học cảm thấy cực kỳ đáng tiếc nhưng vẫn cố gắng bày tỏ thái độ của mình tốt lắm bí thư nhâm Tôi đã biết chuyện này rồi, Bí thư ủy ban kỷ luật từ song lộ cũng đã đến xin chỉ thị, tối nay chúng ta mở hội nghị thường ủy, suy xét lại sự việc này." Lâm Trạch Viễn vung tay với vẻ mặt không chút biểu cảm, lão trầm giọng nói. "Nghị luận chuyện này ở hội nghị thường ủy, nhầm ý học nghĩ vậy mà không khỏi cảm thấy khổ sở, Lâm Trạch Viễn dù là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng lão biết rõ vị bí thư này còn chưa hoàn toàn khống chế được thế cục ở hội nghị thường ủy." khốn nổi sự kiện liên quan đến tôn lương thăng lại do chủ tịch tỉnh và từ song lộ làm chủ đạo, rõ ràng chủ tịch tỉnh sẽ tìm được nhiều sự đồng ý hơn. Chuyện này chẳng lẽ không còn chút hy vọng nào sao, nhưng trên mặt lâm trạch viễn lại là nụ cười vui sướng, như vậy có chuyện gì xảy ra? Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, nhâm ý học giống như cảm ứng được điều gì đó. Sau khi gọi đi vài cuộc điện thoại, vẻ mặt phương tử quân càng thêm bình tĩnh, bình tĩnh làm cho Trương Tùng Niên ngồi ở bên cạnh cảm thấy có chút sợ hãi khi mình ở vào độ tuổi như Vương Tử Quân thì còn đang học tập trong trường, mà tên thanh niên kia lại giống như một ông già lão luyện, đối phương tạo ra bão tố làm đất trời chiết giang dung chuyển, nhưng vì sao đối phương lại bình tĩnh như không có gì như thế? Trời dần tối, sau khi xác nhận lại tất cả tin tức, Vương Tử Quân mệt mỏi nằm xuống ghế sa lông, lúc này hắn mới ý thức được cảm giác mệt mỏi. Đúng là quá mệt mỏi, đây là cảm giác mệt mỏi của tâm tình, nhưng trong đó hắn lại cảm giác được chút thành tựu, mà thành tựu này giống như đến từ tận sau trong tim. Tử quân, chúng ta đi ăn cơm, căn tin của Cục Công an thành phố cũng rất nổi tiếng, hôm nay tôi cho cậu biết thế nào là ăn ngon. Trương Tùng Niên mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, hắn dùng giọng thoải mái nói. Chú Trương, ngày mai đi, hôm nay cháu còn phải tham gia một bữa tiệc. Vương Tử Quân ngồi lên ghế sa lông, trên mặt nở nụ cười. Tôn Sương Hạo tổ chức một bữa tiệc, không tham gia chẳng phải không tôn trọng Tôn Công Tử sao? trương tùng niên nhìn gương mặt nắm chắc thắng lợi trong tay hắn không khỏi cười lên ha hả cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên dồn dập thái thần bân chạy vào với gương mặt cực kỳ bối rối khi thấy vương tử quân thì hắn dùng giọng bất an nói bí thư vương tôn khải không gặp tôn khải vì muốn tôn khải nghỉ ngơi thật tốt mà vương tử quân cử thái thần bân chăm sóc lúc này nhìn gương mặt đầy áy náy của thái thần bân vương tử quân khẽ gật đầu nói tôi biết cậu ấy đi đến đâu tôn khải đi đâu thì vương tử quân hiểu rất rõ thái thần bân cũng hiểu hắn nghĩ đến tình huống vương tử quân nhờ mình coi chừng tôn khải mà cắn răng nói bí thư vương tôi đi đưa anh ấy về không cần nếu cậu ấy không đi tôi sẽ đưa đi nếu cậu ấy đi trước chúng ta chỉ cần đuổi theo là được vương tử quân dùng giọng lạnh nhạt nói nhưng trong lòng hắn lại bùng lên ngọn lửa nóng hừng hực tôn khải rời đi khó trách được thái thần bân vì một người nếu đã quyết tâm làm gì thì dù Thái Thần Bân có chú ý cũng khó cản được. Nhưng Vương Tử Quân là anh em của Tôn Khải, hắn không thể để Tôn Khải vì chuyện này mà rước lấy nhục. Tôn Sương Hạo không thể, dù là Tôn Tiến Đông cũng không thể làm như vậy được. Vương Tử Quân chợt cảm thấy mình bước đi nhanh hơn, Thái Thần Bân chăm chú đi theo sau lưng Vương Tử Quân lên xe. Sau đó chiếc xe Santana chạy đi như bay, Thái Thần Bân lái xe cực kỳ ổn, lúc này giống như một bóng đen bay ra khỏi cục công an thành phố chương 253, một có cảm nhận sâu sắc. Tôn Khải đi trên đường, hai mắt ẩm ướt, hắn ngửa đầu nhìn lên trời, bầu trời tối đen một mảnh. Hắn cảm thấy chân mình run lên, những rung động giống như một con sâu đang từ chân bò lên, vì thế hắn cảm thấy hông mình rung động, sau đó hắn cảm thấy toàn thân run dày. Tôn Khải cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẽo, giống như có vô số bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo đang vuốt ve mình, nhưng bàn tay kia lột sạch quần áo trên người hắn, ve vuốt đến tận xương tủy. Hắn giống như thấy được xương cốt của mình trắng hiếu, lạnh buốt như một cây cỏ đón gió xương trong đêm, từng giọt xương rơi xuống, đọng trên cành lá, sau đó lại rơi xuống đất. Hắn nghe thấy nhịp tim của mình, nhịp tim này giống như được phóng đại lên ngàn vạn lần, giống như một con ác ma bên dưới địa ngục đang giật dây chính mình, đang xúi dục hắn tôn khải, đi, mày nhất định phải đi. Tôn Khải nghĩ đến tình huống bố mình bị đưa lên xe của ủy ban kỷ luật mà cảm thấy bước chân của mình nhanh hơn vài phần, cũng giống như bây giờ mình đang đi làm một việc có lợi cho bố mình. Dù kết quả cuối cùng là như thế nào, dù có tốn công vô ích thì hắn cũng phải thử một lần, chút khuất nhục trước mắt nếu so với bố mình thì cái nào nặng hơn? Quá rõ ràng rồi. Tôn Khải đã nghĩ đến việc mình đánh Tôn Sương Hạo không biết bao nhiêu lần, chỉ là một quả đấm nhưng gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không hối hận. Bố, bố đuổi theo con đi." Một giọng nói non nớt từ xa truyền đến, khi giọng trẻ con này vang lên, một cậu bé 5-6 tuổi đang nhanh chóng chạy về phía Tôn Khải, cậu bé cười lên khanh khách, một người cha hơn 30 tuổi đang vừa chạy vừa dùng giọng yêu thương gọi tên con mình. Tôn Khải nhìn thấy hai cha con kia đang đùa giỡn vui vẻ mà giống như đang quay về tuổi thơ của mình, bố dù công tác bận rộn nhưng hắn vẫn cảm thấy tình yêu của bố đối với mình. Nghĩ đến tình huống bố bị ủy ban kỷ luật đưa đi, Tôn Khải chật siết chặt cổ áo của mình, một cảm giác nóng ran từ trong lòng bùng lên, dù chỉ là một phần trăm hy vọng thì hắn cũng sẽ cố gắng hết sức. Lúc này Tôn Khải cảm thấy mình quá chậm, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ bức thiết muốn làm một việc, hơn nữa còn dùng toàn lực để đi làm. Bầu trời vẫn tối đen, đèn đường mờ vàng, những cửa hàng ven đường vẫn nhấp nháy ánh sáng đèn neon, hắn đang đi dưới những luồng sáng rực rỡ như vậy. Đèn xe chiếu sáng cả con đường những địa phương dưới ánh đèn neon có một đám trai gái quần áo đẹp đi đếch, bọn họ đang cười nói bước xuống xe, đang đi về phía địa điểm tràn đầy ánh sáng tươi đẹp kia. Tôn Khải phần lớn đều biết đám nam nữ kia là ai, bọn họ cùng một tầng lớp trong xã hội thành phố Giang Thị, dù bọn họ không giao tế nhưng cũng biết lẫn nhau, hơn nữa còn biết rõ lai lịch của đối phương. Tôn Sương Hạo mời quá nhiều người đến đây dự tiệc, rõ ràng muốn làm cho mình xấu mặt. Tôn Khải cắn chặt răng, hắn cố gắng nhấc chân đi về phía những luồng ánh sáng rực rỡ phía trước. Dao gọt trái cây là loại dao gọt trái cây đặc sắc của nhà máy Hồng Quang, đi ngang qua không nên từ bỏ, mau đến mua ủng hộ, không sắc không cầm tiền. Tiếng dao hàng chợt vang lên từ một quầy ven đường, dưới ánh đèn u ám, trên mặt đất trải một tấm vải đã không còn nhìn rõ màu, bên trên bầy đặt đủ mọi loại dao. Không sắc không lấy tiền, Tôn Khải nhìn những con dao bên dưới mà không khỏi cảm thấy có chút một ngạt, vẻ mặt hắn khẽ động. Thật sự là không sắc không lấy tiền sao? Tôn Khải tiện tay cầm một con dao lên rồi trầm giọng hỏi. Tất nhiên, cậu cứ yên tâm, tuyệt đối là không sắc không lấy tiền. Ông chủ quầy hơn 40 tuổi lên tiếng, sau đó tiện tay cầm một con dao lên chém xuống một cây gỗ ở bên cạnh. Tôn Khải cũng không nói thêm điều gì, hắn lấy ra 10 đồng ném vào tay ông chủ quầy, sau đó cầm con dao 20 phân bỏ vào trong túi áo. Quán Ba Paulo, đây là địa điểm mà trước kia Tôn Khải từng đã đến, nhưng đó là những lúc hắn đến đây hoan lạc, nhưng lúc này tình cảnh vui sướng trước kia hiện lên trong mắt càng làm hắn bùng lên nhiệt huyết. Hắn rõ ràng thấy được tình cảnh tàn khốc và bi tráng sẽ xảy ra sau đó. Chờ xem, không phải cá chết thì lưới rách. Khi Tôn Khải xuất hiện thì đủ mọi ánh mắt truyền đến, hắn cảm thấy trong muôn vàn ánh mắt kia có hàng đủ loại nội dung có chế nhạo, có thương cảm, có khinh thường, nhưng tất cả đã không còn quan trọng, quan trọng là lúc này hắn phải đi vào. Ôi, đây không phải là tôn đại công tử sao? Nghe nói bố anh đã bị bắt. Vào đây, tôn đại công tử, ngài mau đi vào, anh Sương Hạo đang chờ anh. Một âm thanh bén nhọn chợt vang lên ở quầy ba, ngay sau đó là những tiếng cười nhạo rộn rã. Tôn Khải biết chủ nhân của lời nói vừa rồi, đó chính là một tên có bố là cục trưởng cục thủy lợi, có một lần tên khốn này ép buộc một cô gái khiêu vũ hắn thấy khó nhịn được vậy là ra tay ngăn lại tên kia giống như một con chó cúi đầu khom lưng không dám nói lời nào bây giờ thì quá tốt đối phương lên mặt thật sự không ra gì tôn khải chỉ xem như mình xui xẻo cho qua mà thôi tôn khải cũng không thèm so đo với loại người mắt chó nhìn thấp hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương đang hả hê sau đó tiếp tục đi về phía trước ôi con bà nó bây giờ còn không chịu phục một con khỉ mà thôi, có gì mà trâu bò, có bản lĩnh chơi trò uy phong trước mặt ông, bây giờ lại đến nhận lỗi chịu tội với anh Sương Hảo. Tên kia thấy Tôn Khải không quan tâm đến mình, thế là cảm thấy giống như bị miệt thị, âm thanh càng có thêm vài phần không cam lòng. Đám trai gái được mời đến đây đều biết rõ mục đích của Tôn Sương Hảo, khi âm thanh bén nhọn kia vang lên thì vô số ánh mắt nhìn về phía Tôn Khải. Tôn Khải chậm rãi tiến lên, hắn chậm chậm đi về phía sàn nhảy, Lúc này đám khách trên sàn nhảy thấy hắn đi đến thì cũng dịch sang hai bên tạo ra một con đường. Trong sàn nhảy vang lên những âm thanh giống như kim loại va vào nhau, chỉ sau nháy mắt thì tất cả âm thanh chợt dừng lại, sàn nhảy trở nên yên tĩnh, giống như một con quái thú đang há hốc miệng chờ đợi Tôn Khải nhảy vào. Tôn Khải, anh Sương Hảo ở bên trong chờ mày, nếu mày dám động móng vuốt trước mặt anh Sương Hạo thì mày xong đời, thậm chí là bố mày cũng xong đời, bò vào đi tên mập là người hầu đệ nhất của tôn sương hạo, hắn cười hì hì nhảy ra, âm thanh của hắn giống như cố ý để cao lên gấp đôi. Bò vào, bò vào sàn nhảy, hai hàm răng tôn khải chợt rung động, con bà nó, tôn sương Hảo cũng khinh người quá đáng, nhưng hắn cũng biết mình đang ở ngay trên bờ vực, cực kỳ nguy hiểm, nếu mình chỉ có chút vấn đề, sợ rằng sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục, thật sự không rét mà run. Trường 253, hai có cảm nhận sâu sắc bò vào, đây chính là một cảm giác khuất nhục mà khó ai chịu đựng được, hôm nay chỉ sợ không còn chút hy vọng nào. Tôn Khải vô thức đưa tay sờ vào vật cứng trong túi áo, trong lòng càng thêm tỉnh táo. Bố, con sẽ cố gắng vì ngài một lần, nếu như nó gạt con, con sẽ không quan tâm đến bất kỳ cái giá nào, sẽ cho thằng khốn này xuống mổ lạnh lẽo. Tôn Khải càng thêm cảm thấy điên cuồng, hắn nhìn gương mặt ục ích đáng ghế của tên mập, sau đó khẽ kho người xuống. Tốt nhất là bò vào, nhanh lên, bò vào. Tên mập vốn là người ở nông thôn, cha mẹ mất sớm thế nên cũng không ai quan tâm đến hắn, mà hắn cũng thật sự là tự mình lớn lên. Hắn lớn lên với căn nhà và ổ khóa, cùng lớn lên với những thân cây bên nhà. Mãi sau này học đại học, vì nghèo, vì tự ti, thời gian trôi qua cực kỳ khổ sở. Mãi đến khi hắn gặp được tôn sương hạo, sau khi trở thành người hầu đệ nhất của tôn đại công tử, tôn sương hạo cho tên mập xa hoa trụi lạc. Không lo cơm áo, có một cuộc sống xe đẹp người đẹp. Hắn tiếp nhận và hưởng thụ những quyền lợi và đặc quyền của một thằng hầu, tất nhiên hắn cũng phải hầu hạ Tôn Xương Hạo, đây chính là hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt, chính nó tạo ra cho hắn hai cái cực đoan, một là tàn nhẫn, hai cũng là tàn nhẫn. Sau một thời gian thì tên mập cũng hiểu rõ, người sống giữ đất trời giống như không thể nào nói chuyện đạo lý. Ví dụ như Tôn Xương Hạo, người ta đi đến cõi đời này giống như đã được dọn sẵn một mâm cổ cực lớn đầy sơn hào hải vị rượu ngon dai nhân quần áo bảnh bao đi lại thoải mái lúc gần đi chỉ cần ở một cái lau miệng cũng có tiền danh tiếng vang dội nói năng khí phách còn hắn giống như một đứa bé được sinh ra từ bụng mẹ cũng giống như một thằng từ trong ngục ra ngoài hắn phải cúi đầu phải căng thẳng thần kinh phải trải qua những khoảng thời gian khốn khổ gặp mặt những người như tôn sương hảo thì phải cúi đầu khom lưng gương mặt tươi cười như cha mình sống lại nhưng khi thấy Tôn Sương Hạo lên tiếng răn dậy Tôn Khải như ông nội với cháu nội thì tên mập lại nhanh chóng tìm lại cảm giác cân đối cho mình. Trước kia hắn rất ghen ghét với những loại người gặp mặt Tôn Sương Hạo mà không chịu cúi đầu như Tôn Khải. Đây là một loại ghen ghét theo bản năng, một loại ghen ghét xuất phát từ nội tâm, ông có gì kém mày? Mày không phải có một người cha làm lãnh đạo thành phố thôi sao? Mà bây giờ dưới sự áp chế của cảm giác ghen ghét, tên mập rất muốn nhìn Tôn Khải cúi đầu bò vào bên trong như một con chó ghẻ trong lòng hắn bùng ra cảm giác thoải mái nói không nên lời giống như đang chà đạp một con đàn bà mà chính mình yêu thích giống như phát thiết còn kèm theo chút khoái cảm tự ngược tên khốn đã từng cao ngạo này sẽ là đối tượng bị hắn chà đạp vào hôm nay nếu vương tử quân cũng có mặt ở chỗ này như vậy sẽ càng thêm hoàn mỹ tên mập nghĩ đến thằng khốn làm chảy xước chiếc bmw xa hoa của mình trong lòng càng cảm thấy căm hận tôn khải đừng cúi người xuống một âm thanh trầm lắng vang lên một chiếc santana có vẻ cực kỳ bình thường chạy thẳng đến chỉ sau nháy mắt đã vọt vào sàn nhảy tiếng thắng gấp vang lên vương tử quân từ trên xe santana bước xuống tôn khải chuẩn bị khom lưng thì chợt ngẩng đầu hắn thấy vương tử quân đang đi về phía mình hốc mắt hắn chợt nóng lên cặp mắt có chút mơ hồ toàn thân run rẩy vương tử quân đi đến đang đi đến từ phía sau lưng hắn tử quân tôi tôi nghĩ cậu đừng nên ngăn cản tôi phải cứu cha cái gì cũng không cần quan tâm Tôn Khải quay đầu nhìn thoáng qua vương tử quân, nhưng trong mắt hắn vẫn là cái nhìn kiên trì và bướng bỉnh. Tôi biết rồi, tất cả đều có tôi. Vương tử quân khẽ đi đến vỗ vỗ vai Tôn Khải, sau đó đi về phía sàn nhảy. Vương tử quân, màu đứng lại đó cho tao, anh Sương Hạo nói, chúng mày nếu không bò vào thì đừng hòng cầu xin anh ấy tha thứ, mau lợi dụng thời cơ, thời gian không chờ người. Tên mập thấy vương tử quân cất bước thì dùng giọng dương dương tự đắc lớn tiếng nói út đi. Vương tử quân lạnh lùng mắng một tiếng, sau đó nghênh ngang bước đi. Tên mập thấy mình không được vương tử quân nhìn qua một cái, hắn cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Hắn là một tên người hầu của Tôn Sương Hạo, hắn cảm thấy mình cũng là một nhân vật lớn tiếng, nhưng lúc này đứng trước mặt đám công tử con nhà quan lớn nhỏ trong thành phố Giang Thị, hắn lại bị vương tử quân mắng bằng một câu khó nghe. Nếu như không tìm lại mặt mũi cho mình, chỉ sợ sau này hắn sẽ khó thể nào lăn lộn ở đây thế cho nên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tên mập, hắn vươn tay giữ lấy tay vương tử quân, trong miệng hung hăng nói. Đứng lại cho tao, nhưng bàn tay tên mập còn chưa kịp dụng lên người của vương tử quân, lúc này thái thần bân đi theo vương tử quân xuống xe đã ra tay. Hôm nay hắn là kẻ coi chừng tôn khải, trong lòng hắn cảm thấy rất đau. Không vì cái gì khác, chính là một cảm giác tín nhiệm của mình với bí thư vương. Thế nhưng bí thư vương không trách hắn, còn khuyên hắn, càng là như vậy thì hắn càng cảm thấy có lỗi với lòng tin của Bí thư Vương. Lúc này hắn thấy một tên mập ra tay với Vương Tử Quân, hắn chụp lấy tay của đối phương, hất tên khốn kia văng ra ngoài. Tên mập có thể trọng tương đương với Thái Thần Bân, thế nhưng mức linh hoạt lại kém rất xa, lúc này chưa kịp phản ứng đã bị Thái Thần Bân đánh văng. Sàn nhảy vẫn lấp lánh ánh đèn, Vương Tử Quân kéo tay Tôn Khải đi vào bên trong, đi vào nơi ánh đèn lúc sáng lúc tối. Đám thanh niên nam nữ đứng ngoài cửa thấy Vương Tử Quân và Tôn Khải Tén vào thì trong mắt đã sớm không còn chú ý muốn xem náo nhiệt, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối hai người đang đi vào, giống như hai truyền kỳ. Ngọn đèn rừng rực chợt sáng lên, khi Vương Tử Quân và Tôn Khải đi vào trong sàn nhảy thì tất cả ánh đèn đã sáng lên, ánh đèn loang loáng chiếu rọi khắp không gian như ban ngày, tất cả đều rõ rành rành. Dưới ánh đèn sáng rực, Tôn Sương Hạo ngồi trên một chiếc ghế cao, một cô gái mặc váy ngắn đang dùng những ngón tay thon dài hái từng quả nho bỏ vào trong miệng hắn. Ha ha ha, tốt. Tôn Sương Hảo khẽ phủi tay, hắn vươn ngón tay cái với Vương Tử Quân. Còn đẹp hơn trong phim. Mày cũng đẹp hơn so với trong phim. Vương Tử Quân dừng bước nhìn thoáng qua Tôn Sương Hảo, sau đó hắn nói tiếp. Mày mời chúng tao, đơn giản là muốn cho mọi người được thấy rõ ràng, thấy bộ dạng mất mặt của Tôn Khải. Bây giờ chúng tao đến, mày hài lòng chưa? Hài lòng, tất nhiên là hài lòng, nhưng tao cảm thấy mình chưa nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng mày." Tôn Sương Hạo vừa nói vừa đưa tay khẽ bóp vào bộ ngực căng cứng của cô gái mặc váy ngắn ở bên cạnh. Cô gái kêu lên một tiếng phóng đáng, nụ cười trên mặt Tôn Sương Hạo càng sáng lạn, hắn khẽ thu bàn tay về rồi dùng giọng chế giễu nói: "Có người là như vậy, trời sinh thích bị coi thường, nếu mày dịu dàng với nó, nó sẽ không thèm nói lời nào, nhưng khi mày làm nó đau, nó sẽ biết sự lợi hại của mày, có đúng không bí thư vương? chương 254, một giả làm sói không hay bằng giả làm cừu. Toàn trường chợt vang lên những tiếng cười như sấm nổ. Đám đàn ông thì bắt đầu dùng sức dậm chân, lớn tiếng kêu gọi, đám phụ nữ thì chúng chím môi cười. Dù là nam nữ ở đây đều có cảm nhận sâu sắc với những lời nói của Tôn Sương Hạo, trong đám nam nữ hỗn hợp thế này thì những lời nói kia giống như suối nguồn vui vẻ. Thế là Tôn Sương Hạo xem như đại thắng, thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người. Lúc này cô gái trong lòng Tôn Sương Hạo cũng yêu kiều sờ vào hàng chân mày của tình nhân, sau đó lại hôn một cái. Nàng vừa vô thức đưa tay bụng lấy phần ngực bị Tôn Sương Hạo xoa nắn, vừa cố gắng làm cho bộ ngực của mình phập phồng. Vẻ dịu dàng mềm mại và dục tính của nàng làm cho đám trai gái nhìn vào chăm chăm, gương mặt nàng cũng đỏ bừng lên, không nói được lời nào. Điều duy nhất nàng có thể làm là trừng mắt nhìn Tôn Sương Hạo cố gắng dùng ánh mắt nghiến răng nghiến lợi để phản kích, nhưng điều này càng làm cho Tôn Sương Hạo cảm thấy thoải mái và đắc ý. Một đám phụ nữ đứng bên phía kia chừng mắt nhìn cô gái đang lắc lư như độc xà trong lòng Tôn Sương Hạo, trong mắt bọn họ đều là cái nhìn ghen tuông, cả đám khẽ mắng. Một con điếm không biết xấu hổ. Đúng vậy, có cảm nhận sâu sắc mới lên tiếng, giám đốc Tôn nói quá đúng. Vương tử quân đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau gió khóe miệng chợt cong lên, hắn dùng giọng cực kỳ khí phách nói. Điều này ngài sẽ nhanh chóng được cảm nhận, giám đốc tôn, tôi không ngại nói trước cho ngài biết, nói cho ngài biết hai tin vui. Vương tử quân khẽ nghiêng đầu nhìn về phía đám nam nữ đang tụ tập ở đây, sau đó hắn cười nhạt một tiếng nói. Vừa rồi tôi nhận được một tin tức rất hay, quân khu tỉnh Chiết Giang vừa chặn được một mớ xe buôn lậu trên quốc lộ, là 124 chiếc xe, 23 chiếc BMW, 14 chiếc Mercedes-Benz. Vương Tử Quân tuy không quá lớn tiếng nhưng lại giống như một cái tát nặng nề vỗ lên mặt tôn sương hạo. Hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân nói lên những con số mà cơ thể chợt rét run. Tôn Sương Hạo đang ngồi trên ghế chợt đứng thẳng người lên, ngón tay của hắn muốn chỉ vào Vương Tử Quân, thế nhưng cuối cùng cũng thu về. Còn nữa, Trần Quốc Chiêu đã cho ra lời khai rõ ràng, có hơn một ngàn chiếc xe được buôn lậu về tỉnh Chiết Giang. Bản lĩnh của ngài thật sự rất lớn, thật sự là một số tiền không nhỏ. Lúc này toàn trường đã yên lặng như tờ, vẻ mặt tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi, bọn họ ít nhiều cũng nghe qua chuyện buôn lậu xe của Tôn Sương Hạo, nhưng hôm nay mới chợt giác ngộ bằng những lời lẽ đầy sức thuyết phục của Vương Tử Quân. Ra tay, hơn nữa lại vạch trần một cách không khách khí, điều này có nghĩ là một sự việc kinh thiên động địa ở tỉnh Chiết Giang đã được vạch trần ngay tại nơi đây. Vương Tử Hoa hôm nay cũng có đến tham gia bữa tiệc, hắn đang ngồi trong góc, khi vương tử quân đến thì hắn thật sự có chút không yên, chỉ có thể ngồi đó mà thôi. Vương tử quân chậm rãi lên tiếng, điều này chứng tỏ vương tử quân đã tính trước, điều này làm cho vương tử hoa cảm thấy ánh mắt của anh mình lạnh như băng, một cảm giác lạ lẫm và đáng sợ chợt bùng lên trong mắt, đó thật sự là một tồn tại mà hắn khó thể nào vượt qua, hai bên quá sức chênh lệch. Vương tử quân dám ra tay với tôn xương hạo, hơn nữa còn đẩy tôn xương hạo vào đường chết, nếu sóng gió nhấc lên, còn không biết bao nhiêu người gãy cánh, vấn đề là vương tử quân có nắm chắc không? Vương tử hoa vô thức ngẩng đầu nhìn anh mình, hắn cảm thấy anh mình lên tiếng như vậy làm cho tôn sương hạo cực kỳ phẫn hận, cũng làm cho chính hắn cực kỳ phẫn hận. Hắn phẫn hận đến mức quên đi lý trí, những ngày gần đây hắn cũng trầm ổn và kiên nghị, nhưng hắn hầu như đã bị giết chết, giống như thiêu thân lao vào biển lửa, tuy anh dũng thiện chiến, tuy cũng có ước mơ thực hiện những việc vĩ đại thế nhưng tất cả chỉ còn lại đống cho tàn, khoảnh khắc này hắn cảm thấy trong ánh mắt của vương tử quân là một đại dương kiên nghị nhưng hắn vẫn rất muốn tiến lên cản lại dù chút khuyên can của hắn có lẽ là vô lực vương tử hoa nghĩ đến đây thì đứng lên đi về phía vương tử quân may mày thật to gan tôn sương hảo lúc này đã run rẩy hai môi run run hắn hung hăng chỉ vào vương tử quân đã nổi giận đến mức lắp bắp lớn gan tôi nói anh lớn gan mới đúng tôn công tử, anh thật sự là một viên mãnh tướng trong công tác buôn lậu. Vương tử quân dùng giọng trêu thức và đùa dẫn nói, sau đó hắn xoay lại nói với tôn khải. Hôm nay chúng ta cũng đã đến, cũng cần quay về. Khi vương tử quân xoay người thì tôn xương hạo chợt nghĩ đến điều gì đó, trong lòng bùng lên lửa căm hận, tất cả giống như xương khói lan tỏa trong lồng ngực, bắt đầu bắt lửa nướng chín lục phủ ngũ tạng. Hắn cảm thấy máu của mình bị thiêu đốt, giống như nghe thấy hương vị máu tanh bùng lên cuống họng, giống như nghe thấy âm thanh kêu gào của vận mệnh chính mình đang rơi xuống vực thẳm, giống như có hàng tá cây gai đang quấn lấy và sâu xé bàn chân. khoảnh khắc này tôn sương hạo muốn sông lên chặt đứt đường lui của vương tử quân, hắn muốn cười lớn nhưng không thành lời, thế nhưng hắn cũng không thể làm như vậy, hắn chỉ có thể đứng lên, chạy về phía vương tử quân, trong miệng là những lời cầu xin tha thứ. vương, vương đại ca, tôi chỉ là một thằng lăn lộn ven đường, mong anh cho tôi một đường lui. Chúng ta có việc gì cứ từ từ thương lượng. Tôn Sương Hạo gọi một người là đại ca, đây hầu như là một chuyện chưa từng xảy ra ở tỉnh Chiết Giang, nhưng hôm nay sự việc khẩn cấp, Tôn Sương Hạo hắn tuy cảm thấy có chút mất mặt nhưng cũng không thèm quan tâm. Vương đại ca, đám thanh niên nam nữ dùng ánh mắt ngây ngẩn nhìn về phía Vương Tử Quân, bọn họ nghĩ lại và cảm thấy Tôn Sương Hạo cúi đầu là chuyện đương nhiên. Thử nghĩ mà xem, khi bị đối phương bóp chặt cuống họng, còn có cái thứ gì được gọi là mặt mũi? không tính là cái quái gì cả. Chịu thua, đối với đám công tử tiểu thư ăn chơi chắc táng thì đó là một chuyện cực kỳ mất mặt, chỉ cần có một khả năng thì bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận cúi người. Nhưng hôm nay Tôn Sương Hạo, đây là một người cực kỳ cao cấp trong mắt bọn họ đã mềm như bún, đã vỉnh đuôi lên làm người, đã chính thức chịu thua. Đám người nhìn vẻ sợ hãi của Tôn Sương Hạo mà vẻ mặt ai cũng biến đổi, bọn họ đều cảm thấy một thời đại mới sắp kéo đến xem ra trong vòng quan hệ của bọn họ cũng sắp có sự thay người. Anh muốn thương lượng thế nào? Vương Tử Quân mỉm cười nghiêng đầu ra chỗ khác, nhưng vẫn lên tiếng hỏi Tôn Sương Hạo. Tôn Sương Hạo nhìn gương mặt với nụ cười như có như không của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ đến con số mà đối phương đã nói, trong đầu hắn vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Chứng cứ đã được Vương Tử Quân nắm bắt trong tay, nếu như đối phương phát lực, sợ rằng sự việc sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Chương 254.2, giả làm sói không hay bằng giả làm cừu. Sau bao nhiêu năm Tôn Sương Hạo sống an lành sung sướng, hắn cảm nhận được sự hơn người của mình, nhưng tất cả chợt biến mất ngay tại đây chỉ sau nháy mắt. Dưới ánh mắt hầu như cực kỳ lạnh lùng của Vương Tử Quân, Tôn Sương Hạo chợt cảm thấy hai chân mềm như bún, một cảm giác cô đơn và thê lương chưa từng có chợt xuất hiện, mơ hồ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, thế là không khỏi giật mình. Hắn hầu như bị ma xui quỷ khiến đã rối loạn đến mức khó thể chịu đựng được, thật sự là vô kế khả thi. Hắn sững sờ và chết ngây nhìn vương tử quân, sau đó trượt quỳ xuống đất. Tình huống này thật sự vượt xa suy nghĩ của từng người, Tôn Sương Hạo bây giờ hoàn toàn nhận thua. Đám người nhìn Tôn Sương Hạo quỳ xuống, cảm thấy ngạc nhiên vì một tôn đại công tử mà trước kia mình liều mạng nịnh hót, trước nay thường cho ra những yêu cầu cực kỳ ngang ngược và vô lý lại có tình huống như vậy, lại có bộ dạng xấu xí và buồn cười như thế, sau khi bị người ta bóp cổ thì rõ ràng đã mềm chứng giái, đã quỳ xuống van xin vương đại ca tôi cầu xin ngài tha cho tôi một mạng sau này chỉ cần ngài có gì cần phân phó tôn xương hạo tôi không nói hai lời sẽ lập tức đi làm mà không nhíu mày nếu không sẽ là chó chạy ngoài đường tôn xương hạo cảm nhận được ánh mắt điên cuồng từ khắp bốn phía nhưng lúc này hắn cũng không thể nào làm gì được vì vận mệnh của hắn và chút cảm giác xấu hổ thứ nào nặng hơn Tôn Khải lặng lặng nhìn tất cả tình huống đang diễn ra ở nơi này, hắn chợt cảm thấy Vương Tử Quân bây giờ có chút xa lạ, có chút bất ngờ. Vương Tử Quân không nhìn Tôn Sương Hảo, cũng không đỡ Tôn Sương Hảo, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua một tên kiêu ngạo bây giờ đang quỳ van xin, sau đó liên tục đi ra ngoài. Khi đi đến cửa thì hắn khẽ quay đầu lại nói. Thằng ngu! Khi âm thanh nhàn nhạt, nhạt của Vương Tử Quân vang lên, dù là Tôn Sương Hảo hay là đám nam nữ thanh niên ăn chơi trác táng cũng cảm thấy phát lạnh đây là một tồn tại không cùng cấp bậc với bọn họ. Chẳng biết lúc nào thì ý nghĩ như vậy chợt bùng lên trong óc mọi người. Mùa xuân ở huyện Lô Bắc tuy vẫn còn có chút hơi lạnh trong gió ấm, thế nhưng những nam nữ thanh niên đã sớm cởi ra những trang phục mùa đông, tiếp đón khí tức mùa xuân. Sau khi quay về huyện Lô Bắc, Thái Thần Bân đưa cho Vương Tử Quân một phong thư, nói rằng nữ thẩm phán đưa cho hắn. Vương Tử Quân có chút nghi hoặc, y phong làm trò gì vậy? Hắn mở thư ra xem, bên trong có một tờ giấy nhỏ, trên đó có một hàng chữ xinh đẹp, đây là chìa khóa phòng em. Cô gái này không nói điều gì, nhưng hắn vẫn hiểu tâm tư của nàng, trong lòng thầm có chút cảm động. Vương tử quân ngồi trong phòng của Y Phong, hắn tự rót cho mình một ly nước, hắn nhìn tấm ảnh của nàng trên bàn, thưởng thức một lúc lâu, tâm tư lại quay về thành phố Giang Thị. Hắn đã về huyện Lô Bắc được hơn một tuần, nhưng hắn dù ở huyện Lô Bắc nhưng tâm tư lại đều đặt trên những sự việc đang phát sinh trên tỉnh. Vương tử quân nâng ly trà lên mà nhớ lại những tin tức được biết từ bố mình. Sau hội nghị thường ủy tỉnh ủy gần nhất thì Tôn Lương Thăng đã được thả ra, vị phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cố ý tạo ra chứng cứ phi pháp để vu oan hãm hại Tôn Lương Thăng càng vì tạo ô dù cho hoạt động buôn lậu mà trực tiếp bị nắm bắt. Một tuần lễ mà mở ba lượt hội nghị thường ủy, bí thư Lâm thật sự không phải là hạng người cay nhiệt tầm thường, xem ra một năm qua bí thư Lâm đến tỉnh Xi đây đã bị Tôn Tiến Đông làm cho cực kỳ ngột ngạt, bây giờ bí thư lâm chụp được cơ hội tốt nào có thể bỏ qua nhưng sự việc cũng không phát triển giống như kiếp trước tuy đã bắt được vô số người nhưng có một điều rất rõ ràng là lâm trạch viễn không muốn đốt lửa lên người tôn tiến đông dù là tôn sương hạo đã bị viện kiểm sát tỉnh đưa đi thế nhưng ngọn lửa vẫn được khống chế trong lòng bàn tay các vị thường ủy tỉnh ủy vương tử quân khẽ thưởng trà mà trong lòng giống như hiểu rõ vấn đề hắn đang trầm ngâm suy tư thì y phong lúc này đang cười cười quay về phòng hắn nghe thấy tiếng đóng cửa thì tranh thủ đứng lên lách mình trốn sau tấm màn y phong đi vào nàng thuận tay khóa cửa sau đó bỏ chiếc kính mát xuống cởi bỏ áo khoác vương tử quân đang cố gắng bình tĩnh đứng sau tấm màn hắn lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài thấy nàng đang thay quần áo khoảnh khắc này trực giác của hắn giống như bị sâu mọt ăn hại trong đầu trống rỗng vu vơ vương tử quân thấy rõ những bộ vị trên người y phong hai đỉnh núi cao vút và đỏ hồng tất cả lồi về phía trước kiêu ngạo và kiên định đây chính là thứ mà hắn chưa từng được gặp qua vào ban ngày dù hắn nhiều lần triền miên cùng nàng thế nhưng cảnh tượng như vậy vẫn làm hắn bất ngờ hắn rõ ràng thấy được những thứ mà mình cần thấy chỉ sau chốc lát thì vương tử quân đã lấy lại tinh thần hắn nhào đến ôm lấy y phong sự xuất hiện đột ngột của vương tử quân làm cho y phong đang thay quần áo cảm thấy sợ hãi nàng thấy eo mình bị người ta ôm lấy ngay sau đó lại cảm nhận được luồng khí nóng phả vào sau gáy đây là luồng khí mà nàng cực kỳ quen thuộc một hơi thở làm cho những sợi lông tơ trên người nàng rung động mãnh liệt. Nàng biết đó là hình bóng mà mình đang chờ đợi bao ngày qua, hôm nay sao hắn lại vào đây được? Đối mặt với hành vi của Vương Tử Quân vào lúc này, y phong cũng không còn thái độ nhăn nhó giống như trước khi bức thành lũy của nàng bị hắn công phá, lúc này nàng khẽ đâm vào lòng bàn tay của hắn, sau đó mới dùng giọng nũng nịu oán trách nói: "Ôi, đại bí thư Vương chính là đại nhân vật của huyện Lô Bắc, thế nào hôm nay lại nhớ mà tìm đến đây thế này?" thiếu chút nữa hù chết người ta. Tuy trong lòng bàn tay có hơi đau nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy rất ấm áp, tất nhiên thằng ngốc sẽ đến với cô bé ngốc, hắn thầm nghĩ như vậy, thế là hai bàn tay bắt đầu hoạt động, liên tục xoa bóp khắp người Y Phong. Y Phong cảm thấy cả cơ thể như căng cứng, sau đó lại trở nên mềm mại, lại có chút thư giãn và hư thoát. Nàng trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt lại bùng ra cảm giác dịu dàng vô hạn. Vương Tử Quân hôn một cái yêu thương lên mặt Y Phong. Nàng tránh sang chỗ khác, một chút chất lỏng ướt át từ hốc mắt chảy ra, thế cho nên lúc này tâm tình áp chế lâu ngày chợt bùng phát. Anh đi lâu như vậy, sao không một lần gọi điện thoại cho em? Vương Tử Quân tranh thủ thời gian xin lỗi người ngọc trong lòng, mà trong lòng cũng không tự chủ được nghĩ đến một hình bóng khác. Khi Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Giang Thị, Tôn Khải có nói, cô ấy muốn gặp mặt mình, điều này làm cho tâm tình của hắn mâu thuẫn nặng nề, cuối cùng hắn vẫn cắn răng không gặp mặt nàng hắn muốn thoát ra khỏi thế giới của nàng, lúc này hắn mong sao nàng có được một cuộc sống thanh tĩnh và bình đẳng. Nếu hắn đã không thể cho nàng hạnh phúc, như vậy cần gì phải trêu chọc nàng. Chương 254 3, giả làm sói không hay bằng giả làm cừu. nghi Phong nhìn hai hàng chân mày nhíu chặt của Vương Tử Quân, ánh mắt nàng khẽ động, nàng vôi vàng vươn tay kéo bàn tay của hắn, sau đó khẽ ve vuốt. Sao vậy, đại bí thư Vương tức giận rồi sao? anh đang nghĩ đến ai vậy? Vương tử quân nhìn nụ cười và giọng nói yến oanh của Y Phong, hắn khẽ cười, lại đưa tay kéo nàng vào lòng mình, một cảm giác ấm áp chợt bùng lên trong tim hai người. Đúng rồi, chán án gần đây đối đãi với em rất tốt, nói em là một phụ nữ ở trong này cũng không tiệt, giống như muốn cấp cho em một gian phòng hai hai gian, anh cảm thấy thế nào? Y Phong hưng phấn quay đầu lại dùng giọng thì thầm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cười cười nói với Y Phong phó thuấn chiêu biết rõ em từng công tác ở xã tây hà tử thế nên cố tình làm như vậy nghi phong nghe thấy lời nói nhàn nhạt, nhạt của vương tử quân khóe miệng không khỏi cong lên nhưng khi thấy hắn không quá quan tâm thì lại có chút ngọt ngào nghi phong cảm thấy ở gần bên cạnh vương tử quân giống như đang đùa với lửa lúc này nàng chợt nhớ về cuốn tiểu thuyết đùa với lửa nàng chợt sinh ra một ý nghĩ có lẽ hắn sẽ không nhất định đi đến cuối con đường với mình y phong hãm sâu vào bên trong mới biết mình tình nguyện chìm đắm trong ngọn lửa kia muốn được ngọn lửa đó thiêu đốt làm cho tan ra nát thịt em sẽ nói lại với ông ấy y phong khẽ cắn răng rồi nói với vương tử quân không cần anh cảm thấy như vậy cũng tốt vương tử quân khẽ kéo bàn ti nhỏ bé của y phong khóe miệng lộ ra nụ cười khó phát giác nụ cười xấu xa này rơi vào trong mắt y phong hai người đều thầm hiểu nhau gương mặt nhỏ bé của nàng chợt đỏ bừng Nàng khẽ đấm một cái vào ngực hắn rồi giận dỗi mắng. Anh đúng là khốn kiếp. Hắn ta muốn tranh chức trưởng phòng tuyên truyền, đây là hắn đang lấy lòng anh, nếu em từ chối cũng không hay. Vương Tử Quân nắm chặt tay của Y Phong rồi khẽ nói. Huyện Lô Bắc trước nay vẫn thiếu vị trí trưởng phòng tuyên truyền, đây là một vị thường ủy huyện ủy, đó là địa vị làm cho bao người động tâm. Nhưng dù là phó chủ tịch hay các vị cục trưởng chưa được vào thường ủy thì đều có ước mơ với chức vụ này. Một tuần qua số người đến phòng làm việc của Vương Tử Quân báo cáo thật sự là liên miên không dứt, tuy so ra có hơi ít so với Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân, thế nhưng lại áp đảo hoàn toàn so với vị phó bí thư nắm nhân sự là Trần Lộ Giao. Vương Tử Quân trước nay ít khi tỏ thái độ với những chuyện mẫn cảm thế này, thời gian hắn đến huyện Lô Bắc vẫn khá ít, trong tay cũng không có ai để ra tay, khó có được nhân tuyển, hơn nữa vị trí này lại do huyện Lô Bắc cử tuyển rõ ràng hầu thiên đông sẽ không muốn nhường lại quyền lợi này cho bất kỳ ai khác. tút 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 tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, vương tử quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó tiếp điện thoại. văn phòng huyện ủy gọi điện thoại đến thông báo tối hôm nay vương tử quân phải tham gia một bữa tiệc hoan nghênh của huyện ủy. bữa tiệc hoan nghênh vương tử quân có hơi trầm ngâm, hắn cũng không hỏi thêm điều gì mà cúp điện thoại. nghi phong nhìn vẻ mặt của vương tử quân. Nàng cũng không hỏi hắn về nội dung cuộc điện thoại, nhưng nàng lại lặng lặng nhìn người yêu, có đôi khi nàng thật sự muốn cùng hắn cứ ở mãi như vậy. Nhưng sự thật luôn là như vậy, vĩnh viễn sẽ luôn là như vậy, chuông điện thoại lại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, lần này người gọi đến là Tôn Hạ Châu, hắn chủ yếu báo cáo với Vương Tử Quân về bữa tiệc hoan nghênh lần này. "À, tôi biết rồi." Vương Tử Quân sau khi nghe xong báo cáo của Tôn Hạ Châu thì khẽ cúp điện thoại. Y Phong thấy chút ngưng trọng trên mặt vương tử quân, nàng tuy không thích hỏi những vấn đề này, nhưng vẫn khẽ hỏi. Sao vậy? Có một thương nhân đến huyện Lô Bắc, muốn đầu tư công trình con đường An Lô. Vương tử quân dùng giọng tùy ý nói, nhưng hắn cũng không nói ra nội dung quan trọng nhất, đó chính là thương nhân đầu tư này do Tôn Hạo tìm đến. Tôn Hạo đứng sau lưng gióng chống khua chiêng kêu gọi đầu tư, tất nhiên đối phương cũng không vì muốn phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc, nhưng có một con ngựa cũng đỡ cho bầy đàn dáng sức kéo xe. Vương tử quân trước nay luôn hoan nghênh đối với những người có mục đích đầu tư đường An Lô. Y Phong cũng không hỏi lại, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ cầm lấy ấm trà chạy đi châm thêm nước, muốn đem lòng tương tư của mình bao ngày qua truyền vào trong dòng nước ấm. Khi vương tử quân đi vào nhà khách huyện ủy thì lúc này nơi đó đang mở tiệc ăn uống linh đình, khách quý đầy nhà, các vị thường ủy đều được thông báo đến tham gia, có thể thấy được bí thư Hầu Thiên Đông xem xét sự việc này nặng nề cỡ nào. Tôn Hạo lúc này có vẻ cực kỳ sinh động, hắn ngồi bên cạnh bí thư Hầu Thiên Đông, lúc này thấy Vương Tử Quân đi đến thì nở nụ cười sáng lạn nói: "Giám đốc Trương, tôi giới thiệu cho anh, đây chính là vị phó bí thư Vương Tử Quân chủ khảo khối tư pháp của huyện Lô Bắc chúng tôi." Vương Tử Quân vừa vào cửa thì đã có ấn tượng với vị giám đốc Trương kia, trong đám người kia có hai người hắn không biết mặt hơn nữa một người trong số đó lại được sắp xếp ngồi bên cạnh Hầu Thiên Đông, người này tất nhiên là giám đốc trương trong miệng tôn hạo. Vị giám đốc trương này hơn 40 tuổi, rất chú ý cách ăn mặc, mặc một bộ tây trang, mái tóc bóng mượt càng phát ra những luồng sáng bóng dưới ánh đèn. Người này có gương mặt tròn và khảm nạm cặp mắt nhỏ, ánh mắt sáng ngời như điện, có vẻ rất linh hoạt. Bên cạnh hắn có một người phụ nữ với khí chất thượng thừa, nàng dùng ánh mắt chân tình nhìn giám đốc trương, đeo hoa tai xinh đẹp có hình cái chuông, Mỗi khi quay đầu có phát ra âm thanh dễ nghe. Giám đốc Trương đưa mắt nhìn và mỉm cười, sau đó quay sang khẽ vân về bàn tay cô gái. Thân phận của cô gái này không cần nói cũng hiểu, đây là một nữ thư ký. Chào Bí Thư Vương, tôi là khách mới đến, kính mong Bí Thư Vương chỉ giáo. Giám đốc Trương vừa nói vừa khẽ gật đầu với cô gái bên cạnh, cô nàng nhanh chóng duỗi hai tay đưa danh thiếp cho Vương Tử Quân. Danh thiếp rất tinh xảo, cũng không phải được làm bằng giấy cứng thông thường mà chọn chất liệu được lưu hành thời hiện đại, bên trên có khắc một dãy chữ màu vàng, trương nham đống của tập đoàn đầu tư Thuận Phong. Vương Tử Quân khẽ đưa tay vuốt tấm danh thiếp cứng, hắn nói một câu rất vui khi được gặp mặt giám đốc trương, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Trương Nham Đống sau khi bắt chuyện vài câu với Vương Tử Quân thì chủ yếu đặt tinh lực lên người bí thư Hầu Thiên Đông và chủ tịch Lưu Thành Quân, dù sao thì hai người này mới là chủ quản của huyện Lô Bắc hắn thấy chuyện của mình muốn thành công thì phải nhìn vào thái độ của hai vị quan phụ mẫu này. Bí thư vương, đã lâu rồi không ngồi cùng một chỗ, hôm nay anh em ta làm một ly. Tiếu tử đông ngồi xuống bên cạnh vương tử quân, hắn thừa dịp trương nham đống nói chuyện với hầu thiên đông mà nâng ly mời vương tử quân. Trương 254 bốn giả làm sói không hay bằng giả làm cừu. Vương tử quân tất nhiên sẽ tươi cười đón chào với vị thường ủy thường ủng hộ mình này, hắn nâng ly rượu lên khẽ cười cười, sau đó cụng ly với tiếu tử đông. Bí thư vương, thấy không, vị trí trưởng phòng tuyên truyền này rõ ràng là chạm tay có thể phòng. Tiếu tử đông dù không chỉ đích danh người nào, nhưng vương tử quân cũng hiểu rõ điều này. Tôn Hạo ngồi bên cạnh Hầu Thiên Đông, thỉnh thoảng nói vài câu giúp đỡ Trương Nham Đống và Hầu Thiên Đông, gương mặt Hầu như biến thành một đóa hoa hồng. Bí thư Hầu, Chủ tịch Lưu, Giám đốc Trương, mọi người có thể ngồi cùng bàn là duyên phận, mời mọi người nâng ly vì hợp tác trong tương lai chúng ta cùng uống một ly tôn hạo đứng lên mở lời đề nghị sau đó nâng ly rượu trong tay lên hầu thiên đông lúc này cũng rất nể mặt tôn hạo lão cũng nâng ly rượu lên nói giám đốc trương các vị tôi đại biểu cho nhân dân huyện lô bắc chào mừng anh đến đầu tư hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong tương lai cùng chung thắng lợi trương nham đống khẽ nâng ly rượu của mình lên hắn nở nụ cười nhạt lúc này mới nói Tôi cực kỳ cảm kích trước tình cảm chân thành thắm thiết của Bí Thư Hầu và các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc, chờ sau này chúng ta thương lượng thành công, tập đoàn Thuận Phong đến chỉ đạo công tác, tôi sẽ tiếp tục tỏ vẻ với mọi người. Lúc đầu thì Trương Nham Đống dùng tiếng phổ thông, nhưng khi uống rượu đã đủ đô thì vị giám đốc này cũng không so đo, trực tiếp dùng khẩu âm phương Nam. Điều này làm cho Tôn Hảo càng vui vẻ và hai mắt tỏa sáng, những năm nay có thể kiếm được một nhà đầu tư cũng không dễ dàng gì, mọi người nâng ly cạn chén và bầu không khí càng thêm hài hòa lưu thành quân gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng hắn vừa chậm rãi nhai nuốt vừa dùng giọng hứng thú hỏi giám đốc trương ngài kinh doanh gì ở bên kia vậy chỉ là chút mua bán nhỏ kiếm vài đồng tiền lời mà thôi không đáng nhắc đến trương nham đóng vung tay lên dùng giọng khiêm tốn nói nhưng trong lời nói khiêm tốn của hắn lại có chút kiêu ngạo chưa nói đến những thứ khác nhìn trang phục và đạo cụ trên người hắn thì thấy rõ ràng, tây phục hàng hiệu, giày da nhập khẩu. Cô gái trang điểm khá dày ngồi bên cạnh Trương Nham đống không xa lại cười khúc khích nói. Giám đốc Trương có một câu ngoài miệng thế này, an phận mới chính là phương pháp khoe khoang mạnh mẽ nhất, vẫn là tôi nói cho chủ tịch Lưu biết thì hay hơn. Tập đoàn Thuận Phong chúng tôi trước mắt đầu tư ở hai phương diện, một là giao dịch buôn bán với nước ngoài, hai là đầu tư ở những ngành nghề khác. Nếu như kiếp trước thì chuyện giao dịch buôn bán với nước ngoài không là gì cả, nhưng những năm nay người có thể tham gia vào các mối buôn bán giao dịch như vậy thường đều là những kẻ lắm tiền nhiều của. Vì thế Hầu Thiên Đông vừa nghe thấy Trương Nham đống giao dịch buôn bán với nước ngoài thì lập tức vỗ tay cười lớn. Giao dịch buôn bán với nước ngoài là rất tốt, tôi nghe nói những người tham gia vào phương diện kinh doanh này đều là những ông chủ lớn. Trương Nham đống khoát khoát tay, sau đó lại lắc đầu, nói những năm qua những xí nghiệp tham gia vào hạng mục này cũng không có mấy đồng tiền trên tay, chỉ là tích góp kinh nghiệm và tài chính mà thôi. Ngay sau đó hai bên bừng bừng hứng thú trò chuyện, đám người trên bàn bắt đầu hứng thú nghe những câu chuyện của giám đốc Trương. Trương Nham Đống là người buôn ba bên ngoài nhiều năm, xưa kia từng là một phu khuân vác ở nhà ga, sau đó làm bảo vệ cho công ty lớn ở Hải Nam. Từng bán máu trong một bệnh viện ở Đường Sơn, từng chạy khắp các thành phố buôn bán vặt vãnh như một cây đèn kéo quân sau khi tiếp xúc với đủ mọi hạng người, khổ sở kiếm về được vài đồng tiền mồ hôi xương máu, hắn ném tiền của mình lên thị trường chứng khoá, sau một thời gian rằng co, cuối cùng giá tăng lên gấp 10 lần. Cuối cùng hắn cho ra một kết luận, những năm nay đám người lớn gan ép chết người nhát cái, sau này hắn đổi nghề, chuyển sang giao dịch buôn bán với nước ngoài. Lúc này giám đốc trương tiếp khách hoặc nói chuyện làm ăn ít nhất cũng cầm thuốc đại chung, mời khách uống rượu ngũ lương, vừa uống vừa nói rượu mau đài không bằng ngũ lương nhưng thực tế thì năm xưa chưa từng có nổi khổ nào chưa trải qua. Vì thế chỉ cần có tiền cảnh đầu tư, đặc biệt là đầu tư dưới huyện, hắn sẽ vô cùng mưu cầu danh lợi. Đấy, nào có được gọi là ông chủ lớn, chỉ là làm chút chuyện lặt vặt mà thôi, vài năm qua nhiều may mắn và khổ sở nên mới hành quân lặng lẽ đến bây giờ, mới kiếm được cho mình chút tiền. Cô gái ở bên cạnh giống như kẻ đối nghịch với giám đốc Trương, Trương Nham đống càng khiêm tốn thì nàng lại càng giới thiệu rõ tình hình thực tế. Trong bữa tiệc nàng còn vô tình nhưng cố ý tiết lộ một tin tức, đó chính là giám đốc Trương muốn mua một chiếc xe Honda nhập khẩu, nhưng nếu chỉ dưới 300.000 thì không có ý nghĩa, ít nhất cũng phải là một chiếc xe có chất lượng bình thường. Giám đốc Trương tranh thủ thời gian cúi đầu xin lỗi. Không phải là tôi vì hư vinh, các vị lãnh đạo không phải người trong nghề nên không biết đấy thôi, làm ăn cũng cần chú ý đến vấn đề mặt tiền. Nói cho đúng ra thì chiếc xe chính là mặt tiền cửa hàng của chúng tôi, nó tượng trưng cho thực lực cũng giống như các vị lãnh đạo thường nói đến thực lực. Mọi người nghe thấy Trương Nham Đống nói như vậy, càng cảm thấy vị giám đốc này bất phàm, cảm thấy đó là một lãnh đạo xí nghiệp rất giỏi. Hai mắt tôn hạo thì càng tỏa sáng, hắn vô thức nhìn thoáng qua vương tử quân, trong lòng thật sự đắc ý nói không nên lời. Sau khi vương tử quân vào huyện Lô Bắc thì trước nay đều là một đường phát triển, khi địa vị của vương tử quân không ngừng tăng lên thì tôn hạo càng thấy vị trí của mình ở khối chính quyền huyện Lô Bắc càng thêm đáng xấu hổ không ngờ Trương Nham đống đến một lần đã tạo ra cơ hội cho Tôn Hạo hắn được phép hãnh diệt, Vương Tử Quân không phải cũng đã có cơ hội là kéo được hạng mục cầu đường An Lô sao? Tốt, Tôn Hạo tôi đây cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tôi nghiêm túc trên phương diện kêu gọi đầu tư, tôi lại tìm nhà đầu tư cho anh. Tôi đây vào ngành đầu tư cũng mới gần 2 năm, chủ yếu là làm ăn nhỏ, như vậy cũng chừa cho mình một đường lui, đỡ phải vấp vào tình huống không còn giao dịch với nước ngoài được nữa thì vẫn còn biện pháp để phát triển mặt khác làm ăn với người ngoài thì cũng nhớ nhà, sớm muộn gì cũng là lá dụng về cội. Trương Nham đống khẽ cụng ly với Hầu Thiên Đông, lời nói càng thêm khiêm tốn. Hầu Thiên Đông cười ha hả nói. Giám đốc Trương, anh cứ khiêm tốn, anh có tâm tư đền đáp cho quê hương, rõ ràng là người nhân nghĩa. Chút kinh doanh nhỏ nhặt của anh lại chính là chuyện khó lường trong mắt chúng tôi, chuyện cầu đường an lô kính mong giám đốc Trương quan tâm nhiều hơn. Hầu Thiên Đông cũng cực kỳ bức thiết phói chuyện cầu đường An Lô, khi hiện trường hội nghị tư pháp của tỉnh càng được xác định thì lão càng muốn đem hai việc này kết hợp với nhau và hoàn thành cho xong. Vì vậy mà lão có thể biến thành một ngôi sao sáng. Tuy người làm việc chủ yếu là vương tử quân, thế nhưng lão là bí thư huyện ủy, công lao của lão là thứ mà không ai có thể lái đi đâu được. chương 254 năm, giả làm sói không hay bằng giả làm cừu. Hi hi, bí thư hầu, anh cũng không nên nghe những lời khiêm tốn của giám đốc trương chúng tôi, anh ấy là người như vậy, nói hời hợt nhưng làm thì rung trời chuyển đất. Năm ngoái giám đốc trương của chúng tôi cầm 30% cổ phần của siêu thị quân thành, đây chính là một việc nhỏ của anh ấy. Cô gái thư ký sinh động nâng ly rượu mời bí thư hầu thiên đông, sau đó dùng giọng tràn đầy dụ dỗ nói. Cầm 30% cổ phần của siêu thị quân thành, đám người ngồi nơi đây lại càng bội phục những lời nói khiêm tốn của trương nham đống bọn họ tất nhiên biết về chuỗi siêu thị mọc lên như nấm của siêu thị quân thành đây chính là một nhà siêu thị quật khởi bừng bừng dù chưa lan đến huyện lô bắc thế nhưng các vị lãnh đạo huyện lô bắc cũng không có ít người đến mua hàng ở siêu thị quân thành trên thành phố hồng ngọc tiểu mai nhưng chuyện nhỏ nhặt này không nên cứ đặt mãi bên miệng để khoe khoang với các vị lãnh đạo cũng không sợ lãnh đạo chê cười trương nham đống vừa phất tay với cô gái thư ký vừa dùng giọng không thèm quan tâm nói giám đốc trương anh cũng nắm giữ cổ phần của chuỗi siêu thị quân thành sao? Tôi nghe nói giá trị của siêu thị quân thành đã qua con số vài trăm triệu. Trần Lộ Giao nâng ly rượu lên nở nụ cười rất tươi nịnh nọt Trương Nham Đống. Nụ cười trên gương mặt hình cầu của Trương Nham Đống càng thêm sáng lạn, hắn cười hì hì nói. Cũng là tôi may mắn, năm xưa khi siêu thị quân thành mới thành lập, Tần Hồng cầm tìm gặp tôi, tôi cảm thấy kế hoạch của bọn họ có thể thực hiện được, thế là quăng vào vài triệu. Ôi, nói ra thì giám đốc tần thật sự là một người phụ nữ khó lường, ngay cả tôi cũng không ngờ cô ấy có thể khuếch trương mạnh mẽ như vậy. Vương Tử Quân cũng không có gì để nói với Trương Nham Đống, thế nhưng vừa nghe đến những đoạn đối thoại này thì trong lòng không khỏi sáng tỏ, một nụ cười nhàn nhạt chợt nổi lên bên khóe miệng. Tôi tin tưởng giám đốc Trương đầu tư vào huyện Lô Bắc chúng tôi sẽ có thể phát triển mạnh mẽ như chuỗi siêu thị quân thành. Trần Lộ Giao vừa nói vừa kính một ly với Trương Nham Đống, nhưng trương nham đống tuy nói chuyện khách khí nhưng cụm ly và chỉ uống có hơn phân nửa nếu như trước đó trương nham đống chỉ uống nửa ly thì trần lộ giao sẽ có chút cảm thấy bức bối nhưng khi đối phương nói ra số cổ phần của mình ở siêu thị quân thành hắn càng cảm thấy giám đốc trương uống vậy là quá nể mặt mình rồi những năm nay kẻ có tiền sẽ là gì kẻ có tiền đều là ông chủ nhà giàu có thể được xưng là tổ sư gia bí thư tử quân chỗ này người cần kính rượu giám đốc trương chính là anh anh là người chủ quản hạng mục con đường An Lô, giám đốc Trương là người đầu tư, chính là người giải quyết cho anh một vấn đề không nhỏ. Trần Lộ Giao nhìn Vương Tử Quân đang ngồi bình tĩnh không nói một lời, hắn dùng giọng tràn đầy nụ cười nói. Vương Tử Quân đang nghĩ xem phải làm sao để điều tra về thân phận của hai người kia, lúc này nghe thấy Trần Lộ Giao đổ lửa lên người mình, sao hắn lại không hiểu ý của đối phương. Thế là hắn lập tức tiếp nhận câu chuyện, khẽ nâng ly lên nói. Bí thư Trần đã nói rất rõ, tôi xin mời giám đốc Trương một ly. Trương Nham đống nghe nói Vương Tử Quân là người chủ quản hạng mục thì hai mắt lóe lên hào quang, hắn nâng ly rượu còn một nửa lên, sau đó uống cạn. Bí thư Vương, anh cảm tạ giám đốc Trương thì đúng với lẽ thường, nhưng anh đưa vợ vào phòng cũng không nên bỏ quên bà mối ngoài đường. Chủ tịch Tôn là người kéo đầu tư về cho huyện Lô Bắc chúng ta, đó là công thần, anh cần phải kính anh ấy hai ly mới được. Trần Lộ Giao nói rồi vung tay chỉ vào Tôn Hạo. Trần Lộ Giao nói như vậy chủ yếu là dùng chuyện của người để nói mình, là ông say không phải vì rượu, mục đích muốn quét mặt Vương Tử Quân. Hơn nữa hắn cảm thấy làm như vậy sẽ ép Vương Tử Quân rơi vào thế ngột ngạt, có lời nhưng khó nói. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cũng đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn hai vị phó bí thư, vẻ mặt biến đổi, không khỏi liếc mắt một cái. Vương Tử Quân nào không đoán ra ý nghĩ xấu xa của Trần Lộ Giao, hắn nở nụ cười tiêu sái và dùng giọng không cho là đúng nói theo tôi thấy chuyện uống rượu cảm tạ này nên thực hiện khi hợp tác thành công có rượu ngon sẽ không thiếu mồi ngon tôi nghĩ chủ tịch tôn cũng không vội vã uống ly rượu này tôn hạo dù hận thấu xương với vương tử quân thế nhưng hắn cũng không dám khiêu chiến chính diện trần lộ giao ép hắn lên sân khấu hắn cũng ngửi thấy mùi vị ở bên trong lúc này nghe thấy vương tử quân nói như vậy thì nhanh chóng lên tiếng cũng là vì công tác mà thôi ly rượu khánh công này cũng không vội, tôi cũng không vội. Trong phòng họp ở lầu 2 của huyện ủy, Vương Tử Quân nhìn Trương Nham đống ngồi ở một bên, hắn đặt vài trang văn kiện xuống bàn, sau đó nói. Giám đốc Trương, điều kiện của anh cũng quá hà khắc, tôi cảm thấy anh cần tăng cường thêm thành ý đầu tư của mình. Trương Nham đống tùy ý dựa lưng lên ghế nói. Bí thư Vương, tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi là một thương nhân, chúng tôi đã cho ra điệu quá yêu đãi rồi. Huyện Lô Bắc các anh không bỏ ra xu nào mà nhận được 10% cổ phần, như vậy đã là rất tốt, mượn gà sinh trứng còn muốn gì nữa. Vương tử quân chỉ cười cười mà không tiếp tục mở miệng, sau đó Trương Nham đống lại cười hì hì nói. Bí thư vương, tôi thấy cậu là người lạnh lẽ, thế này đi, tôi cũng là người thích kết giao bạn bè, công trình này cậu đầu tư vào vài chục ngàn, tôi cho cậu vài phần trăm của pa ân, tất nhiên mức cao nhất chỉ có thể là 10%. Mức cao nhất là 10%. Vương tử quân nhìn ánh mắt của Trương Nham Đống, trong lòng thầm nghĩ đối phương quả nhiên giỏi tính toán, chút thủ đoạn thế này cũng có thể nghĩ ra được. Vương tử quân thầm cười lạnh, trong miệng thản nhiên nói. Ý tốt của giám đốc Trương tôi chỉ có thể khắc ghi trong lòng, trong tay của tôi dù có chút tiền nhàn rỗi nhưng cũng không muốn đầu tư, mặt khác tôi không thể nào tiếp nhận phương án của anh. Bí thư vương, anh cần gì phải thật tình như vậy, mọi người kết giao bạn bè, cùng chia lợi nhuận không phải tốt hơn sao? cô gái tên là tiểu mai đưa bàn tay xinh đẹp khẽ sờ lên người vương tử quân bên trong ẩn giấu thư thái mập mờ nói không nên lời vương tử quân đưa mắt nhìn tiểu mai hắn không khỏi nhíu mày tuy bản thân hắn không phải sạch sẽ thế nhưng bị một cô gái giống như taxi sờ lên người cũng cảm thấy có chút không thoải mái tiểu mai giống như không phát hiện ra vương tử quân đang nhíu mày nàng thầm cảm thấy đắc ý những chuyện này nàng đã làm qua vô số lần mỗi lần đều thành công thư nghĩ xem trên đời này có con sói nào không ăn thịt, có con mèo nào không ăn vụng, nhưng trước kia chủ yếu là gặp dịp thì chơi, lần này lại khác, nàng rất vui vẻ phát sinh mối quan hệ với một tên thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như thế này. Bí Thư Vương, tôi và Giám đốc Trương đều hiểu rõ cơ chế quyết sách của các anh. Anh là Phó Bí Thư, tùy quyền cao chức trọng nhưng quyết định vẫn nằm trong tay của Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu, nếu anh phản đối, chẳng những không được gì còn có thể làm cho hai người bọn họ mất hứng, anh tội gì phải làm vậy? Tiểu Mai dùng giọng cứng rắn nói xong thì Trương Nham Đống cũng cười ha hả. "Bí thư Vương, tôi có ý kiến thế này, tôi tin bí thư Hầu sẽ đồng ý. Tôi đã lên Bắc xuống Nam nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp một người khó chơi như bí thư Vương, nếu huyện Lô Bắc không chào đón tôi, sợ rằng tôi chỉ có thể rời đi." Vương Tử Quân nhìn hai kẻ một tung một hứng mà không khỏi cười thầm, lúc này hắn đã tám phần xác định thân phận của hai người này, nhưng lúc này còn chưa có kết quả điều tra hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu suy đoán trong lòng hắn được chứng thực, như vậy xin mời hai vị cút đi cho rồi. chương 255, một chính trị cần một tính. Giám đốc trương, nói vậy cũng hơi quá, huyện Lô Bắc chúng tôi hoan nghênh các vị thương nhân đến đầu tư, cũng hy vọng các vị có thể cho huyện Lô Bắc một tương lai phát triển sáng lạn. Nhưng chúng tôi truy cầu cái gọi là công bằng, hai bên cùng phát triển, đây là nguyên tắc, tất cả những gì có lợi trên nguyên tắc này thì chúng tôi đều ủng hộ. Vương Tử Quân nói rất có nghệ thuật, Trương Nham Đống và Tiểu Mai nghe và hiểu ngay ra ý nghĩa của nó, đó chính là Vương Tử Quân thẳng thừng từ chối những điều kiện tổn hại đến nguyên tắc trên. Trương Nham Đống trầm ngâm một lát, sau đó gương mặt lại xuất hiện nụ cười. Lời nói của bí thư Vương chính là tập đoàn Thuận Phong chúng tôi vào huyện Lô Bắc thì cần phải dính chặt lợi ích với quý huyện, hai bên cùng thắng, nếu anh đã thấy hai bên khó đạt thành nhận thức như vậy thì chờ chút cứ chờ một chút vương tử quân mỉm cười nhìn trương nham đống hắn cũng gật đầu nói vậy thì cứ chờ một chút sau khi tiến chân hai người trương nham đống ra khỏi khu văn phòng huyện ủy vương tử quân nhấc điện thoại gọi cho trương tùng niên bí thư vương hai người kia chỉ sợ có chút vấn đề nhưng lai lịch cụ thể còn chưa kiểm tra được trương tùng niên vừa nhận được điện thoại của vương tử quân thì dùng giọng nghiêm trang báo cáo vương tử quân khẽ gật đầu nếu kẻ đầu tư là loại lừa bịp bình thường, hắn sẽ không có nhiều hoài nghi như vậy, nhưng đối phương dám nói mình có cổ phần của siêu thị quân thành, rõ ràng là đổ nước vào trong nồi, tự tìm khổ cho mình. Vương tử quân nghĩ đến lời nói rõng rạc đánh giá về tần hồng cẩm của Trương Nham Đống, hắn cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Vương tử quân khuyến khích Trương Tùng Niên hai câu, sau đó hắn đặt điện thoại xuống. Hắn khẽ nâng ly lên nhấp một ngụm trà, trong lòng tự diễu chính mình, mình cũng có chút bá đạo, chưa nói đến chuyện không cho phép kẻ khác nhúng chàm vào phụ nữ của mình, mà thậm chí đối phương cho ra lời đánh giá thì mình cũng không buông tha. Bí thư vương, anh có vẻ thanh nhàn đấy. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Minh Khải cầm theo ly trà đi vào với vẻ mặt tràn đầy nụ cười. Vương tử quân cũng không có hảo cảm gì với Hàn Minh Khải, hắn thấy người này như một con cá chạch, quá mức gian xảo, gặp việc thì toàn thân trơn bóng khó nắm bắt. Người này nhìn qua thì có vẻ cực kỳ tâm kế và lòng dạ hiểm sâu, Bình thường cũng không nói nhiều, thấy ai cũng cười tủm tỉm, rất khó suy đoán đối phương đang nghĩ gì. Lần đầu tiên thấy mặt đối phương thì Vương Tử Quân đã sinh ra cảm giác không an toàn, lần nào nhìn vào đối phương cũng có chút đề phòng. Loại người này tuy không đắc tội với ai, nhưng có một điểm chung, có rất ít người thích làm loại người này, đồng thời cũng không muốn có một coi một kẻ ba phải như vậy làm bạn bè đáng tin. Hàn Minh Khải bình thường gặp mặt Vương Tử Quân cũng tỏ ra cực kỳ thân mật. Chỉ là cảm giác thân mật luôn có chút gì đó như gần như xa, loại cảm giác này rất ẩn giấu, người bình thường khó thể nhìn ra được. Vương Tử Quân tự cho rằng mình có thể thấy được, dù Hàn Minh Khải đến bây giờ cũng chưa từng đắc tội với mình, nhưng hắn thật sự không thích người này. Thấy Hàn Minh Khải chủ động đến tìm thì Vương Tử Quân cười cười đứng lên nói: "Chủ tịch Hàn, tôi đây cũng chỉ là tranh thủ một chút mà thôi, vừa vặn có anh đến chơi, dứt khoát ngồi nói chuyện một chút." Vương Tử Quân vừa nói vừa đi ra khỏi bàn làm việc của mình, sau đó cùng ngồi với Hàn Minh Khải trên ghế salon. Hàn Minh Khải nhìn Vương Tử Quân rót nước cho mình, trong lòng thầm cảm khái. Với địa vị hiện tại của phó bí thư Vương Tử Quân, hoàn toàn có thể ngồi trên bàn làm việc để nói chuyện với mình. Nhưng đối phương lại không như vậy, lại chủ động đi đến ngồi trên ghế salon, chi tiết nhỏ này thật sự khó thể bỏ qua. Hàn Minh Khải thấy động tác này của Vương Tử Quân không chỉ là kéo gần khoảng cách ở hiện thực hơn nữa còn đến bao quát cả chính mình từ mọi góc độ. Chỉ cần nhìn vào điểm này thì thấy vị phó bí thư lăn lộn trên địa vị hiện tại cũng chẳng phải công cốc. Thử nghĩ mà xem, làm gì có thể thấy được chút hương vị của một tên thanh niên trên người bí thư vương. Hàn Minh Khải nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, nụ cười trên mặt hắn lại sáng lạn thêm vài phần, hắn nói vài câu chuyện vụn vặt, sau đó thay đổi chủ đề. Bí thư vương, chuyện cầu đường An Lô đã bàn bạc thế nào rồi? tôi nghe nói chủ tịch tôn ở bên kia đang cảm khái nói là chuyện tốt cũng phải qua tay ngài mới được chủ tịch tốn nói chuyện tốt cũng phải qua tay mình mới được vương tử quân nghe lời nói cực kỳ có ý nghĩa của hàn minh khải mà trong lòng sao không hiểu đối phương đang tra thuốc nhỏ mắt cho tôn hạo mà vì sao đối phương lại tra thuốc cho tôn hạo tất nhiên mục đích là gì thì không nói cũng biết một vị trí thường ủy huyện ủy thì đám phó chủ tịch có ai không đỏ mắt ngóng chờ những người có chút quan hệ đều đỏ mắt ai cũng nhìn vào chằm chằm. Trên quan trường chú ý nhất chính là kỳ ngộ, ai cũng gắng sức đuổi theo. Một người kiên cường trung kiên và mềm yếu, thành thật và dối trá, quyết đoán và do dự bất định đều là cơ hội hoặc phản cơ hội trên con đường tấn chức. Hàn Minh Khải là một vị phó chủ tịch có lý lịch, hắn tất nhiên càng hướng về phía vị trí thường ủy huyện ủy đang bỏ trống, tuy cấp bậc không tăng nhưng địa vị trong huyện ủy lại tăng chóng mặt, sau này làm gì cũng có tiếng nói và dễ dàng hơn. Vì thế có thể thấy hắn cũng là một người không bao giờ chịu bỏ qua cơ hội lần này. Hai bên vốn đang ở vào thế cạnh tranh, nhưng bây giờ Tôn Hạo chợt đề cử được một thương nhân như Trương Nham Đống, địa vị của chủ tịch Tôn lúc này trong mắt của bí thư Hầu và chủ tịch Lưu sẽ là thế nào? Không cần nói cũng biết, quan trường là một bàn cờ không tiếng động, chỉ cần Tôn Hạo có một nước đi đúng thế cuộc, như vậy có nghĩa là Hàn Minh Khải sẽ mất đi ưu thế, tình huống này xảy ra thì Hàn Minh Khải sao có thể ngồi yên được? Vương Tử Quân cũng đang phỏng đoán mục đích của Hàn Minh Khải, hắn cười tùm tìm rời khỏi chủ đề vừa rồi, bây giờ hắn càng ngày càng trưởng thành trên phương diện chính trị, hắn tất nhiên sẽ càng tiêu sái và tự nhiên hơn. Hàn Minh Khải nói ra những lời mà mình đã tỉ mỉ cân nhắc, nhưng hắn chợt phát hiện Vương Tử Quân không có chút phản ứng gì, thế là thất vọng, trong lòng cũng không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Nhưng trước khi đi thì hắn vẫn nhiệt tình mời Vương Tử Quân dùng cơm. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng đã là một nhân vật xô ba ở huyện Lô Bắc, nếu như có thể tìm được sự ủng hộ của Bí Thư Vương, dù là Hầu Thiên Đông thì Bí Thư Vương cố gắng kiên trì cũng có thể thành công. Vương Tử Quân khoát tay miễn lời mời của Hàn Minh Khải, sau đó hắn ngồi xuống ghế làm việc mà cười cười. Nhìn hình bóng của Hàn Minh Khải, hắn chợt lé lên một ý nghĩ. Đoàn kết tất cả lực lượng, thanh trừ tất cả những chướng ngại gây bất lợi trên con đường tiến lên của mình chương 255, hai chính trị cần ngộ tính. Khi vương tử quân đang trầm ngâm thì tôn hạo ngồi trong phòng làm việc lại cực kỳ hưng phấn, lúc này hắn coi như đã thấy được vị trí trưởng phòng thị ủy xuất hiện trước mắt mình. Tôn hạo từ nhỏ đã có dã tâm làm vua, chính hắn cũng không rõ đây là lý tưởng hay dục vọng. Sau khi tiến vào con đường làm quan, hắn phát hiện lý tưởng và dục vọng thật sự khó thể khác nhau. Có nhiều lý do để chứng minh, lý tưởng chính là dục vọng, dục vọng chính là lý tưởng sau khi vương tử quân đi vào huyện lô bắc tôn hạo có chút bi ai cái gì gọi là chiến tích chiến tích chính là khi lãnh đạo muốn đề bạt anh lãnh đạo sẽ dùng trăm phương ngàn kế để tìm ra nó những năm qua tôn hạo thật sự khổ sở không làm ra được chút chiến tích nào trong lòng hắn cảm thấy vô cùng lo lắng bất an nhưng cơ hội lại đột nhiên tiến đến tôn hạo không tự chủ được phải cảm thán con người nếu gặp may mắn thì uông nước lạnh cũng cảm thấy ngọt ví dụ như vào lúc này vị trí trưởng phòng tuyên truyền không phải đang được tuyên cáo sẽ dành cho mình sao? Khi tất cả mọi người còn đang nhìn chằm chằm vào vị trí trưởng phòng tuyên truyền, đúng lúc người bà con xa là Trương Nham Đống nhiều năm không liên lạc chợt gọi điện thoại đến, muốn để mình giật dây đầu tư con đường an lô. Điều này có nghĩa là gì? Thật sự là trời sập, bây giờ cả huyện đều mong muốn con đường nhanh chóng xây dựng, mình lại tìm được đầu tư. Hắn nghĩ đến vẻ mặt của anh Hầu vừa rồi gặp mặt mình mà cảm thấy xương cốt toàn thân như nhẹ nhàng hơn, trong lòng là cảm giác mật ngọt, hắn nhịn không được phải khẽ rên một tiếng. Chủ tịch Hàn, anh đến phòng làm việc của tôi một chút. Hàn Minh Khải đột nhiên nhận được cuộc điện thoại do chính Hầu Thiên Đông gọi đến, phải biết rằng trước nay đều là thư ký của bí thư gọi điện thoại đến, đãi ngộ này là chưa từng có. Sau khi đến phòng làm việc của bí thư Hầu Thiên Đông, anh Hầu rút từ dưới ngăn kéo ra một gói trung hoa, rút một điếu đưa cho Hàn Minh Khải, sau đó lại cùng Hàn Minh Khải ngồi xuống ghế salon. lông. Hành động thân mật của bí thư hầu làm cho Hàn Minh Khải cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, hắn vội vàng châm thuốc cho bí thư. Hầu Thiên Đông vừa uống trà vừa nhìn Hàn Minh Khải, lão dùng giọng điệu tán thưởng hỏi. Minh Khải, anh làm phó chủ tịch huyện được bao năm rồi? Khoảnh khắc này Hàn Minh Khải chợt cảm thấy trái tim nóng lên, cảm thấy máu huyết sôi trào, tim đập mạnh. Hắn thạn trọng cười nói. Bí thư hầu, tôi đã làm phó chủ tịch huyện được 5 năm rồi. Hầu Thiên Đông hít vào một hơi thuốc thật sâu, sau đó vỗ vỗ vai của Hàn Minh Khải và dùng giọng tán thưởng nói. Tốt, thái độ công tác rất tốt, tổ chức và tôi hiểu rất rõ. Lời nói của Hầu Thiên Đông cực kỳ có ý nghĩa, điều này làm cho Hàn Minh Khải nghĩ đến vị trí trưởng phòng tuyên truyền chạm tay có thể phòng kia, trong lòng chợt kích động. Nếu nói trên phương diện khách quan thì anh Hầu gọi mình đến phòng làm việc để làm gì? Chỉ là cho một điếu thuốc một ly trà rồi ngồi tám dóc sao? Tất nhiên không phải, đây là một ám hiệu, dù anh hầu không nói rõ, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Hàn Minh Khải nghĩ đến đây mà nhanh chóng đứng lên ghế sa lông, hắn dùng giọng biết điều nói. Bí thư hầu, cảm ơn anh đã tín nhiệm tôi, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó, sẽ làm tốt công tác của mình, nếu anh có chuyện gì khác, tôi sẽ đi trước. Hầu Thiên Đông tự mình tiến chân Hàn Minh Khải ra ngoài cửa, sau đó vỗ vỗ vai của hắn nói. Tốt, không có việc gì thì thường xuyên đến đây ngồi chơi một chút. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hầu Thiên Đông thì Hàn Minh Khải cảm thấy có một kích động khó thể kìm nén được, tự dưng hắn cảm thấy trời xanh mây trắng kèm theo những cơn gió xuân lạnh lẽo đã rất ấm áp. Lúc này khoảng cách của hắn với vị trí trưởng phòng tuyên truyền ngày càng gần, dù Hầu Thiên Đông không nói quá rõ, thế nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được. Dựa theo lệ cũ, Bí Thư là lãnh đạo toàn huyện, sao có thể nói rõ cho được. Đây là ngộ tính chính trị, Hàn Minh Khải nghĩ như vậy mà đi tới đi lui trong phòng làm việc với vẻ mặt cực kỳ vui sướng, trong lòng tràn đầy hy vọng. Ánh nắng mặt trời vào buổi trưa xen qua kẽ lá chiếu xuống con đường nhỏ sạch đẹp trong khu văn phòng huyện ủy, lại phản xạ lên vách tường, giống như chiếu sáng cả lòng người. Tôn Hạo đứng trong phòng làm việc của mình, sau đó lại đi tới đi lui vài bước khoan thai, hắn mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp sắp tới của mình. Khoảnh khắc này giống như hắn đã nắm được bí kíp quan trường, Vị trí trưởng phòng tuyên truyền giống như không cần tốn sức đã sắp được đưa đến tay, điều này làm hắn cảm thấy những gì hai bên lục đục với nhau trước đó chỉ là chó má, chúng không có đường tắt trong quan trường, chỉ có hai chữ hợp đạo lý là hợp lý. Hầu Thiên Đông không phải đã ký quân lệnh với thị ủy sao? Nếu kêu gọi đầu tư xây dựng con đường An Lô, công trình hoàn công sẽ là một chuyện tô son thiếp vàng lên mặt bí thư Hầu, đây chính là một con bài với lực sát thương cực cao. Đến lúc đó anh hầu không đẩy mình lên vị trí trưởng phòng tuyên truyền thì đẩy ai lên? Tôn Hạo vừa cảm thấy hưng phấn thì chợt nghĩ đến Vương Tử Quân, hắn nghĩ đến một tên khốn không thể làm gì được mà không khỏi thở dài. Hắn thầm nghĩ, Vương Tử Quân này đúng là một tên khốn không biết xấu hổ, đơn giản cướp đi công trạng đàm phán hạng mục của mình. Tôn Hạo nghĩ đến chuyện đàm phán mà cũng có cách suy tính của riêng mình, trong lòng hắn hy vọng Hầu Thiên Đông giao nhiệm vụ này cho mình nhưng mình dù có nói cười cả nửa ngày cũng chỉ là may áo cưới cho người. Tôn Hạo đẩy cửa sổ ra, hắn nhìn về phía phòng họp nhỏ cách đó không xa, hắn cảm thấy trong lòng có chút xót xa, lúc này người bà con xa của mình có lẽ đang ngồi đàm phán với Vương Tử Quân, mà công lao đó chỉ sợ sẽ rơi lên người Vương Tử Quân. Tôn Hạo nghĩ đến đây càng thấy đứng ngồi không yên. Tút, tút, tút. Khi Tôn Hạo đang trầm ngâm suy xét thì điện thoại đổ chuông, hắn lúc này rất bình tĩnh hắn ung dung đi đến trước bàn làm việc nhìn lướt qua số điện thoại rồi dùng giọng ung dung nói alo chủ tịch tôn sao tôi là tiểu mai giám đốc trương của chúng tôi muốn nói chuyện với anh âm thanh quyến rũ truyền đến bên tai tôn hạo nghe thấy âm thanh này thì cơ thể chợt run lên nhưng âm thanh kia đã dừng lại tiếng nói quảng đông của trương nham đống từ đầu dây bên kia truyền đến alo anh họ à tôi là nham đống đây bây giờ anh có rãnh không chương 256, một thà làm chó trong quan trường còn hơn làm anh hùng trên thương trường. Sau khi nghe được lời của Trương Nham Đống thì Tôn Hảo tuy có chút chua sót nhưng ngoài miệng lại cười ha hả. Nham Đống, anh cần phải chúc mừng cậu, có hạng mục đường an lô trong tay, sau này tài nguyên sẽ trải khắp tay cậu. Anh họ, chỉ sợ không được như anh nói, bí thư vương phụ trách đàm phán hạng mục thật sự quá càn quấy, nếu theo đúng cái giá mà hắn đưa ra, đừng nói là tôi kiếm tiền, đụng vào sợ chỉ có bồi thường tiền mà thôi. Trương Nham đống thở dài rồi nói tiếp. Tôn vốn cố tình muốn cống hiến một chút cho quê hương, không ngờ quan phụ mẫu lại không nể tình. Anh họ, em chuẩn bị đến nơi khác xem xét, khu quy hoạch của thành phố Giang Thị vừa phát thư mời cho em, ngoài huyện Lô Bắc thì có ai không muốn tiếp nhận đầu tư của em. Đúng là quá xấu hổ. Cậu Trương, có chuyện gì xảy ra? Tôn Hảo nghe thấy Trương Nham Đống muốn đi thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn dùng tay giữ chặt lấy điện thoại, lại dùng giọng nóng lòng như lửa đốt hỏi. Anh họ, em và bí thư vương đàm phán không thành, thái độ của anh ta vốn không phải là hợp tác, nó quá hà khắc. Vị bí thư vương này có ý kiến gì với tập đoàn của tôi sao? Nghe giọng điệu của anh ta giống như muốn đuổi chúng tôi ra khỏi huyện Lô Bắc vậy. Giọng điệu của Trương Nham đống chợt trở nên lạnh lẽo. Tôn Hạo nghĩ đến mâu thuẫn giữa mình và Vương Tử Quân, thế là trong lòng có ý nghĩ, hắn cười hì hì nói. Cậu Trương, hắn không có ý kiến với cậu, hắn chẳng qua chỉ muốn quấy nhiễu hạng mục đầu tư của cậu. Nhưng huyện Lô Bắc này cũng không phải là nơi mà họ vương kia muốn làm gì thì làm, như thế này đi, chúng ta cùng dùng cơm trưa, vừa ăn vừa nói. Tôn Hảo đã quyết định chuyện này, trong lòng cảm thấy rất tức giận, nhưng lại có chút cảm giác vui sướng ngoài ý muốn. Tức giận chính là tên vương tử quân kia dám ngáng chân mình, nếu đối phương đuổi Trương Nham Đống đi ra khỏi huyện Lô Bắc, như vậy không phải chút khí thế mà mình vừa kiếm được cũng bị phá hoại sao con bà nó mình bây giờ có cơ hội trước tiên chỉ cần thuyết phục được trương nham đống sau đó lại thu phục hầu thiên đông và lý thịnh như vậy công lao hạng mục ở lại huyện lô bắc sẽ là của mình nếu bàng quan thì không bằng lên thuyền vượt sóng nếu có công lao như vậy thì cơ hội để tôn hạo trở thành trưởng phòng tuyên truyền sẽ tăng thêm vài phần hơn nữa vương tử quân làm cho cục diện trở nên dối rắm chính mình lại làm nó cải tử hoàn sinh không phải sẽ đả kích được dáng vẻ bệ vệ của đối phương sao xem ra hành động lần này của mình là một tên chúng hai chim tôn hạo càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn sau đó hắn đi xe đến nhà khách huyện ủy tiểu mai cậu em nham đống của tôi đâu tôn hạo đi vào phòng và không phát hiện ra trương nham đống hắn có chút mất hứng tiểu mai dùng ánh mắt tươi cười hớn hở nhìn tôn hạo nàng cười hì hì rót cho chủ tịch tôn một ly nước sau đó mới nói Giám đốc Trương còn đang hờn dỗi, tôi sẽ gọi điện thoại mời anh ấy đến. Tôn Hạo nghe thấy Trương Nham Đống đang hờn dỗi thì càng vui mừng, hắn vung tay lên nói: Không cần, để tội tự mình đi gọi cậu ấy. Tiểu Mai cũng không nói gì khách khí với Tôn Hạo, nàng chỉ đi trước dẫn đường, nhưng trong lòng Tôn Hạo chỉ nghĩ đến chuyện giữ chân Trương Nham Đống ở lại, căn bản không chú ý đến nụ cười đắc ý của Tiểu Mai. Trong một gian phòng xa hoa của nhà khách huyện ủy, Trương Nham Đống nằm nghiêng xem TV vừa thấy tôn hảo tiến vào thì hắn sỏ dép lê ra chào đón anh hảo tôi vốn ra nghênh đón anh nhưng lúc này lại không được may mắn thế cho nên mới ngồi đây nghỉ ngơi một chút trương nham đống vừa nói vừa dùng ánh mắt hung hăng nhìn tiểu mai tôi không phải nói với cô là anh họ đến thì gọi điện thoại cho tôi sao tiểu mai cúi đầu không nói lời nào lúc này tôn hảo đứng ở bên cạnh lại cười nói nham đống chúng ta là thân thích cũng không cần nói nhiều quy củ như vậy điều này cũng không trách được tiểu mai, đây đều là do tôi tự chủ trương. Trương Nham Đống nói một câu không biết quy củ, sau đó hắn sửa sang lại quần áo rồi nói. Ngày mai chúng ta đến thành phố Giang Thị, anh Tôn Hạo, chúng ta đi uống rượu, hôm nay say sưa một bữa, sau này cũng không biết có cơ hội gặp lại anh không. Tôn Hạo thấy phòng khách trống trái, hắn cảm thấy nơi này thật sự thích hợp nói chuyện, thế là kéo tay Trương Nham Đống nói. Nham Đống, cơm cứ chờ lát nữa sẽ ăn, bây giờ chúng ta trò chuyện một chút cậu nói cho anh nghe xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra anh cũng không cần nhắc đến chuyện đầu tư kia tên họ vương căn bản không có thành ý hợp tác vừa đến đã muốn đuổi người đi tôi là thương nhân không có lợi sẽ không làm hắn ta biến đầu tư của em thành không lợi nhuận như vậy em còn ích lợi gì nữa thôi thôi nơi này không nên ở lại không nên ở lại trương nham đống càng nói càng giận tôn hạo cảm thấy mình thật sự nên xin lỗi trương nham đống chưa nói đến những thứ khác, mình với đối phương có quan hệ họ hàng, mình làm ra nhiều vấn đề để hạn chế đối phương, như vậy không phải gây khó cho nhau sao? Hắn nghĩ như vậy, thế là hận ý với vương tử quân càng tăng lên. Vương tử quân này đuổi trương nham đống, rõ ràng là muốn ngăn cản bước tiến của mình, tuy lai lịch của đối phương là không nhỏ, nhưng nếu mình tiếp tục chậm trễ lần này, chỉ sợ sẽ phải ôm vị trí phó chủ tịch thêm vài năm nữa. Nếu Tôn Hạo phải về hưu ở vị trí phó chủ tịch huyện, Hắn thật sự không cam lòng, hắn muốn phản kháng, hắn phải cho đối phương biết rõ, mình là người không dễ trêu vào. "Cậu à, cậu cũng đừng nên nổi giận như vậy, anh họ nói cho cậu biết, tên họ Vương kia cố ý làm khó dễ cậu, không muốn cho anh có công lớn, cố ý tạo nên một cái bẫy cho cậu. Cậu đi thì sẽ trúng kế của hắn, cậu cứ yên tâm, trong huyện Lô Bắc này còn chưa đến mức hắn nắm lấy quyền quyết định tất cả, anh sẽ phản ánh chuyện này với bí thư Hầu và chủ tịch Lưu." hừ hừ đến lúc đó sẽ cho tên họ vương kia biết tay tôn hạo vừa cực lực chấn an trương nham đống vừa nói ra biện pháp của mình trương nham đống nhìn tôn hạo hắn trầm ngâm một lát rồi nói anh họ tôi nên đi thôi có câu nói có tiền cũng không đấu với quan em thấy bí thư vương kia cũng không phải loại người dễ dàng gì em cũng không muốn sau này bị đối phương gây phiền nghe trương nham đống nói muốn đi thì tôn hạo càng thêm bối rối nếu trương nham đống đi mất như vậy chiến tích của hắn để trở thành trưởng phòng tuyên truyền sẽ xong đời. Tôn Hạo thật sự cảm thấy phát sốt, khoảnh khắc khi Trương Nham Đống xoay người thì hắn cũng bất chấp thân phận của mình mà giữ lấy cánh tay của đối phương, sau đó dùng giọng đau khổ cầu xin như cha chết. Cậu à, cậu cũng không phải xử lý chuyện của mình, còn có chuyện của anh nữa, người ta rõ ràng đang ép về phía anh, bây giờ anh và người ta đang tranh chấp vị trí trưởng phòng tuyên truyền, cậu nể anh một lần, để cho anh có uy vọng trước mặt lãnh đạo, họ vương kia vì muốn chèn ép anh, muốn làm anh mất đi ưu thế mới làm như vậy. Cũng không dối gạt cậu, vị trí kia rất quan trọng với anh, cậu cũng không nên bỏ mặc anh như vậy. Trương Nham đống nhìn vẻ mặt cực kỳ chân thành của Tôn Hạo, trong mắt giống như có chút đồng tình, hắn quay lại bắt tay Tôn Hạo rồi nói. Anh họ, không ngờ còn có chuyện như vậy, anh cứ yên tâm, những chuyện khác thì không nói, nhưng vì tương lai của anh, cho dù em có lỗ ở hạng mục này em cũng làm chương 256, 2, thà làm chó trong quan trường còn hơn làm anh hùng trên thương trường. Tôn Hạo nhìn Trương Nham Đống đứng đó với hào khí ngất trời, hắn thầm cảm động, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nói với Hầu Thiên Đông, nhất định không cho Trương Nham Đống lỗ vốn. Anh họ, không phải em nói anh, nhưng anh làm phó chủ tịch huyện nhiều năm, thực tế là uy tín giảm sút. Em thấy anh cần gì phải đi theo con đường này, anh dứt khoát theo em đi kinh doanh, em đảm bảo chỉ sau vài tháng thì số tiền anh kiếm được còn nhiều hơn chức vụ phó chủ tịch huyện này nhiều. Lời nói của Trương Nham Đống càng làm cho Tôn Hạo giống như ngồi trên lửa nóng, nhưng lúc này hắn gặp phải giai đoạn đề bạt cực kỳ quan trọng, thế cho nên trong miệng cũng không nói lời đối nghịch, chỉ có thể dùng giọng huyền chuyển nói. Cậu, anh cảm ơn ý tốt của cậu, anh đây đã lăn lộn trong thể chế nhiều năm, cũng không muốn thay đổi vị trí. Anh họ, tuy anh nghĩ như vậy nhưng dù sao cũng phải nghĩ cho cháu gái trong nhà, chờ đến lúc anh lui ra, chẳng phải bọn họ sẽ dựa vào vài đồng lương của anh để sống qua ngày sau. Trương Nham Đống nói lời thấm thía với vẻ mặt cực kỳ chân thành. Tôn Hạo đứng đó thở dài mà không nói lời nào, hắn dù có chút động tâm nhưng biết một sự thật khó thể thay đổi, chính là thà làm chó trong quan trường còn hơn làm anh hùng trên phương diện kinh doanh. Ôi, anh họ, tư tưởng của anh rõ ràng là chưa giải phóng rồi. Nếu anh đã quyết định như vậy, em cũng không nói thêm điều gì nữa, cứ làm theo lời anh. Em nói một câu thật lòng với anh, hạng mục cầu đường An Lô này nhất định là lợi nhuận cao không chút bồi thường, anh chỉ cần bỏ ra chục ngàn, em sẽ cho anh vài phần trăm cổ phần. Tất nhiên em có tâm tư giúp anh nhưng cũng không thể làm tổn hại quy củ của tập đoàn, ít nhất không thể vượt quá 10%. Trương Nham đống nhấn điếu thuốc trong tay xuống gà tàn rồi dùng giọng trượng nghĩa nói. Chục ngàn được 10% cổ phần, Tôn Hạo dù không hiểu rõ về cầu đường An Lô, thế nhưng giá trị của nó thì hắn vẫn hiểu. Hắn nghĩ đến tình huống sau khi xây dựng xong thì chục ngàn của mình sẽ biến thành vài triệu, lại nghĩ đến tình huống em trai mình kinh doanh phát tài, thế là trong lòng cũng không muốn thua chị kém em, trái tim kích động đập mạnh không ngừng. Thăng quan phát tài, hai thứ này giống như kéo đến với tôn hạo cùng một lúc, hắn nhìn Trương Nham đống đứng bên cạnh mình, giống như hắn thấy được ngôi sao phúc của mình vậy. Tôn hạo vỗ tay Trương Nham đống cực kỳ thân mật, hắn dùng giọng cảm kích nói cậu, hôm nay có gì tôi cũng đã nói, anh họ đây xin cảm ơn cậu. Tôi sẽ kêu chị dâu đưa tiền đến cho cậu, sau này ở huyện Lô Bắc này có anh đây sẽ không thiếu phần của cậu. Tôn Hạo nói bằng giọng chém đinh chặt sắt, cực kỳ khí phách. Tôn Hạo nói làm thì sẽ giữ lời, trước nay hắn chưa từng trùn bước trước những việc nghĩa khí như vậy. Hắn nóng lòng cùng dùng cơm với Trương Nham Đống, sau đó trực tiếp chạy xe đến nhà Trần Lộ Giao. Những ngày qua Tôn Hạo đi rất gần với Trần Lộ Giao, dưới sự cố gắng nịnh nọt của Tôn Hạo, Trần Lộ Giao đồng ý sẽ lên tiếng nói tốt cho Tôn Hạo ở trên hội nghị thường ủy. Mà cũng vì muốn chơi mạnh tay với Vương Tử Quân, Tôn Hạo cảm thấy mình nên đến với một Trần Lộ Giao đi gần với Hầu Thiên Đông thì sẽ hay hơn. Tuy lúc này lực ảnh hưởng của Trần Lộ Giao hạ xuống rất thấp, thế nhưng hiện tại vẫn là khách quý đầy nhà. Trần Lộ Giao là phó bí thư nắm khối nhân sự, càng vào những lúc điều động nhân sự thì trong nhà càng náo nhiệt vào đúng thời điểm quan trọng thì chạy đến liên hệ cảm tình với phó bí thư nắm khối tổ chức, đây chính là việc cần làm, sẽ sinh ra hiệu quả cực kỳ quan trọng. Nhưng Trần Lộ Giao cũng rất nể tình tôn hạo, đám lãnh đạo xã thị trấn đều bị hắn nói vợ đẩy đi, mà hắn lại đưa tôn hạo đến phòng làm việc của mình. Sau khi nghe tôn hạo gióng giạc nói lời công kích vương tử quân, Trần Lộ Giao bóp điếu thuốc trong tay rồi nói. Cậu nói những lời này là thật. Rất thật, cậu em của tôi chính miệng nói ra, nào có phải là giả? Bí thư Trần, anh nói xem, cái này là gì? Tôi thông qua biết bao nhiêu quan hệ mới khổ sở đưa cậu em mình đến đầu tư xây dựng đường An Lô, còn không phải vì muốn tô son thiếp vàng cho huyện Lô Bắc chúng ta sao? Thế mà Vương Tử Quân lại dội vào gáo nước lạnh, như vậy tính là gì? Tôn Hạo đứng bên cạnh uống nước rồi dùng giọng nổi giận đùng đùng nói. Trần Lộ Dao khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngưng trọng. Tôn Hạo, tôi hiểu tâm tư của cậu. Nhưng trong huyện chúng ta có kẻ đố kỵ người tài, lòng dạ hẹp hòi, không muốn người ta tạo ra thành tích, càng không muốn người ta phát triển. Cậu cứ yên tâm, huyện Lô Bắc chúng ta cũng không phải nhà của hắn, một hạng mục tốt như vậy mà hắn dám vung tay làm cho thất bại, dù không có tôi thì còn có bí thư Hầu, không thể để hắn tùy ý thích làm gì thì làm, cậu cứ yên tâm đi. Trần Lộ giao tỏ thái độ rõ ràng thật sự làm cho Tôn Hạo giống như ăn vào một viên thuốc an thần, hắn kích động bắt chặt tay của Trần Lộ giao rồi nói: Bí thư Trần, trong ban ngành huyện Lô Bắc của chúng ta có anh, thật sự là tác dụng không thể nào thay thế được. Anh là phó bí thư có tư cách, hơn nữa lại có năng lực cá nhân xuất chúng, lại trọng tình nghĩ, nói về nghĩa khí, đi theo anh xem như tôi cũng yên tâm. Tôn Hạo đứng lên nói lời trung thành và nịnh nọt với Trần Lộ Giao. Lúc này Trần Lộ Giao đối mặt với những lời nịnh nọt của Tôn Hạo chỉ gật đầu từ chối cho ý kiến, sau đó hắn dùng giọng nghiền ngẫm nói. Tôn Hạo, cậu là khối tài liệu tốt, có cơ hội tôi sẽ thay cậu nói chuyện. Trần Lộ Giao nói bằng giọng rất thẳng thắn. Tôn Hạo, ngày mai tôi và cậu đến phòng làm việc của Bí thư hầu. Trần Lộ Giao thản nhiên nói làm cho hai mắt Tôn Hạo chợt tỏa sáng. Sau khi chính thức nhận được lời giúp đỡ của Trần Lộ Giao, Tôn Hạo về nhà mà lật qua lật lại, trần Trọc mãi vẫn không ngủ được. Hắn chợt cảm thấy có chút hưng phấn, thế là đánh thức vợ dậy làm vài hoạt động thư giản dù toàn thân đầm đìa mồ hôi nhưng cảm giác khống chế tất cả trong tay cũng làm cho hắn vui sướng từ tận đáy lòng nhưng nhìn bộ dạng không thỏa mãn của vợ cuối cùng tôn hạo vẫn có chút ảm đạm cuối cùng mình cũng đã già nếu không gắng sức một chút sợ rằng tuyến xe lần cuối cùng này sẽ bị bỏ lỡ đã đưa tiền đến chưa tôn hạo nhìn vợ mình rồi trầm giọng nói đã đưa rồi vợ tôn hạo vừa nghe đến chuyện tiền bạc thì đặt mông ngồi dậy nàng chụp lấy tay của chồng rồi dùng giọng chứng thực hỏi anh Tôn, anh nói xem việc này có đáng tin không? Chúng ta khổ sở lắm mới giành dụng được 50 ngàn, nếu vứt ra ngoài thì em đi tìm ai để lấy lại đây? Đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của mình. Ném ra ngoài, em cũng không nhìn xem nham đống bây giờ là ai, người ta là ông chủ lớn, sẽ vì chút tiền của em mà sáng mắt sao? Nếu không phải người ta có quan hệ tốt với anh, lại xem xét đến tương lai của anh, anh sẽ ném tiền của mình ra sao? Hơn nữa anh đưa tiền cho hắn, còn muốn có được hãng mức cao nhất. Tôn Hảo đứng lên dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn vợ mình, sau đó chừng mắt nói. Thế nào chỉ có 50 ngàn, quá ít, em đi tìm cách vay thêm 50 ngàn nữa, gom sao cho được 100 ngàn. Cầu đường An Lô là một con gà đẻ trứng vàng, đây là một cơ hội đầu tư một vốn bốn lời, sao em không có ánh mắt chiến lược như vậy nhỉ? Nhưng trong nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy dù là phó chủ tịch huyện nhưng Tôn Hảo cũng không phải được ném vào trong thùng gạo, thế cho nên tiền cũng không nhiều. Năm chục ngàn của hắn cũng đều là tiền bán những vật phẩm người ta đến chúc vào dịp Tết mà thôi. chương 256 ba thà làm chó trong quan trường còn hơn làm anh hùng trên thương trường. Thì đi mượn, đến nhà chị em mà mượn, đến lúc đó nói cho bọn họ một tiếng là được, còn cái gì mạnh hơn đầu tư làm ăn luôn có lời. Tôn Hảo trừng mắt nhìn vợ mình, thầm nghĩ mình một người phụ nữ ngốc nghếch không chút khôn khéo như vậy chứ tôn hảo chợt sinh ra ý nghĩ như vậy đồng thời hắn cũng nghĩ xem ngày mai đi theo trần lộ giao đến gặp bí thư hầu thiên đông và nên nói như thế nào cho hay thế là sáng sớm khi thức dậy thì hai mắt thật sự như tím bầm dù không ngủ ngon nhưng lúc này tinh thần của tôn hảo cực kỳ phấn chấn hắn nghĩ đến chuyện bí thư hầu thiên đông tán thành với ý kiến của mình như vậy xem như tuyên thể vị trí trưởng phòng tuyên truyền sẽ là của mình Tôn Hạo rửa mặt xong nhưng không ăn sáng, hắn đi làm ngay, mà vợ hắn cũng nhanh chóng đi tìm bạn bè vay mượn tiền bạc dưới sự chỉ bảo của chồng. Mau đi mượn tiền, mau lên, nếu nham đống đổi ý, như vậy chúng ta mất đi một cơ hội phát tài trăm năm có một. Trước khi rời khỏi nhà thì Tôn Hạo cũng không quên lớn tiếng nói với vợ mình. Tôn Hạo đi vào phòng làm việc của mình, hắn phát hiện mình đến sớm, không những cửa phòng làm việc của Hầu Thiên Đông đóng chặt, chính phòng làm việc của Trần Lộ Giao cũng không có ai, Cả khu lầu chỉ có phòng làm việc của Hàn Minh Khải đang mở cửa. Hàn Minh Khải, hừ hừ. Nếu như là trước kia thì Hàn Minh Khải sẽ là một đối tượng để Tôn Hạo thổ lộ tâm tình, thế nhưng không hiểu vì sao lúc này Tôn Hạo chỉ cười lạnh, trong lòng đầy khinh thường. Vì vị trí trưởng phòng tuyên truyền mà Hàn Minh Khải đã làm những gì, tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn, mà mình làm gì cũng không tránh được đối phương. Chờ đợi chính là một cảm giác cực kỳ khó chịu nhưng may mà bí thư trần lộ giao cũng không bắt tôn hảo chờ lâu chỉ một lát sau thì trần lộ giao đã gọi điện thoại đến cho hắn sau khi đặt điện thoại xuống thì hắn cũng nhanh chóng chạy đến trần lộ giao biết rõ ý nghĩ của tôn hảo hắn khẽ gật đầu sau đó nói bí thư hầu bên kia đã lên tiếng bây giờ chúng ta đi qua hai câu này của trần lộ giao tuy không nhiều nhưng nghe vào tai của tôn hảo thật sự giống như âm thanh của tự nhiên hắn nhìn trần lộ giao cầm ly trà đi ra ngoài hắn chợt sinh ra xúc động, hận không thể tiến lên cướp lấy cái ly để chính mình mang đi dùm. Nhưng may mắn là trước đó hắn chợt nhớ mình đường đường là một vị phó chủ tịch huyện, nếu mình làm những việc chỉ dành cho thư ký, sau này sẽ sinh ra những ảnh hưởng không tốt. Trần Lộ Giao là người thành tinh, cớ sao không hiểu ý của Tôn Hạo. Lúc này hắn khẽ cười với Tôn Hạo, tỏ vẻ tán thưởng. Phòng làm việc của Hầu Thiên Đông rõ ràng có mở cửa, thư ký Tiểu Trung thấy Trần Lộ Giao đi đến thì mỉm cười chào hỏi cũng tự mình tiếp nhận ly nước, sau đó đưa hai người vào trong phòng của bí thư Hầu Thiên Đông. Lộ giao đến rồi à, ngồi đi. Hầu Thiên Đông đang luyện chữ trên bàn làm việc, tuy chào hỏi với Trần Lộ giao nhưng tay vẫn không dừng lại. Bí thư Hầu, ngài cũng đừng phân tâm, nếu như chữ xấu thì sẽ không biết có bao nhiêu người thương tâm. Trần Lộ Giao lúc này đã không còn vẻ ngạo nghễ thường thấy, hắn tươi cười đi đến nhìn bí thư Hầu Thiên Đông luyện chữ. Hầu Thiên Đông khẽ gật đầu với Trần Lộ Giao, cũng không nói thêm điều gì, nét chữ như rồng bay phượng múa, chỉ sau 2 phút thì bốn chữ lớn đã xuất hiện trên giấy. Đại triển hồng Đô mở kế hoạch lớn đẹp, bí thư hầu, chữ của anh thật sự cứng cáp có lực, trách không được hiệp hội thư pháp của thành phố Hồng Ngọc chúng ta lại đặc biệt phát thư mời đến cho anh nhập hội. Trần Lộ Giao biết rõ trông ngứa của Hầu Thiên Đông, thế là thức thời lên tiếng nịnh hót. Hầu Thiên Đông nghe xong tuy không lên tiếng nhưng trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ. Hầu Thiên Đông khẽ cười, lão đặt bút xuống tiếp nhận khăn tay của Tiểu Trung, sau đó nói. Tôi chỉ là chút yêu thích cá nhân mà thôi, không thể nào so sánh được với những người chuyên nghiệp. Người ta đưa đến thiếp mời không phải vì nhìn chúng vị trí của tôi sao? Hầu Thiên Đông tuy nói như vậy nhưng vẻ vui sướng trên mặt lại tăng tiến, lão chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, sau đó cười nói với Tôn Hạo. Tôn Hạo, những ngày nay công tác rất tốt, coi như giải quyết một vấn đề khó khăn cho huyện Lô Bắc chúng ta, Trần Lộ Giao cười hì hì nói: Tôn Hạo những ngày qua thật sự đã nghĩ hết biện pháp để xúc tiến huyện Lô Bắc phát triển, nhưng này Bí thư Hầu hình như có người không hài lòng với Tôn Hạo, cố ý ngáng chân ở hạng mục cầu đường An Lô. Anh nói xem đó có phải là bụng giả hẹp hòi rồi không? Hầu Thiên Đông vừa nghe thấy cầu đường An Lô thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lão biết rõ mối quan hệ bất hòa giữa Trần Lộ Giao và Vương Tử Quân, cũng rất cố ý đẩy hai người vào thế đối lập tuy lão bây giờ còn chưa thăm dò chi tiết về vương tử quân, thế nhưng lão không muốn đắc tội với một cán bộ trẻ vừa có năng lực vừa có lai lịch phi phạm như vậy. Nhưng Hầu Thiên Đông không muốn đắc tội cũng không cam tâm làm một con rối. vương tử quân là cái gì, dám chống với bí thư huyện ủy như lão sao? Hầu Thiên Đông là người chấp trưởng một phương, lão cần khống chế quyền lực trong tay của mình. Vương tử quân có thể công tác nhưng phải được tiến hành dưới sự quản chế của mình, nếu đối phương đám khiêu chiến quyền uy của mình, muốn làm mình mất đi quyền lực thế thì dù hắn có hậu trường vững thế nào cũng không thể tùy ý thích làm gì thì làm hầu thiên đông có thể trở thành bí thư huyện ủy lô bắc sau lưng lão cũng không phải không có cây lớn chống đỡ sao vậy hầu thiên đông trầm ngâm một chút lão không hỏi tôn hạo mà nhìn sang trần lộ giao trần lộ giao ho khan một tiếng hắn đưa mắt nhìn tôn hạo ở sau lưng rồi nói bí thư hầu chuyện này chủ tịch tôn hạo biết rõ ràng nhất Tôi chỉ đưa chủ tịch Tôn đến báo cáo với anh mà thôi." Tôn Hạo dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trần Lộ Dao, sau đó lập tức nói ra những lời mình đã suy nghĩ thật kỹ vào tối qua. Đặc biệt khi nói về chuyện em mình muốn rút lui, hắn càng giống như nhập cả thể xác và tinh thần vào lời nói của mình. "Bí thư Hầu, em của tôi rất kích động, vì vậy tôi ra mặt trấn an cậu ấy, nhưng tôi nói thật, em tôi đầu tư ở đâu thì cũng có ý nghĩ cho quê hương, cậu ấy không phải muốn cầu đường an lô nhanh chóng thông xe sao?" thương nhân tất nhiên phải suy nghĩ về mình một chút, nhưng bí thư vương quá hà khắc, thật sự không muốn hợp tác chân thành. Hầu thiên đông cao mày, lão tuy cảm thấy vương tử quân sẽ không thể làm vậy vô duyên vô cớ, nhưng chuyện này cũng là rất lớn, vương tử quân đã có chút lỗ máng. Lão làm bí thư huyện ủy Lô Bắc đã vài năm, căn bản không có vài người đến đầu tư, bây giờ vất vả lắm mới có một người đi đến, anh ép người ta như vậy sao? Hơn nữa lão đang muốn tổ chức hội nghị tư pháp và khởi công đường An Lô vào cùng một ngày, nếu như chế nãi thì thật sự là chiến tích của lão sao có thể rơi vào trong mắt bí thư lưu canh cho được. Hầu Thiên Đông có sách lược vừa kéo vừa đánh với Vương Tử Quân, bây giờ thấy Vương Tử Quân từ chối một hạng mục lớn như vậy mà không nói với mình, trong lòng lão có chút tức giận. Đối phương đúng là quá mức, cũng đến lúc gõ đầu Vương Tử Quân được rồi. chương 257, một nóng đầu cho ra quyết sách lộ giao, chuyện kêu gọi đầu tư này rất trọng đại, tôi thấy chúng ta nên mở hội nghị thường ủy để thảo luận về nó. Trong mắt Hầu Thiên Đông đã khôi phục lại vẻ tự tin không thể kháng cự được, lão sảng khoái tinh thần nói. Bây giờ làm việc cần phải chú ý khoa học hóa, dân chủ hóa, quy phạm hóa, hiện đại hóa, chúng ta không thể nóng đầu mà cho ra quyết sách được. Hầu Thiên Đông hạ quyết tâm thì nở nụ cười sảng khoái. Trần Lộ Giao cũng cười, hắn là trợ thủ nhiều năm của Hầu Thiên Đông, hắn nào không biết hầu thiên đông có tính tình gì ý nghĩa lời nói của bí thư hầu chính là cho vương tử quân một lần tỉnh mộng huyện lô bắc này không phải là nơi mà cậu có thể dùng một tay che trời nhưng trần lộ giao tuy cười nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối hầu thiên đông sắp xếp như vậy tuy rõ ràng là gõ lên đầu vương tử quân thế nhưng bí thư cũng không chịu đối mặt thật sự mà lựa chọn phương án không một tiếng động như thế này vì thế có thể thấy bí thư hầu vẫn còn cố kỵ vương tử quân không muốn vung tay quá mức vâng Bí thư Hầu, anh xem khi nào thì phù hợp. Tôi cảm thấy chuyện này chúng ta cũng không nên làm cho giám đốc Trương chờ quá lâu. Trần Lộ giao dù có chút không cam lòng nhưng Hầu Thiên Đông đã bày tỏ thái độ như vậy, lúc này hắn cũng chỉ có thể phối hợp với bí thư Hầu mà thôi. Hầu Thiên Đông nhìn lên đồng hồ, lão trầm ngâm một lát rồi nói. Buổi chiều, 2 giờ chiều chúng ta sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, thương nghị thật kỹ các điều kiện hợp tác của giám đốc Trương. Trần Lộ giao sau khi ở lại buôn chuyện thêm một lát mới rời khỏi phòng làm việc của Hầu Thiên Đông, mà những lời buôn chuyện của hắn lại làm cho Tôn Hạo cực kỳ hâm mộ. Tuy hắn là phó chủ tịch huyện nhưng những năm gần đây cũng không có mấy cơ hội được đến báo cáo công tác với bí thư huyện ủy, đừng nói là thoải mái vào phòng làm việc của bí thư để tán chuyện. Nhưng Tôn Hạo nghĩ đến tình huống mình sẽ là trưởng phòng tuyên truyền, địa vị sẽ là nước lên thuyền lên, thế là hắn tràn đầy tin tưởng vào tương lai xử lý tốt quan hệ với Hầu Thiên Đông thăng quan phát tài, hai ý nghĩ này cứ mãi xoay quanh trong đầu tôn hạo, nhưng tất cả chỉ được thực hiện khi có mặt trương nham đống, thế là hắn cảm thấy nhất định là tổ tông của mình hiển linh, nếu không thì sao được thuận lợi như vậy. Vương tử quân ngồi trong phòng làm việc, hắn khẽ lật qua một phần thư mời, đây chính là công hàm của Cục Công Thương thành phố An Dịch gửi đến. Mười ngày sau thành phố An Dịch sẽ tổ chức một hội trợ kêu gọi đầu tư, thiệp mời này đặc biệt gửi đến cho khối chính quyền huyện Lô Bắc. Nếu là năm xưa thì thư mời này sẽ không đến tay huyện Lô Bắc hàng xóm, nhưng bây giờ thư mời của thành phố An Dịch không những gửi đến tay của Vương Tử Quân, còn có một thư mời do chính cục trưởng cục công thương của thành phố An Dịch mời Vương Tử Quân và huyện ủy Lô Bắc tham gia. Vương Tử Quân nhìn lá thư trong tay mà trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ đã có sẵn từ lâu, mà ý nghĩ đó bây giờ càng thêm hoàn mỹ, hắn cầm lấy bút liên tục ghi chép, đúng lúc Tiếu Tử Đông đẩy cửa đi vào. Tiếu Tử Đông lúc này càng dựa về phía Vương Tử Quân, dù đứng trước mặt Hầu Thiên Đông cũng không dám đắc thế, nhưng vì có mối quan hệ mật thiết với Vương Tử Quân, thế nên địa vị của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy vẫn phát triển rất tốt. "Bí thư Vương, anh đang bận sao?" Vương Tử Quân không chỉ một lần nói qua với Tiếu Tử Đông, "Chúng ta là anh em thân quen, nếu như coi tôi là một đứa em trong nhà, cũng đừng gọi tôi là Bí thư Vương, cứ gọi là cậu Vương." Tiếu Tử Đông thầm cảm thấy có chút cảm động, hắn ôm quyền hưng phấn nói với Vương Tử Quân, vậy thì xem như tôi trèo cao, gọi là cậu. Nhưng Tiếu Tử Đông vẫn không tự giác được phải gọi Vương Tử Quân là Bí Thư Vương, giống như không gọi như vậy thì chính mình không bày tỏ được lòng tôn kính. Thời gian dài thì Vương Tử Quân cũng không muốn nhắc nhở thêm, cứ để đối phương thích gọi sao cũng được. Vương Tử Quân buông bút, hắn đứng lên mời Tiếu Tử Đông đến bên ghế sa lông, sau đó tự tay châm trà cho Tiếu Tử Đông. Nếm thử trà long tỉnh tôi nhờ người đưa về từ Hàng Châu xem thế nào. Tiếu tử đông cũng không quan tâm đến lời nói trà được đưa về từ Hàng Châu của Vương Tử Quân, vì bây giờ danh tiếng của trà Long Tinh ở Tây Hồ trong nước ngày càng cao, rất nhiều người đi biếu quả thường nói đây là lấy về từ Hàng Châu. Nhưng Tiếu Tử Đông lại không biết đây chỉ là lời nói khiêm tốn của Vương Tử Quân, trà long tỉnh này không những thật sự lấy về từ Hàng Châu, hơn nữa còn là từ trong những vườn trà nổi tiếng, đây chính là món quà của Tần Hồng Cẩm từ phương Nam nhờ người đưa về cho Vương Tử Quân. Tần Hồng cầm tuy đi phương Nam nhưng vẫn thỉnh thoảng gửi về cho vương tử quân đủ mọi lễ vật, những món này có cả quần áo hoặc những món trang sức nho nhỏ, mà trà long tỉnh chính là một trong những món quà của nàng gửi về cho hắn. Tiếu tử đông khẽ nâng ly trà lên hớp một ngụm, cảm thấy mùi hương thơm ngát thấm đẫm ruột gan, trong lòng thầm cảm khái nhưng ngoài miệng lại không nhắc đến chuyện lá trà. Hắn nói vài ba câu với vương tử quân, sau đó thay đổi chủ đề. Bí thư vương, chiều nay mở hội nghị thường ủy, anh có nghe qua chưa? đã nghe nói. Vương tử quân cũng không khách khí với tiếu tử đông, hắn khẽ nâng ly lên uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói. Tiếu tử đông nhìn gương mặt điềm nhiên như không của vương tử quân, thật sự càng phải lau mắt mà nhìn, tuổi trẻ mà đã không chút gợn sóng sợ hãi như vậy, bất động như núi, xem ra tâm cơ quá cao làm cho người ta khó thể đề phòng. Trước khi sự việc đến thì ung dung thanh thản giống như không có bất kỳ vấn đề gì, không buồn lo vô cớ, nếu đứng trước mặt Vương tử quân thì rõ ràng giống như múa rìu qua mắt thợ. "Bí thư Vương, anh nên quan tâm một chút, những ngày này hướng gió của huyện Lô Bắc có chút gì đó không đúng." Tiếu tử Đông đành cười ha hả dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói. Vương tử quân cũng nâng chung trà lên, trong lòng hắn hiểu rất rõ, Tiếu tử Đông chạy đến nói vài câu thật lòng với mình cũng không dễ dàng gì. Trên quan trường không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, Tiếu tử Đông làm được điều này là không dễ dàng gì trong lòng tuy không xem đó ra gì không cho là đúng nhưng ngoài miệng lại cười nói cảm ơn chủ nhiệm tiếu đã nhắc nhở tiếu tử đông ngồi thêm một lát nhưng chủ đề cũng không còn tiếp tục xoay quanh hội nghị thường ủy hắn đàm luận về những chuyện thường ngày sau đó lại di chuyển chủ đề bí thư vương văn phòng huyện ủy sắp cử nhân viên xuống tuyến dưới rèn luyện bên phía tôi còn thiếu một vị phó chủ nhiệm anh xem có nên gia tăng trọng trách cho hạ châu hay không vương tử quân trầm ngâm một lát sau đó hắn khẽ cười một tiếng nói. Gia tăng trọng trách là tốt, thế nhưng cũng không thể làm cho anh khó xử, tôi thấy nên bỏ qua, cứ cho cậu ấy kiêm một vị khí trưởng khoa là được. chương 257, 2, nóng đầu cho ra quyết sách. Tiếu tử đông cũng có chút do dự trong sự kiện đẩy tôn Hạ Châu lên làm phó chủ nhiệm, nhưng cuối cùng hắn cũng nói ra. Trong văn phòng huyện ủy có 5 vị phó chủ nhiệm, tuy đều là phó chủ nhiệm nhưng đều là cấp chính khoa, nếu như trực tiếp điều lên vị trí phó chủ nhiệm, chỉ sợ các vị trưởng khoa bên dưới sẽ không phục. Dù đám người kia có không phục thì cuối cùng cũng không tạo nên con sóng gì, thế nhưng nói tóm lại cũng không tốt, rõ ràng đây là sự việc có hiểm nghi nịnh nọt với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân lại có thể hiểu cho mình, Tiếu Tử Đông chỉ cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đặt ly trà trong tay xuống, sau đó đứng lên nói. Bí thư Vương, dù gió mây thế nào, dù thông thả hay cấp bách, Tiếu tử đông tôi cũng tình nguyện cùng ngắm phong cảnh với anh. Tiếu tử đông đi, đã nói rõ tất cả rồi, vương tử quân thu dọn ly trà đã nguội, hắn ngồi bên cạnh bàn làm việc hút thuốc mà không nói điều gì. Tiếu tử đông ủng hộ mình đã quá rõ ràng, nhưng vương tử quân có thể nghe ý nghĩa lời nói của tiếu tử đông, rõ ràng là đối phương không ôm hy vọng gì với hội nghị thường ủy lần này. Lúc này không còn như trước, nếu vương tử quân quyết sự ý nghĩ của mình, như vậy có nghĩa là đốt lửa lên người hầu thiên đông sẽ nhận lấy đòn tấn công của ba người Hầu Thiên Đông, Lưu Thành Quân, Trần Lộ Giao. Tuy chỉ là thảo luận về một vấn đề, cũng không nhất định là đấu tranh gì lớn, nhưng Tiếu Tử Đông đã đến đây, thái độ của Tiếu Tử Đông đã cho thấy, cho dù quyết sách của Vương Tử Quân có sai lầm, hắn cũng đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười, Tiếu Tử Đông xem ra là giúp đỡ chính mình hoàn toàn không nguyên tắc. Dù theo nguyên tắc tổ chức thì như vậy là không tốt, nhưng Vương Tử Quân biết bây giờ mình đang ở trong quan trường huyện Lô Bắc, mình cần có người luôn ở bên cạnh, trung thành và tận tâm. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì chuông điện thoại vang lên, hắn khẽ cầm lấy điện thoại, chợt nghe đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Đỗ Tử Cường. Bí thư Vương, anh có bận gì không? Từ sau khi xảy ra sự kiện liên quan đến Đỗ Tiểu Trình vào lần trước, Đỗ Tử Cường tuy không có bất kỳ bày tỏ nào cả, nhưng Vương Tử Quân có thể rõ ràng cảm giác được vị phó chủ tịch thường vụ này đang gần đến bên cạnh mình. Trên một vài vấn đề không cần mình quan tâm thì Đỗ Tự Cường vẫn đến trưng cầu ý kiến. Thái độ của Vương Tử Quân với Đỗ Tự Cường là cực kỳ cẩn trọng, hắn cười ha hả nói: "Cũng không tính là bận rộn, chủ tịch Đỗ có gì dặn dò sao?" "Bí thư Vương, anh còn trẻ, nhiều chuyện có thể bày mưu nghĩ kế, chỉ ở ngàn dặm, lùi một bước trời cao biển rộng." trong huyện lô bắc này anh cũng đừng quá chăm chăm vào một việc thành thích là của mọi người vất vả là chính bản thân mình anh cũng đừng để trong lòng đỗ tự cường nói rất huyền chuyển nhưng ý nghĩ lời nói lại quá rõ ràng cũng không nên so đo nhiều với chuyện của trương nham đống vương tử quân nghe đỗ tự cường khuyên can mình mà cười lên ha hả đa tạ chủ tịch đỗ đã chỉ điểm à anh nói đúng tôi cảm thấy nên là như vậy tất cả mọi người đều là kẻ thông minh đối với những chuyện thế này sau khi dùng vài lời nói rõ thái độ của mình với đối phương, sẽ không tiếp tục kéo dài câu chuyện. Đỗ Tử Cường nói thêm vài chuyện nhỏ nhặt, sau đó cười ha hả nói: "Bí thư Vương, chuyện của tiểu trình tôi còn chưa cảm tạ anh, khi nào thì anh cho tôi cơ hội để bày tỏ đây?" "Ha ha ha, chủ tịch Đỗ, người nên cảm tạ chính là tôi, tôi là bí thư ủy ban tư pháp, tôi cần cảm tạ anh vì đã bồi dưỡng cho hệ thống tư pháp một vị công an ưu tú như vậy." vương tử quân mỉm cười nói với đỗ tự cường bí thư vương quá khách khí rồi con gái của tôi xem như bị mẹ nó làm hư tuổi trẻ tính nhiệt tình công tác là dư thừa nhưng kinh nghiệm lại thiếu hụt sự việc xảy ra lần trước nếu không phải bí thư vương vung tay giải quyết sợ rằng bây giờ còn đang khóc nhè đỗ tự cường dùng giọng rất chân thành nói vì hai bên nói chuyện rất đầu cơ thế cho nên hắn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và vương tử quân được kéo lại gần vài phần vương tử quân cười cười trong đầu không tự giác được phải hiện lên hình ảnh đỗ tiểu trình với một bộ cảnh phục. Bí thư vương, con gái của tôi cực kỳ bội phục anh, sau này nếu tôi có điều gì quản giáo không dược, kính mong anh làm chú cũng đừng nên khoanh tay đứng nhìn. Đỗ tự cường nói, âm thanh vang lên trong điện thoại, nhưng chủ tịch đỗ dùng giọng thoải mái ném cho vương tử quân chức danh chú, điều này lại làm cho bí thư vương đổ mồ hôi hột, mình sao lại biến thành chú của đỗ tiểu trình. Nhất định, nhất định là như vậy vương tử quân gần đây cảm thấy công phu ẩn giấu của mình gia tăng mạnh tuy hắn cảm thấy buồn cười nhưng ngoài miệng lại dùng giọng không đếm xỉa để ứng phó với đỗ tự cường vương tử quân thầm suy nghĩ về lời nói của đỗ tự cường hắn giống như chợt bừng tỉnh thì ra khúc quanh của đỗ tự cường chính là mình vương tử quân dừng lại một chút rồi dùng giọng trịnh trọng nói chủ tịch đỗ cô gái tiểu trình này thật sự rất tốt đã vài lần liên giang hà báo cáo với tôi nghĩ rằng muốn gia tăng trọng trách cho nàng Tôi cảm thấy như vậy là rất hay. Tiểu Trình không nên cứ mãi giới hạn trong chiến tuyến công an, có lẽ nên để cô ấy phát triển toàn diện. Hai ngày trước viện kiểm sát có báo cáo với tôi, nói rằng không đủ, thế là tôi đang suy xét có nên đưa Tiểu Trình đến chiến tuyến viện kiểm sát hay không. Đỗ Tự Cường ở đầu dây bên kia thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình, nói thật thì con gái được gia tăng trọng trách trong cục công an thì hắn đã cảm thấy rất đủ, cảm thấy tiến lên viện kiểm sát là chuyện xa vời. Thế nhưng không ngờ Vương Tử Quân mở miệng lại cho mình một thu hoạch ngoài ý muốn. Đỗ Tử Cường rất cảm kích, hắn dùng giọng chân thành nói: "Bí thư Vương, cảm tạ anh đã quan tâm, tiểu trình là thuộc hạ của anh, lại là cháu của anh, anh cứ thấy thế nào hay thì ra tay, tôi chỉ phụ trách việc đáp tạ anh em mà thôi." Âm thanh của Đỗ Tử Cường ở đầu dây bên kia rõ ràng có chút biến đổi. Xem ra ý kiến của Vương Tử Quân thật sự làm cho Đỗ Tử Cường cảm động đến mức muốn rơi nước mắt nếu nói từ góc độ an toàn thì đỗ tự cường không muốn con gái của mình làm công an điều này vương tử quân nghe được từ tôn hạ châu cốc 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 tiếng gõ cửa khẽ vang lên cửa phòng khép hờ của vương tử quân được đẩy ra trương tân dương tiến vào phòng với vẻ mặt cười hì hì sau lưng hắn chính là liên giang hà với nụ cười trên môi nhưng hai người này lại không thu hút ánh mắt của vương tử quân điều làm hắn chú ý chính là đỗ tiểu trình mới một thân đồng phục cảnh sát ở phía sau bí thư vương Liên Giang Hà là lãnh đạo cục công an, tất nhiên là người đầu tiên chào hỏi Vương Tử Quân. chương 257, 3, nóng đầu cho ra quyết sách. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi đến trước bàn làm việc. Các anh ngồi xuống đi, đừng khách khí với tôi. Vương Tử Quân vừa nói vừa định với phích nước nóng châm trà. Bí thư Vương, không vội, để tôi làm cho. Trương Tân Dương không đợi Vương Tử Quân cầm lấy bình thủy, hắn vung lên tay cầm lấy trước. Vương tử quân cười cười, hắn khẽ gật đầu với Liên Giang Hà, sau đó hắn nói với Đỗ Tiểu Trình. Tiểu Trình, đừng đứng, mau ngồi xuống. Vương tử quân gọi là Tiểu Trình thì chợt nhớ đến lời nói của Đỗ Tử Cường, chủ tịch đổ đưa mình lên vị trí làm chú, thế là ánh mắt lại rơi xuống bộ ngực nhô cao của nàng, nhìn đứa cháu này mà những lời lên đến miệng bí thư vương lại bị nuốt xuống. Cô cháu gái này hình như có hơi lớn. Đỗ Tiểu Trình cũng căn bản không phát hiện được chút xứng sờ trong giây lát của Vương Tử Quân, càng không nghĩ rằng bố mình đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. "Bí thư Vương, tôi đến báo cáo cho anh một công tác quan trọng." Liên Giang Hà nói và vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn là một cán bộ được Vương Tử Quân đề cử lên, tất nhiên hắn sẽ rất phối hợp với Vương Tử Quân. Nhưng hắn cũng là người có tính nguyên tắc, cho đến nay dù rất trung thành và tận tâm với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không đến mức nghe theo lời mù quáng theo kiểu Trương Tân Dương. Tuy Vương Tử Quân sử dụng Trương Tân Dương cảm thấy rất thuận tay, Thế nhưng hắn cảm thấy Liên Giang Hà chủ trì cục công an càng làm cho mình an tâm hơn. Hắn cũng tỏ ra cực kỳ tôn trọng với tư cách, phong cách xử lý sự việc của Liên Giang Hà ở trong cục công an. "Anh nói đi." Vương Tử Quân nhìn Liên Giang Hà rồi lên tiếng. Liên Giang Hà trầm ngâm một lát rồi nói với Đỗ Tiểu Trình. "Tiểu Trình, cô báo cáo cho bí thư Vương đi." Đỗ Tiểu Trình là một người không sợ trời sợ đất trong huyện Lô Bắc sau khi trải qua sự kiện vu cáo vừa rồi thì nàng càng cảm thấy mình trưởng thành hơn nhưng khi đối mặt với vương tử quân trái tim của nàng chợt ra tốc mà không hiểu rõ nguyên nhân đỗ tiểu trình khẽ siết chặt bàn tay trong lòng càng thầm nói đỗ tiểu trình mày làm sao vậy dù đối mặt với hầu thiên đông thì mày cũng chưa từng căng thẳng như vậy tuy trong lòng đang cố gắng áp chế mình nhưng đỗ tiểu trình vẫn có biểu hiện có hơi hoảng hốt chỉ sợ mình nói không tốt để lại ấn tượng xấu cho vương tử quân thế nên những lời đã được nàng chuẩn bị sẵn trên đường đến đây lại bị kẹt. Bí thư vương, trương, trương tiểu mai. Đỗ tiểu trình thấy liên giang hà nhìn về phía mình, nàng vội vàng mở miệng, kết quả không nói thì không sao, mở miệng lại nói trương nham đống thành trương tiểu mai. Vẻ mặt liên giang hà chợt trở nên rất khó coi, khi uy thế của vương tử quân ngày càng tăng thì lúc này hắn cực kỳ để ý đến ấn tượng của mình trước mặt lãnh đạo. Lúc này hắn đưa đỗ tiểu trình đến báo cáo công tác, chủ yếu là muốn cho nàng biểu hiện một chút càng tạo ra một ấn tượng tốt cho bí thư vương không ngờ đỗ tiểu trình gần đây nói năng rõ ràng biểu đạt mạch lạc nhưng bây giờ lại rơi vào tình huống khó khăn thế này đỗ tiểu trình nói được vài câu thì cúi đầu những từ ngữ được sắp xếp sẵn đang chạy loạn trong lòng vương tử quân nhìn đỗ tiểu trình nói năng lắp bắp mà có chút ngẩn ngơ hắn nhìn nụ cười trầm thấp của liên giang hà sau đó cười ha hả nói tiểu trình cô cũng đừng khẩn trương như vậy nếu bộ dạng của cô mà rơi vào trong tay của chủ tịch đỗ biết đâu anh ấy lại cho rằng một ty người chú như tôi không ủng hộ công tác của cô cái gì cái gì tôi gọi anh bằng chú những lời của vương tử quân rơi vào trong tay đỗ tiểu trình điều này làm cho cô nàng cảnh sát kiêu ngạo có chút căm thức anh bao nhiêu tuổi rồi chỉ là chức vụ cao mà thôi chức vụ cao thì tự động lên cấp sao lúc này đỗ tiểu trình ngẩng đầu lên dùng ánh mắt bất mãn nhìn vương tử quân sau đó báo cáo bằng giọng cực kỳ rõ ràng trật tự. Báo cáo Bí Thư Vương, dựa theo chỉ thị của anh, chúng tôi đã liên lạc với các anh em cảnh sát huyện thị khác. Sau khi trải qua kiểm tra đối chiếu, hôm nay dưới sự phối hợp của cảnh sát thành phố Ngô Nham, cuối cùng cũng xác định được thân phận thật sự của hai người Trương Nham Đống và Lô Tiểu Mai. Trương Nham Đống tên thật là Trương Nhị Nghiêu, là nông dân huyện XX tỉnh XX, năm ngoái đã từng lừa đảo một nhà máy bia ở thành phố Ngô Nham, số tiền lừa đảo lên đến con số 500 000 lô Tiểu Mai tên thật là Lộ Tiểu Hoa, là vợ của Trương Nhị Nhiêu, cô ấy là một nghi phạm trong vụ an lừa đảo năm ngoái. Đỗ Tiểu Trình nói ra những lời cực kỳ rõ ràng lưu loát, rất dễ nghe, Vương Tử Quân nghe vào tai cũng liên tục gật đầu. Nhưng hắn nghĩ đến tình huống ban ngành lãnh đạo huyện Lô Bắc lại đang liên tục xoay quanh nịnh bợ hai tên nông dân, trong lòng cảm thấy thật sự đáng buồn. Vấn đề kêu gọi đầu tư, nói ra thì cũng đơn giản, nhưng thực tế chỉ có một chữ khó, cũng vì mình khó khăn thế nên mới tạo cơ hội cho người ta lợi dụng. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Đỗ Tiểu Trình đã sắp báo cáo xong, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân đang ghi chép, vẻ mặt nàng khẽ động, nàng chợt nói: "Bí thư Vương, tôi có một ý kiến với anh, sau này anh có thể gọi tôi là Tiểu Trình hoặc là cảnh sát Đỗ, thế nào cũng được, thế nhưng mong anh đừng gọi tôi là cháu Tiểu Trình." Đỗ Tiểu Trình nói đến đây thì nàng khẽ nhíu nhíu mũi sau đó lại nói tiếp tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của anh anh còn nhỏ hơn tôi một tháng tuổi nếu gọi tôi là cháu không phải anh coi mình già vậy sao vương tử quân nhìn đỗ tiểu trình đang ngẩng đầu ưỡn ngực mà trí khí bùng lên tận trời hắn đã hoàn toàn không còn gì để nói liên giang hà và trương tân dương nãy giờ ngồi bên cạnh vương tử quân nghe đỗ tiểu trình báo cáo lại cười tươi như hoa chỉ sợ mình cười thành tiếng à sau này tôi sẽ nhất định chú ý hơn cháu tiểu trình Vương tử quân nhìn đỗ tiểu trình, thế là trong lòng có ý muốn trêu đùa một chút, sau khi gọi cháu tiểu trình, không đợi đỗ tiểu trình phản đối thì hắn đã nói với cục trưởng Liên Giang Hà. Cục trưởng Liên, anh quay về lập tức sắp xếp người vây giáp hai người kia, nếu phát hiện bọn họ có hành vi bỏ trốn, lập tức khống chế ngay. Vâng, Liên Giang Hà đứng lên ghế sa lông rồi trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ anh và đồng chí Đỗ Tiểu Trình đi bố trí, Tân Dương, tôi có chuyện cần nói với anh. Vương Tử Quân cũng không chờ Đỗ Tiểu Trình mở miệng, hắn nhanh chóng phân phó. Đỗ Tiểu Trình vốn bị ba chữ cháu tiểu trình của Vương Tử Quân làm cho gương mặt phát lạnh, hơi thở phập phồng, bộ ngực cao ngất càng rung động. Khi nàng chuẩn bị cho đối phương biết tay, không ngờ đối phương còn nhỏ tuổi hơn mình lại lợi dụng chức quyền để đuổi mình và cục trưởng ra ngoài. Đúng vậy, rõ ràng là đuổi ra ngoài, điều này làm cho Đỗ Tiểu Trình siết chặt hai bàn tay nhỏ, trước khi rời khỏi phòng còn dùng ánh mắt hung hăng nhìn chú Vương Tử Quân. Chương 257.4, nóng đầu cho ra quyết sách. Liên Giang Hà là người thành tinh, cớ sao không hiểu Bí thư Vương đang đùa với Đỗ Tiểu Trình, tuy hắn thấy Bí thư Vương có hơi ép người, thế nhưng chuyện giao hảo giữa Bí thư Vương và chủ tịch Đỗ thật sự không phải là một vị cục trưởng cục công an như hắn có thể trộn lẫn vào. Sau khi Liên Giang Hà và Đỗ Tiểu Trình rời khỏi phòng, Trương Tân Dương chợt cười ha hả không chút kiêng kỵ, sau đó lại giơ ngón tay cái với Vương Tử Quân. Bí thư Vương anh thật sự còn dám chọc con gái của chủ tịch đỗ anh xem bộ dạng của cô ấy lúc vừa rồi kìa đúng là một cây ớt cây ớt vương tử quân nhớ lại gương mặt đỏ ửng của đỗ tiểu trình trước khi đi hắn chợt nở nụ cười sau đó hắn phất tay nói trước khi các anh đến thì chủ tịch đỗ đã gọi điện thoại cho tôi nói tôi nên nâng đỡ cháu tiểu trình trương tân dương nghe xong thì cười lớn nói bí thư vương nếu không sau khi quay về tôi sẽ nói với đỗ tiểu trình để cho cô ấy về nhà làm loạn với chủ tịch Đỗ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt với nụ cười xấu xa của Trương Tân Dương, trong lòng dù có chút động tâm nhưng cũng không lên tiếng. Sau khi nâng ly trà lên nhấp một ngụm, Vương Tử Quân mỉm cười hỏi Trương Tân Dương. "Tân Dương, còn ai biết rõ chuyện hai tên lừa đảo kia không?" "Bí thư Vương, chỉ có tôi, cục trưởng Liên và Đỗ Tiểu Trình biết rõ mà thôi." Trương Tân Dương thu lại nụ cười rồi dùng giọng nghiêm túc nói: vương tử quân khẽ gật đầu không nói thêm điều gì sau đó trương tân dương tiếp tục lên tiếng bí thư vương tôi cảm thấy chuyện này có vẻ hơi lớn thế cho nên đến báo cáo với cục trưởng liên à anh làm vậy là đúng cục trưởng liên cũng không tệ anh liên hệ với anh ấy nhiều hơn cũng không có gì xấu vương tử quân ném cho trương tân dương một điếu thuốc sau đó hắn nói tiếp chuyện này anh đi đến báo cáo cho chủ tịch hàn minh khải báo cáo cho hàn minh khải Trương Tân Dương nghe Vương Tử Quân nói một câu không đầu không đuôi như vậy mà không kịp phản ứng. Trương Tân Dương thấy Hàn Minh Khải căn bản không liên quan gì đến sự việc này, chính mình đi báo cáo cho đối phương làm gì. Hơn nữa đây là một sự kiện lập công, chính mình báo cáo cho Hàn Minh Khải, nếu Hàn Minh Khải nhảy ra, không phải là cướp mất công lao của bí thư vương sao? Cứ như vậy mà tặng không công cho Hàn Minh Khải sao? Một chai rượu có ba cái ly, một hảo hán cần có anh em bạn bè trợ giúp, tôi cực kỳ xem trọng anh nhưng lực lượng một người có hạn anh đi thông báo cho chủ tịch hàn như vậy là giúp đối phương một chuyện tốt bằng trời anh ấy sẽ nhớ kỹ công lao của anh vương tử quân khẽ gõ lên bàn rồi thản nhiên nói trương tân dương nhìn bộ dạng nhàn nhã tự đắc của vương tử quân mà giống như chợt hiểu ra hắn dùng giọng phục tùng nói với vương tử quân bí thư vương tôi hiểu ý anh trương tân dương dùng ánh mắt cảm kích nhìn vương tử quân sau đó cung kính lui ra khỏi phòng Tôn Hạo đang sảng khoái ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn vừa hút thuốc vừa nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường của mình. Thời gian sao trôi qua chậm rãi như vậy, Tôn Hạo lúc này cảm thấy thời gian giống như đang đối nghịch với mình, hắn hận không thể tiến lên vặn thêm vài vòng, cho đồng hồ nhanh chóng chỉ đúng 2 giờ. Bí Thư Hầu đã đồng ý, sau khi nghe Trần Lộ Giao nói đã liên lạc tốt với Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu, hội nghị thường ủy vào buổi chiều sẽ thông qua lời đề nghị của Tôn Hạo. Dù đây chỉ là chối bỏ đề nghị của Vương Tử Quân, thế nhưng ý nghĩa của nó là cực kỳ quan trọng, vì điều này dù sao cũng là dáng một đòn lên vẻ kiêu ngạo của Vương Tử Quân, không tiếp tục cho anh Xuân Phong đắc ý. Hừ, cũng phải cho đối phương thấy mình có lực lượng cỡ nào. Lúc này áp chế được Vương Tử Quân thì Tôn Hạo sẽ là nước lên thuyền lên, chưa nói đến vấn đề lãnh đạo sẽ càng thêm coi trọng mình, mà vị trí trưởng phòng tuyên truyền sẽ là của mình. Trưởng phòng tuyên truyền chính là thường ủy huyện ủy Tôn Hạo nghĩ đến vị trí chạm tay có thể phòng này, hắn chợt cảm thấy phòng làm việc này có hơi nhỏ. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, Tôn Hạo nghe thấy âm thanh này thì vui sướng lên tiếng mời vào. Chào Chủ tịch Tôn. Đi vào là một tên cán bộ hơn 30 tuổi, mặc một bộ tây trang thấp kém màu đen, tóc khá bóng ngượt, nở cười rạng rỡ. Chủ tịch Tôn, anh có bận rộn gì không? Tên cán bộ này vừa vào cửa thì nhanh chóng châm trà cho Chủ tịch Tôn Hạo, Tôn Hạo ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Triều Thu Ba, là một trong năm vị phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện Lô Bắc. Triều Thu Ba này gần đây đi rất gần với Hàn Minh Khải, lúc này đến đây là có ý gì? Trong lòng hắn khẽ động, hắn khẽ đứng lên hừ một tiếng. Triều Thu Ba giống như không thấy được sự lãnh đạm của Tôn Hạo, hắn đặt phích nước xuống, sau đó cung kính rút ra một điếu thuốc, dùng hai tay đưa cho Tôn Hạo. Tôn Hạo tiếp nhận thuốc, hắn càng cung kính châm lửa cho Tôn Hạo. Trước kia Tôn Hảo cũng có nhiều lần liên hệ với vị phó chủ nhiệm Triều Thu Ba này, khi đó tuy đối phương cũng cung kính trả nước với mình, thế nhưng đối phương lại làm mình sinh ra cảm giác giống như có hơi qua loa, không đủ chân thành, bây giờ lại có hương vị khác. Thu Ba, cũng không có gì bận, cậu ngồi xuống đi. Tôn Hảo nhìn Triều Thu Ba lau bàn cho mình, sau đó hắn khẽ gật đầu dùng giọng thản nhiên nói với Triều Thu Ba. Tuy bàn đã rất sạch nhưng Triều Thu Ba vẫn dùng sức lau vài lượt, cuối cùng hắn mới ngồi nửa mông xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Tôn Hạo. Chủ tịch Tôn, tôi đến báo tin vui cho anh, vừa rồi văn phòng huyện ủy gọi điện thoại đến, nói mời anh đến dự thính hội nghị thường ủy vào lúc 2 giờ chiều. Chuyện dự thính hội nghị thường ủy thì Tôn Hạo thật sự biết sớm hơn cả chiều thu ba, nhưng lúc này hắn lại khẽ gật đầu không chút biểu cảm. Chủ tịch Tôn, tiểu chiều tôi xin chúc mừng anh, hôm nay anh dự thính hội nghị thường ủy, ngày mai rất có thể sẽ tiến xa vang rộng. Khi ngài làm chủ tịch huyện, ngài rất coi trọng công tác của tôi, đợi đến khi ngài là trưởng phòng, thuộc hạ như tôi cũng cam tâm tình nguyện cho lãnh đạo cũ như ngài. Triều Thu Ba lúc này mở miệng miệng lên tiếng cực kỳ cung kính, tuy Tôn Hạo có chút chán ghét tên khốn thường hay nịnh hót Hàn Minh Khải này, nhưng bây giờ nghe vậy thì khẽ dừng lại, cảm thấy đối phương rất đáng được sử dụng. Lúc này hắn nhìn vào mắt đối phương, cảm thấy dễ nhìn hơn, cũng không phải loại chán ghét. À, Thu Ba, cậu nói vậy cũng quá mức tôi chỉ đến dự thính, bất cứ chuyện gì cũng có tốt xấu. Tôn Hạo vừa nói vừa dùng tay khẽ vuốt ve mái tóc, sau đó hắn lười biếng dựa lưng ra phía sau, bộ dạng đắc ý nói không nên lời. Tôn Hạo nghĩ đến vấn đề dự thính hội nghị thường ủy, hắn nói tránh đi một chút, nhưng trong lòng hắn lại xem vị trí trưởng phòng tuyên truyền đã là của mình. Chương 257, năm nóng đầu cho ra quyết sách. Triều Thu Ba có thể trở thành phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền, tất nhiên sẽ là một tồn tại sắp thành tinh, khi hắn thấy tôn hạo có biểu hiện như vậy thì cười hì hì nói. Ngài quá khiêm tốn rồi, ngài là cán bộ làm việc cẩn thận chặt chẽ, thật sự đáng cho chúng tôi học tập. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hội nghị thường ủy hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, đừng nói là trong khu văn phòng huyện ủy chính quyền, dù là các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành hay tất cả các vị lãnh đạo xã thị trấn đều biết rõ. Vừa rồi anh Lưu Phòng Thông tin còn gọi điện thoại đến, nói là khi nào lãnh đạo nhận chức, anh ấy sẽ đưa ngài đi đón gió tẩy trần triều thu ba nói đến đây thì thay đổi chủ đề lãnh đạo ngài mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng khu văn phòng bây giờ có một câu nói thế này nói bí thư vương có lợi hại thì cũng chỉ như vậy mà thôi anh xem chủ tịch tôn không ra tay thì thôi vừa ra tay đã nổi tiếng cải tử hồi sinh sự việc bị bí thư vương đạp chết triều thu ba nói những lời nịnh hót làm cho gương mà tôn hạo không khỏi đỏ lên hắn thích ý không ngậm miệng lại được sau đó rụt rè cúi đầu nếp nhăn trên mặt cũng mở rộng ra như cải tử hoàn đồng hắn liên tục khoát tay với chiều thu ba nhưng trong miệng lại liên tục nói những lời tốt đẹp người tuyến dưới nói như vậy sao đúng là không hay không hay thái độ của tôn hạo rõ ràng là nhìn từ trên cao xuống thấp giọng điệu nói một đằng nghĩ một nẻo của tôn hạo càng làm cho chiều thu ba phát huy tốt khả năng nịnh hót của mình hắn vốn đến đây để vuốt mông ngựa lúc này thấy mình gãi đúng chỗ ngứa của tôn hảo thì thái độ càng kính nể không thôi lãnh đạo tôn sao anh lại nói đây là chuyện không hay ngài là người không thích kể công tử kiêu ngạo lời nói của người ngoài khó thể tin nhưng đối với anh thì lại khác những người kia phân tích hội nghị thường ủy lần này có mở hay không cũng như nhau mà thôi bây giờ bí thư vương chỉ còn hai con đường để đi một là véo mũi để thực hiện hạng mục lần này một là phải đi trên một con đường đen sau đó chủ tịch tôn sẽ đứng lên gõ cho một gậy ở hội nghị thường ủy. Ha ha ha, tiểu triều ơi là tiểu triều, các người ở bên dưới định luận như vậy sao? Như vậy cũng không hay, cậu là lãnh đạo văn phòng khối chính quyền huyện những chuyện thế này nên ngăn lại, cũng không cho các vị đồng chí bên dưới nghị luận về lãnh đạo như vậy được, sẽ là không tốt, rất không tốt. Tôn Hảo duỗi tay chỉ vào chiều thu ba, trong ánh mắt lại lóe lên vẻ đắc ý. Hai người nói chuyện với nhau với khí thế ngất trời, chuông điện thoại của tôn hảo chợt vang lên tôn hảo nhìn dãy số người gọi đến mà vung tay lên với triều thu ba rồi nói tôi là tôn hảo đầu dây bên kia nói gì thì triều thu ba không nghe được nhưng tôn hảo thì lại càng thêm nhiệt tình tiểu trung cậu báo cáo với bí thư hầu tôi sẽ sang ngay tôn hảo khẽ đặt điện thoại xuống hắn lấy ra một chiếc gương trong ngăn kéo bàn làm việc hắn vừa soi gương vừa dùng giọng ai oán nói với triều thu ba là một phó chủ tịch huyện tôi thật sự rất bận rộn muốn tâm sự với tiểu triều một chút nhưng lại không có đủ thời gian tôi mới từ phòng làm việc của bí thư hầu đi ra được vài phút bây giờ bí thư lại gọi điện thoại đến bí thư hầu nói có chuyện cần thương lượng với tôi chủ tịch tôn như vậy là tốt nó nói rõ bí thư hầu coi trọng anh biết đâu bí thư gọi anh đến để nói vài lời thông báo trước khi anh lên làm trưởng phòng tuyên truyền triều thu ba rất biết cách bắt đúng nhịp hiệu quả của nó cũng rất tốt điều này làm cho tôn hạo cười lên ha hả không phải hắn đang chờ như vậy sao tôn hạo sau khi xem xét xong tinh thần và trang phục thì cười ha hả nói thu ba cậu xem tôi bây giờ thế nào chủ tịch tôn anh đừng phê bình tôi quá thẳng thắn tôi thấy kiểu tóc của anh nên trải sang một bên thì cực kỳ phù hợp chỉ như vây mới có thể biểu hiện được đầy đủ ý chí chiến đấu trước mặt bí thư hầu chiều thu ba lên tiếng sau đó vừa tự nhiên lấy từ túi áo ra một cái lược tôn hạo cũng không từ chối hắn để cho triều thu ba trải tóc cho mình hắn cảm thấy tiểu triều này là rất tốt người ta đã đến với mình mình cũng cho chút chỗ tốt thế là hắn cười nói nghe nói văn phòng huyện ủy có người xuống tạm giữ chức tiểu triều cậu nên nắm chắc cơ hội lần này triều thu ba không phải đang đợi những lời này sao nhưng hắn lại nói chủ tịch tôn tuy tôi có nghĩ đến điều này nhưng tuyến trên lại không có người đến lúc đó mong anh thúc đẩy nhiều hơn tôn hạo khẽ gật đầu Hắn nhìn mái tóc của mình trong gương, sau đó mới thỏa mãn đi về phía phòng làm việc của Hầu Thiên Đông. Hầu Thiên Đông ngồi trong phòng làm việc của mình, khi thấy Tôn Hạo đi vào thì khẽ gật đầu nói. "Chủ tịch Tôn Hạo, cậu ngồi xuống đi, chờ tôi phê duyệt xong văn kiện thì chúng ta sẽ nói chuyện." "Phê duyệt văn kiện." Tôn Hạo thầm hiểu rõ vấn đề, hắn biết đó chỉ là một câu cho qua của bí thư, nhưng càng như vậy thì hắn biết bí thư càng có chuyện cần nói với mình. Tôn Hạo nhìn cơ thể của bí thư Hầu Thiên Đông ngồi sau bàn làm việc, hắn cảm thấy sau này mình nên liên hệ nhiều hơn với bí thư, chỉ khi nào có được sự thừa nhận của bí thư, như vậy mình mới có thể tiến lên. Hầu Thiên Đông cũng không làm cho Tôn Hạo chờ quá lâu, lão phê văn kiện mất vài phút, sau đó đặt bút xuống mỉm cười. Tôn Hạo, giám đốc trương đến huyện Lô Bắc có thích ứng chứ? Rất thích ứng, tuy em của tôi đã rời khỏi huyện Lô Bắc lâu năm, nhưng cậu ấy vẫn là người nơi đây, Sao không thích ứng với xã chúng ta cho được? Hơn nữa nếu cậu ấy chọn ba lấy bốn, tôi là anh họ cũng sẽ dạy bảo cậu ấy một trận. Tôn Hạo thấy Hầu Thiên Đông hỏi về Trương Nham Đống thì dùng giọng thoải mái tự tin và khoác lác nói. Tôn Hạo biết mình chẳng là gì với cậu em mình, sau này mình sẽ là tâm phúc của bí thư Hầu, mình càng biểu hiện thân mật với Trương Nham Đống thì bí thư càng coi trọng mình. Lãnh đạo coi trọng thì tương đương với hai thứ là thăng quan phát tài. Ánh mắt của Hầu Thiên Đông chợt biến đổi. Một chút quỷ dị lóe lên trong mắt, Tôn Hạo đang đắc ý nói khoác, sao có thể phát hiện ra chút vấn đề trong mắt Bí thư Hầu? À, vậy cũng tốt, Chủ tịch Tôn Hạo, lần này không bỏ qua công lao của anh, thế này đi, anh mời giám đốc Trương đến, sáng nay chúng ta ký hợp đồng. Hầu Thiên Đông khẽ phất tay dùng giọng nước chảy mây trôi nói. Ký hợp đồng, chưa mở hội nghị thường ủy mà ký hợp đồng. Tôn Hạo nghe Hầu Thiên Đông nói mà trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ một quan điểm trượt bùng lên lấp đầy cõi lòng vương tử quân đã khuất phục nếu vương tử quân không khuất phục thì nào thuận lợi như vậy bí thư hầu nói em mình đến ký hợp đồng điều này đã nói rõ bí thư ép chết được vương tử quân tôn hạo nghĩ đến bộ dạng khuất nhục của vương tử quân thì trong lòng có chút tiếc nuối nhưng hắn lại rất muốn xem bộ dạng khốn khổ của vương tử quân trong hội nghị thường ủy thế nên mới tiếc nuối tôn hạo thầm kêu đáng tiếc nhưng lại mỉm cười nói đây không là vấn đề Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy, nhưng này Bí thư Hầu, hợp đồng do Bí thư Vương ký với cậu em của tôi sao? Do Chủ tịch Lưu ký. Hầu Thiên Đông hiểu ý của Tôn Hạo, lão khẽ vung tay lên trầm giọng nói. Chủ tịch Lưu thì quá tốt, ha ha, nếu là Bí thư Vương thì chỉ sợ em tôi sẽ không ký. Bí thư Hầu, tôi phải đến khách sạn mời cậu em tới. Tôn Hạo dùng ánh mắt tươi cười nhìn Hầu Thiên Đông nói. Hầu Thiên Đông khẽ gật đầu lão lại ngồi xuống ghi chép gì đó trên bàn làm việc. Tôn Hạo cũng không chậm trễ, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Hầu Thiên Đông, bắt xe chạy như bay về phía nhà khách huyện ủy. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 21